Trương Á Bình được đích thân Tô Tân Đông đưa vào hội trường, lúc này tầng 8 khách khứa đông nghịt, người qua lại nhộn nhịp, hắn ta mới thấy được Ái Đạt không tầm thường. Hắn ta chỉ vào người đứng bên cạnh chỗ chủ trì, hỏi Tô Tân Đông. Người trẻ tuổi kia chính là ông Trương Khác, nhà đầu tư tư nhân của Ái Đạt. Tuy nhiệt độ ngoài trời nóng phát điên, trong hội trường có gần 300 người, nhưng máy lạnh bật hết công suất, nên không hề thấy nóng bức. Trương Khác mặc lê màu xanh thẫm, người cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, tinh thần sáng lang, thần thái ung dung, nhìn thấy Tô Tân Đông và Trương Á Bình vào hội trường, khẽ gật đầu chào. Phong phạm đó làm người ta không hề hoài nghi tuổi tác lẫn địa vị chủ nhân chân chính của Ái Đạt. Đường Thanh mặc dạ phục sa tanh màu xanh biếc ôm vừa lấy thân hình tha thướt, cô trang chỉ điểm nhạt, bình dị nhưng thánh khiết, khuôn mặt vẫn chưa bỏ hết sự non nớt của thiếu nữ, nhưng đã hết sức rực rỡ quyến rũ, làm không ít nam nhân trong phòng đưa mắt nhìn, rồi lại tự ti quay đi. Diệp Tiểu Đồng tuyên bố buổi lễ bắt đầu, Trương Khác bước lên tấm thảm đỏ đi tới vị trí chủ trì, nhìn đám đông phía dưới, lòng không kìm được phấn khích, cuối cùng cũng tới lượt mình bước lên sân khấu. Khẽ hít một hơi, Trương Khác dùng ánh mắt ung dung bình tĩnh nhìn một lượt hội trường. Xin chào các vị khách quý, những bạn bè truyền thông, tôi là Trương Khác của Điện tử Ái Đạt, hôm nay được mời các vị tới tham gia lễ giới thiệu sản phẩm của Ái Đạt tôi vô cùng vinh hạnh. Trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi xin giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay. Mời mọi người nhìn ra ngoài. Chương 194, khí phách. Đèn trong phòng hội nghị tối dần, bên ngoài bóng đêm bao phủ bầu trời, thành phố lên đèn với muôn vàn ánh sáng rực rỡ, nhưng không xuyên phá được bóng đêm dày đặc, mọi người chỉ thấy một tấm biển quảng cáo cực lớn lờ mờ trong bóng tối. Đột nhiên từ mọi hướng, mấy chục ánh đèn đồng loạt phát sáng, chiếu thẳng vào tấm biển quảng cáo bên ngoài. Dòng người qua lại dưới tòa nhà Thị Bách, đột nhiên thấy bầu trời đêm bừng sáng, mọi người bị ánh đèn thu hút, đồng loạt ngước nhìn lên. Bên phải tấm hình quảng cáo Giang Đại Nhi hiện ra khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, ánh mắt đen láy tỏ sáng như vì sao xa, suối tóc đen tuyền như màn đêm huyền bí buông xuống bờ vai thon thanh mảnh, mai thứ màu tương phản đó kết hợp lại tôn lên tất cả những đường gợi cảm nhất của nữ nhân. Giang Đại Nhi đang nở nụ cười như hoa xuân, đôi mắt đẹp đang nhìn vào chiếc đầu đĩa phía trái biển quảng cáo. Tạo ra ấn tượng thị lực mạnh mẽ. Ở trên tầng 8 tòa nhà Thị Bách, những phóng viên đua nhau nâng ống kính lên, ánh đèn flash chớp lên liên hồi, tấm biển quảng cáo này định sẵn sẽ khơi lên rất nhiều chủ đề. Trương Á Bình lúc này thực sự cảm nhận được khí phách của Ái Đạt, chưa một công ty nào dám mạnh tay như vậy trong bước quảng cáo thị trường đầu tiên. Thưa các vị, sau 2 phút trầm tịch, giọng nói đầy sức hút của Trương Khác vang lên qua loa, kéo sự chú ý mọi người trở lại. Từ năm 93 trong nước đưa ra chiếc đầu đĩa đầu tiên cho tới nay, thị trường đầu đĩa đã phát triển cao tốc liên tục, điện tử Ái Đạt và Mậu Dịch Thịnh Hâm trên cơ sở hợp tác tin tưởng lẫn nhau, cùng liên hợp đưa ra sản phẩm đầu đĩa đầu tiên của Ái Đạt. Trương Khác nói phấn chấn chừng 5 phút, rồi đi xuống trong tiếng vỗ tay như sấm động. Phía đông bắc hội trường bày mấy chiếc bàn nhỏ, bên trên đặt 3 chiếc đầu đĩa SD920 với các màu trân châu, màu xám bạc, màu đen tuyền. Bên cạnh bàn là khu chiếu phim, Giang Đại Nhi được lệnh Tiểu Yến Tháp Tùng đứng hai bên, trải qua ấn tượng mạnh mẽ từ tấm biển quảng cáo, các phóng viên càng thêm hứng thú với đại sứ hình tượng của Ái Đạt. Giang Đại Nhi còn chưa bước lên con đường một tinh minh, đã phải tiếp thụ khảo nghiệm của gần 100 ống kính máy ảnh liên tục hướng về phía mình. Sau lễ giới thiệu ngắn gọn là tiệc đứng do Ái Đạt phụ trách, khu giới thiệu sản phẩm và nơi tổ chức bữa tiệc được ngăn cách tấm rèm, lúc này Diệp Tiểu Đồng tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Tấm rèm được kéo lên, lộ ra không gian rộng lớn. Diệp Kiến Bân chỉ mặc áo sơ mi, đứng cạnh Trương Khác, làm y trông có vẻ quá mức nghiêm túc. Chúc Ái Đạt sẽ quật khởi từ ngày hôm nay. Diệp Kiến Bân cười chân thành. Trương Khác nới lỏng cổ áo ngột ngạt, vừa gật đầu mỉm cười với Khác Khứa và phóng viên chào hỏi, vừa nói với Diệp Kiến Bân. Đợi rảnh rỗi rồi chúng ta sẽ tâng bốc nhau, Trương Á Bình ở bên kia, anh muốn tới cùng không? Tuy Trương Á Bình do Thịnh Hâm mời tới, nhưng nghiệp vụ hai bên chẳng có liên quan mấy, Diệp Kiến Bân còn nhiều nhân vật quan trọng cần tiếp đã hơn, nên để Trương Khác một mình tới trước. Ái Đạt thật không tầm thường, tôi rất ít thấy doanh nghiệp nào trong nước mạnh tay như thế. Trương Khác Á Bình thấy Trương Khác đi tới chủ động lên tiếng trước. Ái Đạt muốn được không tầm thường, còn nhờ sự giúp đỡ của ông Trương đây. Câu này của Trương Khác chẳng phải lấy lòng, đó là thực tế. Sản lượng tiêu thụ mắt đọc đầu đĩa VCD trong tháng 6 đạt tới 60.000 chiếc, Ái Đạt mới chỉ mua hơn 1.000 thực không thể tính là một khách hàng lớn. Trương Á Bình cười hòa nhã.
Philip luôn tìm kiếm nhà hợp tác có tiềm lực trong nước, chuyến đi hôm nay làm tôi thấy được hy vọng từ Ái Đạt. Philip là nhà cung cấp linh kiện gốc, đương nhiên muốn nâng đỡ nhà sản xuất có tiềm lực, nếu để họ biết Ái Đạt đang nghiên cứu linh kiện đó, sẽ có thái độ khác hẳn. Trương Khắc biết, với tư thái của ông lớn Trương Á Bình không cần phải khách sáo giả dối với mình, cười đáp. Con đường Ái Đạt phải đi còn rất dài, hôm nay chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo là Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh, cho tới khi cắm cờ thắng lợi khắp toàn quốc. Trương Á Bình đã nghe phân tích và phán đoán về thị trường của Tô Tân Đông, rồi từ bước đi này của Ái Đạt, biết Trương Khắc là thiên tài làm thị trường. Khí phách thị trường của Ái Đạt làm Trương Á Bình không thể không kính phục, ngay cả Samsung cũng không tư cường độ quảng cáo lớn như vậy. Tới nay nhà sản xuất sử dụng chip giải mã đời 2 rất ít, dù sao việc đầu tư tiền kỳ khá lớn và tốn thời gian, nếu không đủ tầm nhìn tự tin và tiềm năng thị trường, cũng như bản lĩnh bản thân sẽ không dám bỏ ra số tiền lớn như vậy, thế nên tuy đã có đầu đĩa trên thị trường, nhưng đa phần mang tư tưởng ăn xổi ở thì. Trương Á Bình mặc dù còn chưa quen thuộc lắm với Ái Đạt, nhưng ngay từ lần đầu tiếp xúc đã thấy được triết lý luôn đi đầu của Ái Đạt, tin khả năng thành công của Ái Đạt tương đối lớn, hắn ta cũng kỳ vọng Ái Đạt thành công để xúc tiến việc sử dụng chip giải mã đời 2, như thế thị trường của Philip cũng càng mở rộng, nhìn Trương Khắc khích lệ. Ái Đạt có tự tin làm thương hiệu đầu đĩa số 1 của Trung Quốc không? Trương Khắc cười chừng mực nói. Tới cuối năm nay, chúng tôi sẽ mua của Philip 10 vạn bộ linh kiện, tới năm sau, sẽ là 10 vạn bộ linh kiện mỗi tháng. Lời của Trương Khắc thực sự làm Trương Á Bình kinh ngạc, Ái Đạt không ngờ còn muốn vượt mặt cả Samsung, hiện giờ Philip không thể tiến hành mở rộng sản xuất, năm sau tăng tốc hết mức cũng chỉ cung cấp được gần 20 vạn linh kiện, Ái Đạt tuyên bố muốn quá nửa phân ngạch. Nếu chẳng phải thấy khí phách hôm nay của Ái Đạt, chỉ e hắn ta nghĩ Trương Khắc là kẻ thích khoác lác. Trương Á Bình là người rất có hàm dưỡng, mỉm cười nói. Nếu Ái Đạt có năng lực tiêu thụ, chúng tôi tất nhiên cung cấp đủ lượng các vị muốn năm nay, còn chuyện kế hoạch năm sau, hiện giờ thảo luận vẫn hơi sớm. Trương Khắc khẽ gật đầu, hôm nay chỉ là buổi lễ công bố sản phẩm, tất cả mới chỉ kéo màn, hai bên chưa thể tiến hành thảo luận sâu hơn. Trước đó cũng có vài nhà sản xuất đầu đĩa VCD, đặt hàng lên quầy tiêu thụ của Thịnh Hâm, nhưng lượng tiêu thụ rất ảm đạm, nếu để giám đốc thị trường các công ty đó nghe được những lời này của Trương Khắc chắc sẽ cười rụng rốn. Những vị giám đốc của công ty điện tử được Thịnh Hâm mời đã có người của phòng thị trường chiêu đãi, chỉ những nhân vật thực sự quan trọng, Diệp Kiến Bân mới giới thiệu cho Trương Khắc. Thi Nghị là một trong số đó, là giám đốc công ty cổ phần hữu hạn điện gia dụng Vĩnh Thành Thượng Hải, 40 tuổi, dáng không cao. Mắt tam giác, nhưng ánh mắt tinh minh sắc bén, cho nên trông không xấu xí lắm. Nghe Diệp Kiến Bân giới thiệu, Trương Khắc cười phong độ, ung dung nói. Thượng Hải là thị trường quan trọng nhất của khu Hoa Đông, được hợp tác với một nhà phân phối lớn như Vĩnh Thành là vinh hạnh của Ái Đạt. Thực ra Ái Đạt chẳng có chút tên tuổi gì làm Thi Nghi chẳng có hứng thú lắm, đã vậy Ái Đạt lại còn đề xuất yêu cầu Vĩnh Thành phải trả trước tiền đặt hàng. Thi Nghị vì nể mặt Diệp Kiến Bân nên cũng qua loa đặt 50 chiếc đầu máy. Trả cho Ái Đạt mười mấy vạn tiền hàng, coi như có để ăn nói với Diệp Kiến Bân. Song nhìn thấy buổi lễ giới thiệu sản phẩm hôm nay Thi Nghị đã hơi dao động, song giữ thân phận của nhà cung cấp cỡ lớn, trong bữa tiệc vẫn tỏ vẻ điềm nhiên trò chuyện với người cùng nghề. Đến khi nghe Hoa Kiến Long Tổng Giám đốc Thị Bách sau khi nhận một cú điện thoại, xin Diệp Kiến Bân điều thêm 30 chiếc máy nữa tới chi viện bắt đầu hơi chút đứng ngồi không yên rồi. Cửa hàng của Thị Bách chiếm cứ 6 tầng của tòa nhà này. Khu bán đồ điện tử gia dụng đặt ở tầng 3, Thi Nghị và các nhà phân phối khác đều hơi nóng ruột chạy tới khu bán hàng của Ái Đạt của tầng 3. Chương 195, ưu tư sau ánh hào quang. Sau khi tấm biển quảng cáo kia được chiếu sáng, 30 chiếc đầu đĩa được Thị Bách chuẩn bị cho hoạt động hôm nay đã bị bán hết sạch trong vòng nửa giờ. Trừ các hình thức quảng cáo truyền bá có thể thấy được, các nhà phân phối mang tác dụng quảng cáo ẩn hình không thể bỏ qua được nhất. Nhà phân phối có nhiệt tình hay không? Quyết định cường độ điểm cuối thị trường. Một khi đầu đĩa của Ái Đạt trải khắp các quầy điện tử của trung tâm mua sắm chủ yếu, hơn nữa chiếm cứ vị trí bắt mắt nhất, lại được nhân viên bán hàng trọng điểm tiến cử, hiệu quả tuyệt đối còn hơn quảng cáo trên DTHTW nhiều lần. Nhà phân phối các nơi tích cực phối hợp có thể giảm bớt chi phí thúc đẩy mở rộng thị trường ở mức thấp nhất, đề cao hiệu quả quảng cáo lên mức cao nhất, mới mô hình trả tiền đặt hàng trước, nhà phân phối càng chủ động, Ái Đạt càng nhiều tiền mở rộng sản xuất. Chẳng biết có phải nhờ tác dụng tấm biển quảng cáo khổng lồ kia hay là sức hút của Giang Đại Nhi, từ cầu thang tới khu bán hàng điện tử ở tầng 3 đều chật kín người.
Giang Đại Nhi đang dùng chiếc đầu đĩa cuối cùng giới thiệu công năng của nó cho khách hàng vây quanh, Hứa Duy và Lệnh Tiểu Yến thì cùng nhân viên bán hàng của Thị Bách đang phát tờ rơi, bảo an vất vả giữ trật tự. Chiếc đầu đĩa của Ái Đạt được bán với giá 3.688 đồng, tặng món quà trị giá 200 đồng. Đầu đĩa hạ xuống mức giá 3.500 đồng đối với người thường mà nói vẫn là thứ đồ xa xỉ. Nhưng trong đám đông vây quanh không ít người giơ tao tiền vẫy mạnh nói. Bán cho tôi, không cần quà tặng cũng được. Thi Nghị đứng ở lan can tầng 4 khu bán nữ trang nhìn xuống tình hình tầng 3, cảm thấy trước đó mình mua 50 đầu đĩa của Ái Đạt đúng là trò hề. Nếu hôm nay Thị Bách chuẩn bị hàng đầy đủ, chỉ riêng tối nay đủ bán được trên 50 chiếc. Cùng chung hối hận luyến tiếc với Thi Nghị còn có cả giám đốc khu điện máy của trung tâm mua sắm Đông Phương. Đông Phương Plaza là ông trùm ngành thương nghiệp của thành phố này, chuyên kinh doanh thương phẩm trung cao cấp. Ban đầu Thịnh Hâm có ý lựa chọn hợp tác với bọn họ tổ chức buổi lễ này, nhưng vì thấy Ái Đạt không có danh tiếng, bọn họ đã từ chối, chỉ đặt một quầy trưng bày hàng ở góc ít chú ít nhất để khỏi làm mất lòng Thịnh Hâm. Giám đốc khu điện máy vừa mới nhận được điện thoại của trợ lý, 5 chiếc máy bày ở Đông Phương Plaza đã bị phía Thị Bách giành trước mang đi rồi, làm ông ta tức ngứa ngày răng lợi. Nếu ngày mai khách hàng phát hiện ra trung tâm mua sắm lớn nhất tỉnh thành đứt nguồn hàng, ông ta lại chẳng bị tổng giám đối chửi cho tối tăm mặt mũi, vội kéo Thiệu Tâm Văn qua một bên, muốn lấy 20, 30 đầu máy ứng phó khẩn cấp. Rắc rối của ông ta chỉ cần tìm Thiệu Tâm Văn là có thể giải quyết, nhưng vấn đề làm Thi Nghi đau đầu, Diệp Kiến Bân cũng chưa chẳng giải quyết được, liền kéo Diệp Kiến Bân quay lại tầng 8 tìm Trương khác. Lời phát biểu trên lễ giới thiệu làm tôi thấy được phần nào phong thái của ông Trương. Ấn tượng của Thi Nghi với Trương khác chỉ dừng lại ở buổi lễ giới thiệu. Trương khác tốc độ đọc ngắt nhịp, nhấn mạnh đều khống chế cực kỳ khắt khe, làm người nghe lĩnh hội đường ý tứ biểu đạt ngoài ngôn ngữ, biểu hiện kỹ xảo diễn giảng cao siêu của Trương khác. Cảm ơn đã khen, giám đốc Diệp cũng biết con người tôi thực ra rất ít nói, vì lời phát biểu hôm nay mà tôi mất ngủ tới mấy ngày liền. Thi Nghi rất thích người trẻ tuổi khiêm nhường cẩn thận, nói. Ái Đạt định khi nào khai phát thị trường Thượng Hải, Vĩnh Thành sẽ toàn lực phối hợp. Trương khác khẽ gật đầu, trả lời rất khéo léo. Công tác phát triển thị trường ở Đông Hải sẽ mất gần nửa tháng mới hoàn thành, bên phía Thượng Hải nhanh nhất cũng phải hạ tuần tháng 7 mới tiến hành, còn thời gian cụ thể do Thịnh Hâm an bài, đương nhiên cũng phải xem bên phía Vĩnh Thành. Bên phía chúng tôi không có vấn đề, ngày mai sẽ gửi 500 vạn tiền đặt hàng vào tài khoản của Ái Đạt, mong Ái Đạt và Thịnh Hâm tranh thủ lập thời gian biểu, Vĩnh Thành còn chuẩn bị sớm. Trương Khác và Diệp Kiến Bân nhìn nhau cười khổ. Chuyến này Ái Đạt chỉ sản xuất ra 1.000 đầu máy. Lượng hàng ở Hoa Đông khống chế chừng 500 chiếc, chỉ còn lại 500 chiếc, dưới thế công quảng cáo mãnh liệt, một khi thị trường mở ra, với xu thế này khó đáp ứng nổi nhu cầu trong tỉnh. Ái Đạt mỗi tháng chỉ có thể sản xuất 2.000 chiếc máy, Trương khác dự tính chỉ đủ cung cấp cho thị trường không tỉnh, chẳng biết nửa tháng sau còn đủ máy tới Thượng Hải phát triển thị trường không. Sau khi Thịnh Hâm gửi 1.500 vạn, Ái Đạt không chậm trễ một khắc đem đi mở rộng nhà xưởng, tuyển nhân viên, nhà máy ban đầu thực hiện luân phân thay ca. Đã vận hành 24/24 không ngơi nghỉ. Trong khi đó một khi máy đưa ra thị trường còn phải cung cấp chế độ bảo hành, đồng thời kiểm soát chất lượng sản phẩm ở mức độ nhất định, nếu tham lợi nhất thời đẩy mạnh sản lượng quá mức, trực tiếp ảnh tới danh tiếng, tới khi đó máy càng làm nhiều càng lỗ thảm chứ đừng nói tới lãi. Thế nên áp lực hiện nay của Tô Tân Đông đã rất lớn rồi. Thi Nghị mặc dù khẳng khái hứa ngày mai gửi 500 vạn vào tài khoản, song Trương khác không trả lời rõ ràng. Đại khái đây là đãi ngộ nhiều năm qua Thi Nghị rất hiếm gặp, thấy người người tới hắn liền nhún vai rời đi. Người đi tới là Chu Nhất Bình, đi cùng hắn còn có Lỗ Khánh Sinh phó giám đốc nhà máy số 2 vô tuyến điện nguyên khí, Huệ Sơn. Đêm trước buổi lễ giới thiệu, hắn đã quyết định tới Ái Đạt làm phó giám đốc kinh doanh, đi cùng hắn còn có 5 kỹ sư của Nguyên Kiệt, tạm thời giảm bớt thiếu thốn nhân viên quản lý vận hành sản xuất của Ái Đạt. Chu Nhất Bình giới thiệu cho Lỗ Khánh Sinh ông chủ đích thực của Ái Đạt. Chỉ đủ thời gian dừng lại trò chuyện qua loa vài câu, liền dẫn hắn đi gặp mặt những người thuộc tầng quản lý khác của Ái Đạt. Diệp Kiến Bân cảm khái. Gần như nhìn đâu cũng thấy được Ái Đạt đang phát triển nhanh chóng, nói không khoa trương cả người mù cũng thấy được tương lai của Ái Đạt rồi. Thế nào cũng phải xứng đáng với sự tín nhiệm của giám đốc Diệp chứ. Trương khác giả dối nịnh một câu, rồi không nhịn được phì cười trước. Diệp Kiến Bân cũng cười rộ. Thêm vào số tiền của Vĩnh Thành. Tổng lượng đặt hàng hôm nay của Ái Đạt đã tới 2.000 vạn, xem như Thịnh Hâm cũng xứng đáng với sự tin tưởng của Ái Đạt rồi nhé.
thêm vào 1.500 vạn ban đầu của Thịnh Hâm, Ái Đạt sẽ mau chóng gom góp được 4.000 vạn, xây dựng cơ sở cỡ lớn ở Trấn Ích Long không còn là mơ mộng xa vời nữa. Nương Thanh cẩn thận nhấc mép váy dạ hội, mặc dù suốt cả buổi tối luôn hoa lệ, cao quý như công chúa, nhưng dù thế nào cũng chẳng so được với cảm giác ngọt ngào như ở bên Trương Khác. Từ lúc bắt đầu bữa tiệc, Trương Khác cứ phải tiếp đãi khách khứa suốt, chẳng có thời gian bồi tiếp Đường Thanh. Tạ Vãn Tình lại nhàn nhã, thoải mái nhìn không khí buổi lễ, thầm tự hào vì Trương Khác, không khéo Cẩm Hồ sẽ bị Ái Đạt vượt mặt mất. Cảm giác không sao theo kịp được bạn ấy. Đường Thanh đăm chiêu nhìn bọt bong bóng nổi lên trong cốc rượu, tạo thành chuỗi bọt dài trong sắc rượu hổ phách, không ngừng nổi lên lại không ngừng tan vỡ, tốn công vô ích, giống cảm giác của cô lúc này. Tạ Vãn Tình ngạc nhiên, không hiểu tại sao Đường Thanh lại có suy nghĩ này, trong ấn tượng của cô, Đường Thanh là thiếu nữ 17 tuổi vô ưu vô lo. Chị bảo xem em cứ quấn lấy Trương Khác, bạn ấy có cảm thấy phiền phức không? Trong đôi mắt đẹp của Đường Thanh thoáng hiện vẻ u sầu. Nhưng không nhìn thấy bạn ấy, em lại cảm thấy bạn ấy rất xa xôi. Chị Vãn Tình, khi chị yêu thời đi học có cảm giác đó không? Chương 196, lại mưu mô. Chị à, khi bằng tuổi em được gia đình đưa tới trường nữ ở Anh, suốt mấy năm học trừ ông lao công quét sân, chẳng có bạn khác giới mà tương tư, so với em còn được u sầu nhung nhớ, thì thời thiếu nữ của chị thật thê thảm đáng thương. Tạ Vãn Tình mỉm cười nửa đùa nửa thật. Đường Thanh phì cười. Thì ra chị Vãn Tình không phải là đối tượng tối để tâm sự, hại em do dự nửa ngày trời mới dám nói với chị chuyện này. Em nói với chị cũng hay mà, bữa tiệc thật buồn tẻ, chẳng bằng tìm chỗ nói chuyện. Tạ Vãn Tình tính khá trầm, cô không thích chỗ đông người cho lắm. Đường Thanh nhìn đám đông đang vây quanh Trương Khác ở đằng xa, khẽ thở dài. Trương Khác tối nay không thoát thân được rồi, chị em mình đi tìm chị Đồng đi. Tạ Vãn Tình và Đường Thanh rời bữa tiệc. Nhà ở tiểu khu Thanh Sơn bị đám Hứa Duy chiếm mất rồi, nên hai cô về Tân Mai Uyển. Đường Thanh theo Tạ Vãn Tình rời đi, Trương Khác áy náy lắm, song chẳng thể làm gì, ngày kia còn phải theo nhân viên thị trường của Thịnh Hâm tới Huệ Sơn, ngày mai phải chuẩn bị, chẳng có thời gian chơi với Đường Thanh nữa. Diệp Kiến Bân nheo mắt nhìn theo Đường Thanh, nháy mắt nói. Khác thiếu gia đừng giống tôi sớm để một phụ nữ trói buộc, con gái của thị trưởng Đường, áp lực cũng rất lớn đấu. Trương Khác cười thông cảm, bối cảnh nhà mẹ đẻ của Đinh Văn Di cực mạnh, cho nên Diệp Kiến Bân bị vợ áp chế tới độ ngay cả thư ký riêng cũng chẳng thể tự quyết, càng khỏi nói tới trêu hoa ngẹo nguyệt. Nhưng Trương Khác biết kiếp này mình không thể nào bỏ được Đường Thanh, chuyện này chẳng liên quan mấy tới Đường Học Khiêm, song Đường Thanh mới hơn 16 tuổi, suy nghĩ những chuyện nghiêm túc này này còn quá sớm. Giám đốc Diệp, việc Thịnh Hâm thu mua City giao ra tiến hành tới bước nào rồi? Với uy thế của nhà họ Diệp, chỉ cần Thịnh Hâm đưa ra một cái giá hợp lý, không lo phía Hải Châu từ chối, nhưng tiến độ thu mua ra sao, phải xem mức độ nỗ lực của Thịnh Hâm. Sao đột nhiên lại quan tâm chuyện đó vào lúc này? Diệp Kiến Bân sau khi đích thân tới Bắc Kinh tiến hành khảo sát sơ bộ mô hình kinh doanh của điện khí quốc Mỹ, liền quyết định tiến hành chuyển biến đường lối phát triển của Thịnh Hâm. Thu mua City giao ra rơi vào thua lỗ mấy năm qua chỉ là bước đầu tiên. Trương Khác là người đề xuất ra chuyện này đầu tiên, nên chẳng cần kiêng kỵ. Sau khi thu mua ra giao thì phải chuẩn bị trung tâm chuyên doanh đồ gia dụng, cái tôi quan tâm là cửa hàng lớn đầu tiên của Thịnh Hâm sẽ đặt ở thành phố nào. Tôi sẽ không chọn ở Hải Châu, nơi đó để phòng doanh nghiệp của giao ra lo là đủ rồi, tôi đang cân nhắc giữa Huệ Sơn và tỉnh thành. Tôi cũng cho rằng trong 2 năm tới Thịnh Hâm sẽ không lựa chọn Hải Châu, nhưng tôi hy vọng được giám đốc Diệp giúp đỡ một việc. Việc gì? Diệp Kiến Bân thích thái độ thẳng thắn của Trương Khác. Giống một người bạn hơn là đối tác kinh doanh. Thịnh Hâm liệu có thể vờ tích cực chuẩn bị xây dựng trung tâm chuyên doanh kia ở Hải Châu không? Vì sao? Diệp Kiến Bân nhìn ra ánh mắt khác thường của Trương Khác. Trương Khác đem chuyện cưỡng chế giải tỏa ở Sa Điền kể ra. Giám đốc Diệp có ý kiến gì về chuyện này? Diệp Kiến Bân nhếch mép. Chẳng phải tôi đứng nói chuyện không biết đau lưng, chứ tập đoàn Cẩm Thanh hành động quá quắt như thế nếu khiến Hải Châu loạn cả lên thì có lợi cho ai? Điền Cố đứng nói chuyện không biết đau lưng ít ai dùng giải thích câu này nữa vì nay ý nghĩa câu này đã thay đổi so với nguyên bản, lời giải thích hay gặp là một người khom lưng làm việc, người khác chỉ biết đứng chỉ trỏ không biết vất vả, ý nói chỉ biết nói suông, không hiểu thực tế. Trừ chính bọn họ thì chẳng ai lợi hết, mâu thuẫn xã hội gay gắt không có lợi mọi người kiếm tiền làm giàu, dù là đám hoàn khố bọn tôi, làm việc cũng có nguyên tắc riêng.
Diệp Kiến Bân cười phá lên, nói tới hoàn khố, trước kia hắn mới là hoàn khố chính tông, làm việc ngông cuồng không kiêng kỵ gì, gây vô số rắc rối cho trong nhà, sau khi kết hôn rồi mới biết kiềm chế, mà trước kia cũng chỉ là sống buông thả, chứ không đi làm sằng làm bậy ức hiếp người khác. Đúng là cần có người đứng ra trấn áp chúng một chút, Khác thiếu gia muốn tôi giúp sao đây? Diệp Kiến Bân nổi tính trẻ con, thích thú hỏi. Mảnh đất kia của Cẩm Thành trước khi tình thế thương nghiệp địa ốc rõ ràng, khả năng bọn chúng sẽ chọn thái độ quan sát chờ thời, không vội khai thác. Như thế chẳng ai làm gì được bọn chúng, ngược lại khiến bọn chúng sau này có cơ hội kiếm lợi lớn từ mảnh đất đó, những người có lòng chính nghĩa như chúng ta làm sao cam tâm được. Nói tới đó lại cùng Diệp Kiến Bân cười lớn. Tôi hy vọng Thịnh Hâm tỏ vẻ tích cực xây dựng trung tâm điện gia dụng, khu tiền môn trong thời gian ngắn không thể kiếm được chỗ thích hợp, làm thế sẽ dụ bọn chúng khai phát mảnh đất đó, nói không chừng sẽ chủ động tìm Thịnh Hâm hợp tác. Được, tôi hiểu rồi, đợi bọn chúng tới tìm, tôi nói đợi chúng xây dựng lên rồi hắn tính. Diệp Kiến Bân cười ha hả. Trình độ gài bẫy người khác của cậu là hạng nhất đấy. Khiến tài chính bọn chúng mắc kẹt trong hạng mục đó ít nhất có thể hạn chế bọn chúng tạo nghiệt ở nơi khác. Trương Khắc nghiêm túc nói. Tôi cũng biết một chút chuyện cải tạo thành cổ ở Hải Châu, chỗ đó không có 2-3 năm không khai phát được. Diệp Kiến lại nói. À phải, dù anh em ruột cũng phải tiền bạc phân minh, nếu tôi làm ra vẻ tích cực ở Hải Châu, thế nào cũng phải có vài việc làm mang tính thực chất, vấn đề tốn kém nhất lực phải tính lên đầu cậu đấy nhé. Trương Khắc bĩu môi. Anh nuôi vài kẻ ăn không ở Hải Châu, tiện cho anh đem kẻ ngứa mắt không nghe lời ở Thính Hâm qua. Lợi thế rồi lại còn tính toán mấy đồng lẻ đó với tôi à? Diệp Kiến Bân cười hăng hắc, gia tộc càng lớn càng phức tạp, Thịnh Hâm có vài điều không được như ý, mở một cái lãnh cung ở Hải Châu cũng cần thiết, tránh một số kẻ suốt ngày lượn lờ trước mắt gây khó chịu. Nhưng mà rõ ràng y cầu mình, nhờ mình đi hại người mà vòng vèo thế nào lại thành y giúp mình, Diệp Kiến Bân vỗ đầu. Kẻ nào chơi âm mưu với cậu đúng là xui xẻo 18 đời. Chỉ cần việc khai phát Sa Điền chậm chạp, thì Cẩm Thàng nếu khai phát sớm vùng đất đó càng sớm sẽ càng phải chịu áp lực tài chính. Sợ là bọn chúng kiếm được tài chính chiếm lấy giải đất Hoàng Kim nếu khai phát thành, rồi đợi về sau mới thực hiện thao tác thương nghiệp thì bọn chúng kiếm lớn, nên nhất định phải để bọn chúng phải khai phát khu đất đó trước, ngoài việc nhờ Diệp Kiên Bân giúp, còn cần Đường Học Khiêm gây áp lực, như thế đến 8 phần Cẩm Thành không thoát khỏi được cái bẫy của Trương Khác. Tô Tân Đông đại biểu cho Ái Đạt lên phát biểu đáp tạ khách khứa, bữa tiệc xem như kết thúc. Trương Khác và Diệp Kiến Bân đứng ở cửa tiễn khách. Thấy khách về gần hết rồi nhóm Giang Đại Nhi mới tới. Giang Đại Nhi có vẻ mệt mỏi nói. Nếu không có chuyện ngoài kế hoạch thì chúng tôi về trước đây. Diệp Kiến Bân ở bên cười trêu. Nếu Khác thiếu gia có chuyện ngoài kế hoạch thì sẵn lòng ở lại sao? Không ngờ Diệp Kiến Bân lại đùa kiểu này, thấy Giang Đại Nhi mặt đỏ dừ, Trương Khác khẽ ho một tiếng. Hứa Duy nhướng mắt nhìn Trương Khác. Cô tình nhân nhỏ của cậu hình như bỏ về trước rồi. Cô ấy theo chị Vãn Tình về trước rồi, với cô ấy thì bữa tiệc kiểu này khá buồn chán. Thấy Trương Khác không phủ nhận, Lệnh Tiểu Yến tiếc nuối quay sang chép miệng với Giang Đại Nhi, làm cô càng thêm quẫn bách, đứng đó rất thiếu tự nhiên, mặt cúi gằm mang tư vị làm người ta trông mà thương. Ba cô gái về trước, Diệp Kiến Bân nhìn theo bóng lưng họ lắc đầu. Nhiều nữ nhân cũng đau đầu lắm, vì chuyện này Văn Di và tôi cãi nhau vài lần. Ý giám đốc Diệp là, đừng gọi giám đốc này giám đốc nọ, tôi hơn cậu mấy tuổi, cậu gọi tôi là anh cũng chẳng thua thiệt, ban đêm rảnh rỗi, chúng ta tới chỗ khác uống chập nữa. Chương 197, 1978. Thành phố này so 2 năm sau gần như không có gì thay đổi, hai bên đường đều là những cây ngô đồng cao lớn sum xuê đa phần được trồng từ thời dân quốc, sau hơn 70 năm đã trải khắp mỗi ngóc ngách của thành phố. Bữa tiệc kết thúc. Diệp Kiến Bân kéo Trương Khác đi chơi, vứt công việc còn lại cho người khác, Trương Khác thoải mái dựa vào lưng ghế ra, nhìn bầu trời đêm mê ly, ánh sao thưa thớt chớp sáng chớp tắt. Diệp Kiến Bân liếc nhìn Trương Khác nói. Có vẻ cậu rất có tình cảm với thành phố này. Trương Khác trải qua 4 năm cả đau buồn hạnh phúc sa đọa ở thành phố này, sau này cũng không tránh khỏi có dính líu tới nó, sao lại chẳng có cảm tình. Nhưng trong ánh mắt của người đó, Trương Khác chẳng qua chỉ là người khách qua đường vội vã mà thôi. Trương Khắc cười, thu lại chút yêu thương không nên, hỏi. Anh Diệp kéo tôi đi đây đây, lại còn bỏ xe đắt tiền, chui vào cái xe rách này của tôi là sao? Hồi tôi 17-18 tuổi, có một cái xe giải phóng đi cho đỡ thèm là tốt lắm rồi,
còn nhớ lúc đó tôi xô tường khu tập thể quân khu đổ một mảng lớn, về sau tới tận khi tốt nghiệp đại học mới được phép đụng vào xe. Diệp Kiến Bân cười vui vẻ kể lại chuyện ngày xưa. Đâu so được với cậu hiện giờ, ngồi xe nhập khẩu lại không cần tự mình cầm vô lăng. Diệp Kiến Bân chỉ dẫn cho Phó Tuấn rẽ vào một cái ngõ, phía tây là Đại học Đông Hải, phía bắc là Học viện Âm nhạc, phía đông là Đại học Sư phạm, ngõ này không rộng, lại còn cũ kỹ sập sệ, nhưng nằm giữa ba trường học nơi sản sinh mỹ nữ, nên nó là một trong số khu vực náo nhiệt nhất thành phố, tên gốc của nó là gì không ai còn nhớ, Trương Khác và rất nhiều người gọi nó là ngõ học phủ. Anh thường tới nơi này kiếm em gái học sinh hả? Diệp Kiến Bân cười hăng hắc. Cậu nói có vẻ lão luyện nhỉ, tôi muốn xem cậu kiếm em gái học sinh thế nào đây. Các em ở đây ai cũng nhiều tuổi hơn cậu đấy. Trong xe không bật đèn, Diệp Kiến Bân không nhìn thấy vẻ quẫn bách của Trương Khác. Trương Khác không ngờ nhờ Diệp Kiến Bân giúp đặt bẫy Cẩm Thành lại kéo gần quan hệ hai người, chắc là tác dụng thu hút lẫn nhau của đám hoàn khố. Hiện đã qua giờ đóng cửa ký túc xá. Ngõ học phủ yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn có người vui quên lối về. Xe chậm chậm đi trong ngõ, nhìn thi thoảng có thân hình yểu điệu của các thiếu nữ đi qua, Trương Khác lại chìm vào hồi ức, có lẽ cả thành phố này không đâu có thể khơi lên hồi ức về chuyện chưa từng xảy ra cho y như vậy. Trước khi gặp được Trần Ninh, Trương Khác từng khiến rất nhiều thiếu nữ thanh xuân rơi lệ, nhưng hiện giờ y không còn nhớ ra được những khuôn mặt mơ hồ đó nữa. Diệp Kiến Bân vỗ vai Phó Tuấn, xe dừng lại trước cửa một quán bar. Trương Khác như bị điện giật, tay chân tê dại, vận mệnh thật kỳ diệu, Diệp Kiến Bân lại đưa mình tới quán ba 1978. Trương Khác nhớ tới Tôn Tĩnh Hương, cô gái khuôn mặt xinh đẹp luôn mang vẻ cô đơn buồn bã, chẳng hiểu có quan hệ gì với Diệp Kiến Bân hay không. Tôn Tĩnh Hương là chủ nhân của quán ba 1789 này, cũng là bà chủ của Trương Khác khi y tới đây làm việc vào năm đầu đại học. Không ngờ lại được tới nơi này trước 2 năm, nhưng cảm giác không khác gì 2 năm sau. Hay rất nhiều năm trước nhỉ? Trương Khác có hơi mơ hồ lẫn lộn. Thời gian nơi đấy tựa như ngừng trôi, tựa như đang chơi một trò đùa oái âm với y. Dưới ánh đèn u ám, trong quán dài hẹp có vài người đang uống bia, ngồi trước quầy ba màu nâu sậm là cô gái trang điểm rất đậm, nhưng với ánh mắt nhà nghề Trương Khác dám đảm bảo cô gái này chưa quá 20, Tôn Tĩnh Hương đứng sau quầy ba nghe cô ta nói gì đó cười suốt. Diệp Kiến Bân và Trương Khác tới làm như không hề nhìn thấy. Diệp Kiến Bân đi tới, chỉ Trương Khác. Trương Khác, không phải bạn xấu. Rồi lại giới thiệu cho Trương Khác cô gái mà y rất quen thuộc. Tôn Tĩnh Hương không phải là cô gái quá đẹp, nhưng là cô gái rất có khí chất, có phong vận. Cô có làn da trắng, mềm mại như cánh hoa mai trong tuyết lạnh. Trương Khác không ngờ cô lại là người tình bên ngoài của Diệp Kiến Bân. Tôn Tĩnh Hương chỉ liếc Trương Khác một cái, cầm ba ly rượu đặt trước mặt bọn họ, chẳng hỏi xem uống gì, lấy một chai Chivas 12 năm rót cho bọn họ. Trong trí nhớ của Trương Khác, nơi này không bán loại rượu cao cấp như thế, hiển nhiên là chuẩn bị riêng cho Diệp Kiến Bân. Cô gái ngồi bên cạnh Diệp Kiến Bân nghiêng đầu sang nhìn ngó Trương Khác chẳng tỏ ra chút e thẹn nào, tặc lưỡi nói. Diệp đại thiếu gia cuối cùng cũng già rồi. Chiếc lưỡi nhỏ của cô ta phát ra tiếng tặc lưỡi rất vang, làm Trương Khác sởn gai ốc, cô gái này sao ánh mắt trông tà đạo như thế. Chẳng đợi Diệp Kiến Bân có phản ứng, cô gái đó huých Diệp Kiến Bân sang một bên. Ngồi xuống cạnh Trương Khác. Tôi tên là Tôn Tĩnh Mông, anh tên là gì? Té ra vừa rồi cô ta chẳng hề nghe Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương nói chuyện, cô gái này có khuôn mặt rất giống Tôn Tĩnh Hương. Trương Khác biết Tôn Tĩnh Hương có cô em gái du học ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ được gặp, không ngờ lại là thế này. Son phấn đã che hết dung mạo thật cô ta, mùi nước hoa nồng nặc, chiếc cáo chế cổ lộ ra nửa bầu vú trắng muốt, gần như áp lên cánh tay Trương Khác. Chiếc váy mini whip vốn đã ngắn lại còn như cố ý kéo lên, lộ ra đôi chân thon dài, hai chân vắt lên nhau ngồi với tư thế cực độ khiêu gợi, Trương Khác do dự không biết có nên đổi chỗ với Phó Tuấn hay không. Thời đó lêu lổng ở ngõ học phủ, có người tán gái, cũng có không ít cô gái đi tìm đàn ông, nếu đổi lại là thời mới vào đại học Trương Khác rất thích các cô gái thế này, nhưng hiện giờ có hơi phản cảm, nghi hoặc hỏi Diệp Kiến Bân. Đây là tình một đêm hay nghe nói tới phải không? Lời của Trương Khác vừa ra khỏi miệng, Tôn Tĩnh Mông há mốc mồm ngồi ngây tại chỗ. Diệp Kiến Bân cười như sấm, hắn đương nhiên là không tin Trương Khác thuần khiết đến độ đó, khỏi nói đây là câu phản kích cực hiểm, cười gập cả bụng. Tĩnh Mông, người ta còn là trẻ vị thành niên, em cũng quá háo sắc đấy. Tôn Tĩnh Hương che miệng cười nhỏ, cô lúc nào cũng không quên giữ hình tượng, nói. Em cũng nhìn nhầm rồi, trẻ vị thành niên không nên uống rượu mạnh.
nhưng không thay ly rượu của Trương Khác. Anh lừa em. Tôn Tĩnh Mông nhìn Trương Khác khắp một lượt mới nói với Diệp Kiến Bân. Làm gì có người vị thành niên nào mặc Givenchy có phong thái thế này? Trương Khác bật cười, vì hôm nay tham gia lễ giới thiệu sản phẩm nên đặc biệt chỉnh trang, trông chính thống hơn cả Diệp Kiến Bân. Tôn Tĩnh Hương cũng nheo mắt ngắm nghĩa Trương Khác, khẽ lắc đầu, cô cũng không tin người vị thành niên mặc Givenchy phát ra phong thái vừa cương vừa nhu, nho nhã và hào sảng như vậy. Dựa theo tiêu chuẩn của Tôn Tĩnh Mông, đây là nam nhân hạng một, đúng khẩu vị của cô, ai dè đâu lại là thiếu niên, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt. Không tin à? Diệp Kiến Bân cố nhịn cười đưa tay ra. Trương Khác, ượn chứng minh thư. Trương Khác vui vẻ để Diệp Kiến Bân đuổi cô gái này đi, lấy ví ra, ném chứng minh thư lên quầy ba, nói gọn lỏn. Sinh năm 87. Tôn Tĩnh Mông bày ra một vẻ mặt hết sức khoa trương hết nhìn Trương Khác lại so với ảnh trên chứng minh thư, tấm ảnh chụp hơn một năm trước kia nhìn thế nào cũng thấy vẻ non nớt của trẻ con, nhưng câu tiếp theo cô ta nói làm Trương Khác thiếu chút nữa ngã lộn cổ. Đáng yêu chưa này, chị ơi, chị xem đi, thật đáng yêu. Trương Khác vừa xấu hổ vừa giận, giật chứng minh thư lại, y được hưởng gen của cha mẹ, lại thêm nhân tố gia đình, tuổi thiếu niên vẻ ngoài của Trương Khác rất xinh trai. Y nhớ mình thay đổi lớn nhất là 3 năm cao trung, ai ngờ quên mất. Thì ra cậu sinh năm 1978, rất hợp với quán bar này đấy. Tôn Tĩnh Mông tựa hồ không định buông tha cho Trương Khác. Khi mới vào đại học, Trương Khác nhìn thấy quán bar này trùng năm sinh với mình cho nên mới xin vào làm việc, chỉ là không biết nguyên do Tôn Tĩnh Hương lấy tên như thế. Trương Khác hơi ngả người ra sau, nhìn qua bờ vai trần gợi cảm của Tôn Tĩnh Mông, hỏi Diệp Kiến Bân. Anh Diệp, vì sao quán bar này lấy tên là 1978? Chương 198, sắp bay cao. Diệp Kiến Bân cười không đáp, Tôn Tĩnh Mông ngả người chắn trước mặt Trương Khác. Sao cậu biết quán bar này liên quan tới anh ấy mà hỏi? Trương Khác trong thời gian làm việc ở đây mặc dù không gặp Diệp Kiến Bân, nhưng cũng nhìn ra Tôn Tĩnh Hương luôn chờ đợi ai đó trong cô đơn, lúc đó y là người đồng cảm nên nhận ra. Tôn Tĩnh Hương đưa Trương Khác một chai Evian. Uống cái này cho dễ chịu. Cô vén lọn tóc rũ xuống trán, nhẹ nhàng nói. Năm 1978 tôi chuyển trường, học cùng lớp với anh ấy. Rồi, lại là một câu chuyện tình yêu xưa cũ, Trương Khác uống Chivas pha nước khoảng, cảm thấy lưỡi êm hơn nhiều. Trước khi vào quán bar, y có thể đoán ra Tôn Tĩnh Hương là tình nhân bên ngoài của Diệp Kiến Bân rồi, nhưng không ngờ rằng họ còn là đôi thanh mai trúc mã. Năm 1978 họ vẫn còn là học sinh tiểu học. Xem ra tình yêu mù quáng của nhân loại không dễ dàng bị tuổi tác hạn chế. Trương Khác không cần đi nghe chuyện lằng nhằng vì sao sau này Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương không tới được với nhau, cùng với chuyện sao lại kết hôn với Đinh Văn Di, hiện giờ y cũng đang đối diện với khốn cảnh tương tự. Trương Khác xưa nay không tin câu chuyện của người khác có thể giúp được cho bản thân, nhưng Diệp Kiến Bân dốc lòng kết bạn mới dẫn y tới không gian riêng tư tuyệt đối này của bọn họ, Trương Khác không thể không nhận ân tình này. Diệp Kiến Bân tựa hồ không nói chuyện công ty và nhà họ Diệp với Tôn Tĩnh Hương, khi giới thiệu Trương Khác cũng chỉ giới thiệu tên y, và thêm một câu giải thích không phải bạn xấu. Trương Khác trước đó sau này ngoài uống rượu còn lý do nào khác vào đây, Trần Ninh liệu có theo quỹ thích cuộc đời đi vào 1978 trong một buổi chiều ngái ngủ hay không, sau đó mở đôi mắt sáng sinh động hỏi một câu, xin hỏi. À, sao lại là anh? Con người thế nào cũng ướt chân vài lần ở cùng một dòng sông. À. Hình như câu đó không phải như thế. Trương Khác cảm thấy tâm tư mình bắt đầu hỗn loạn, từ lúc bước vào ngõ này, trái tim vốn tưởng được tôi rèn trở nên rất cứng cỏi sau nhiều va vấp cuộc đời không ngờ lại thành yếu đuổi dễ xúc động như thuở thiếu niên, Trương Khác uống cạn. Anh Diệp, tối nay định uống rượu tới sáng với tôi phải không? Hả? Diệp Kiến Bân bị câu nói không đầu không cuối của y làm ù ù cạc cạc. Vậy tôi đi trước đây. Hắn chưa phản ứng Trương Khác lại đổi giọng. Nhìn Trương Khác xoay người rời khỏi quán bar, Diệp Kiến Bân mới hiểu câu nói đó của Trương Khác là giúp hắn che đậy, chỉ biết lắc đầu. Làm gì giống trẻ con 17 tuổi chứ? Tôn Tĩnh Mông cầm lấy túi sách trên quầy bar. Em đi thôi, ký túc xá sắp đóng rồi. Qua giờ đóng cửa lâu rồi còn gì? Tôn Tĩnh Hương thấy em gái căn bản không nghe thấy lời mình, cũng chỉ biết hưởng cười. Diệp Kiến Bân tặc lưỡi nói với Tôn Tĩnh Hương. Em gái em lần này phải chịu khổ rồi. Trương Khác vừa mở cửa xe định chui vào thì thấy Tôn Tĩnh Mông đuổi theo sau gọi. Thuận đường cho tôi đi nhờ một đoạn. Sao cô biết tôi thuận đường với cô?
chẳng lẽ không thuận đường à? Tôn Tĩnh Mông mở to mắt ngây thơ vô số tội nhìn Trương Khác. Tôi mới 17 tuổi. Hỏi một đằng Trương Khác trả lời một nẻo. Tôi cứ nghĩ anh 27 tuổi là được. Trong lòng Trương Khác dâng lên cảm giác bất lực ít có, đành mở cửa để cô vào xe trước, ngồi ghế trên hỏi. Cô ở đâu, để tôi vừa khéo thuận đường đưa cô một đoạn. Tôn Tĩnh Mông nháy mắt cười duyên. Quả nhiên anh không phải người để một cô gái đi đường một mình trong đêm vắng. Trương Khác hỏi lại. Cô ở đâu? Ký túc xá nữ học viện âm nhạc, anh biết không? Đại học năm thứ nhất y đã qua đêm ở ký túc xá nữ học viện âm nhạc, còn nhớ cô gái đó có mái tóc dài rất đẹp, còn cùng cô gái đó tán gẫu âm nhạc hai tối ở 1978, song cũng chỉ còn lại ký ức mơ hồ ấy thôi, Trương Khác lắc đầu. Không biết, chỉ sợ ban đêm xe không qua được cổng. Không biết không sao, sau này thế nào anh cũng sẽ tới học viện âm nhạc qua đêm thôi, tôi đưa anh tới quen đường trước. Qua đêm, cô ta chẳng lo dạy hư các trẻ con à. Trương Khác chịu thua, vỗ vai Phó Tuấn, bảo hắn đi về phía Bắc, cuối ngõ học phủ là cửa chính học viện âm nhạc. So với Đại học Đông Hải, rất ít nhìn thấy sinh viên chính thống ở học viện âm nhạc, trường học cũng chẳng thể quản lý nghiêm khắc được. Xe dừng lại ở cổng, Phó Tuấn còn định tới phòng bảo vệ trình chứng minh thư thì Tông Tĩnh Mông đã nhoài người ra ấn còi inh ỏi, liền thấy có hai người chạy ra khỏi phòng dọn rào chắn đi. Tôn Tĩnh Hương mặc váy cực ngắn, khi cô ta nhoài người mép váy đằng sau co lên, làm Trương Khác hoài nghi mình chỉ cần ngả người về phía sau một chút là có thể thấy được quần lót của cô ta. Ký túc xá nữ của học viện âm nhạc hiện đại sang trọng hơn của Đại học Đông Hải nhiều, nhưng cửa kính đóng chặt, Trương Khác nhìn thấy rõ ràng xích sắt, thầm nghĩ chắc Tôn Tĩnh Mông phải có quan hệ không tệ với quản lý ký túc xá. Số điện thoại di động của anh bao nhiêu? Tôn Tĩnh Mông hỏi. Trương Khác nhớ mình chưa từng dùng điện thoại trước mặt cô ta, lắc đầu. Không có. Thấy Tôn Tĩnh Mông lấy thỏi son trong túi xách ra, y sợ hãi bảo Phó Tuấn lấy giấy bút ra. Hân hạnh được biết số di động của cô. Y thừa biết lấy son môi viết số di động lên áo là trò yêu thích của các cô gái thế này, thứ đó không dễ dặt chút nào. Nhìn Tôn Tĩnh Mông xuống xe, cúi người nhặt thứ gì đó ở vệ đường, Trương Khác thở phào bảo Phó Tuấn. Đau đầu, chuồn thôi. Chưa kịp chuồn thì đã nghe choang một tiếng, Tôn Tĩnh Mông đã dùng thứ kia ném vỡ cửa kính. Trương Khác và Phó Tuấn đang trố mắt nhìn nhau không hiểu cô ta làm trò gì, chỉ thấy quản lý ký túc xá cầm dùi cui chạy ra, Tôn Tĩnh Mông đang chỉ trỏ trỏ về phía bọn họ. Trương Khác chửi thầm trong bụng, con bé này đúng là ác độc, vì để vào được ký túc xá, nên vụ oan bọn họ phá cửa, thấy quản lý đang kéo xích sắt chuẩn bị ra la lối, Trương Khác giục Phó Tuấn. Chạy mau! Vứt viên quản lý với tiếng chửi bới khó nghe lại trong bóng đêm đằng sau, rời khỏi cổng học viện, Trương Khác nói với Phó Tuấn. Trong cái trường này, anh chớ hòng tìm được cô gái tử tế. Lúc này đêm đã khuya, trừ cửa chính thì các cửa phụ của Đại học Đông Hải đều cầm chỉ xe qua lại, đi dưới con đường rợp bóng cây, cảm thấy hết sức thanh vắng. Trương Khác vốn bị quán bar 1978 khơi lên cảm xúc, muốn đi dạo một vòng trong Đại học Đông Hải, nhưng Tôn Tĩnh Mông phá hỏng hết hứng chí. Khác với học viện âm nhạc, Đại học Đông Hải cho nghỉ toàn trường 2 ngày trước, nhưng sinh viên ở lại trong trường vẫn còn rất nhiều. Có sinh viên nên những nơi như nhà ăn, thư viện vẫn mở cửa. Trước sân cầu lông có một bãi cỏ, có khá nhiều sinh viên túm tụm ngồi ở đó, không ít đôi tình nhân đang âu yếm nhau. Có thuốc lá không? Trương Khác nhận lấy thuốc lá trong tay Phó Tuấn rồi xuống xe. Vừa xuống xe thì thấy trên bãi cỏ có 3 cô gái đứng dậy chạy qua bên này, không ngờ là Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến, Giang Đại Nhi. Sao các chị lại ở đây? Sao cậu lại tới đây? Hứa Duy ngạc nhiên hỏi lại. Vừa mới uống ít rượu với giám đốc Diệp ở ngõ học phủ, qua đây cho tỉnh. Chẳng nhẽ lại nói là hoài niệm quá khứ chưa từng xảy ra sao? Trương Khác kiếm bừa một cái cớ. Hứa Duy nghiêm mặt lại. Trong nhà bảo cậu học xử lý chuyện công ty chứ không bảo câu ăn chơi rượu chè đâu đấy. Trương Khác bật cười, Hứa Duy lại còn cảm thấy có trách nhiệm quản thúc mình, tưởng mình là học sinh của Hứa Tư thật sao? Chỉ là 3 cô gái sống ở tiểu khu Thanh Sơn. Nửa đêm lang thang trong trường làm gì? Sợ cậu và tình nhân nhỏ của cậu tình cảm trong phòng, khiến đại nhi của chúng tôi đau lòng, nên chúng tôi về ký túc xá nghỉ tạm. Lệnh Tiểu Yến trêu chọc. Về ký túc xá không buồn ngủ nên ra đây tán gẫu. Trương Khác lúc đó không nói rõ đường thanh theo Tạ Vãn Tình về Tân Mai Uyển, không tới tiểu khu Thanh Sơn, làm các cô hiểu lầm, nhưng thực sự vì không ngủ được mới ra tán gẫu. Trên bãi cỏ trải một tấm vải hoa.
chất cả một đống túi đồ ăn vặt, còn có mấy vỏ chai giống. Trương Khắc nhìn ba cô gái mặt đều đỏ hồng, lúc nói chuyện còn có hơi rượu, cười nói. Các chị không phải cũng ăn chơi rượu chè ở đây sao, vậy mà chị Hứa Duy còn nghiêm mặt mắng em cơ đấy. Thôi, bị cậu nhìn thấu rồi. Lệnh Tiểu Yến cười khanh khách, nắm lấy vai Giang Tiểu Yến đẩy về phía trước, hưng phấn nói. Vì chúc mừng chị Đại Nhi của cậu sắp thành nữ hoàng quảng cáo, chúng tôi quyết định uống rượu ngắm trăng suốt đêm. Mặc dù nói các cô gái cũng có hành vi hào sảng, nhưng Trương Khắc tin Giang Đại Nhi quá nửa bị hai cô bạn ép mời khách. Mức độ được hoan nghênh của Giang Đại Nhi, Trương Khắc đã thấy rồi, lời của Lệnh Tiểu Yến có khả năng lớn thành hiện thực. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn trời, đâu thấy trăng mà ngắm, nhưng mưa thì có vài giọt, chớp mắt một cái rào rào đổ xuống, đôi tình nhân ôm ấp nhau trên bãi cỏ bỏ chạy tán loạn, tìm chỗ khác hẹn hò. Trương Khắc giúp ba cô gái bọc chỗ thức ăn còn lại mang lên xe, nói. Chị Vãn Tình đêm nay ở Tân Mai Uyển, chúng ta về tiểu khu Thanh Sơn tiếp tục uống đi. Mặc dù bị Tôn Tĩnh Mông phá hỏng tâm tình, nhưng lễ giới thiệu thành công ngoài dự kiến, đúng là đáng ăn mừng một phen. Trương Khắc và ba cô gái nhốn nháo tới tận 3 giờ sáng mới chợp mắt chốc lát. Tạ Vãn Tình hôm qua về tỉnh thành cũng là để đón chỉ đồng tới Hải Châu sống, sáng sớm nay sẽ lên đường. Trương Khắc gắng gượng bò dậy chuẩn bị đi tiễn Đường Thanh, nhìn bản thân trong gương thấy đầy tơ máu, ra phòng ăn thì Phó Tuấn đang ngồi đọc báo, tinh thần sung túc, ngái ngủ hỏi. Hôm qua anh còn ngủ ít hơn tôi, sao trông tinh thần hơn tôi thế? Tôi không cần nghĩ tới những việc hại não, chỉ cần không lái xe có thể nhắm mắt dưỡng thần bất kỳ lúc nào. Phó Tuấn gấp báo lại. Đi luôn hả? Ừ. Trương Khắc gật đầu, lười không báo cho đám Hứa Duy, mà cũng chẳng biết ba cô còn ngủ đến mấy giờ mới dậy, không muốn làm phiền họ. Đi ra khỏi nhà mới nhớ ra một chuyện. Tình hình trong nhà Mã Hải Long thế nào, anh có chú ý không? Nghe nói bốn tên của Cẩm Thành cũng bị thương không nhẹ, coi như an ủi tâm lý phần nào, chuyện có lẽ còn kéo dài, Mã Hải Long phải dưỡng thương 1-2 tháng mới rời giường được. Vậy bảo anh ta an tâm dưỡng thương. Anh hỏi hộ tôi xem khỏi rồi anh ta có thể làm việc cho tôi được không? Có thể phản kích đánh bị thương bốn tên lưu manh trong tình huống bị tập kích, bầy hàng sửa xe đúng là lãng phí tài năng, Trương Khắc nói. Anh ta không đồng ý cũng được, nhưng nói với anh ta, công bằng tuy tới muộn, nhưng thế nào cũng sẽ tới. Hải Long từ chối theo Thịnh Ca vì không muốn có dính líu nào với dân giang hồ, còn tôi là bất đắc dĩ thôi. Hải Long ở trong quân hơn 10 năm, tính nguyên tắc hơn tôi nhiều. Còn có rất nhiều bộ đội phục viên về địa phương, không được vào hệ thống công an, nhà máy thì hiệu ích không tốt nên làm không ít người mất việc, sinh hoạt khốn khó, tuy học được một thân bản lĩnh trong quân đội, nhưng ra xã hội chẳng có đất dụng võ. Nếu công tay chúng ta thành lập đội ngũ bảo an chính quy, tôi sẽ tiến cử Hải Long. Phó Tuấn hiếm khi nào nói nhiều đến thế. Công ty quy mô lớn rồi, thế nào cũng phải có nhân viên bảo an chuyên môn, bảo vệ cửa có thể thuê người ngoài. Nhưng quản lý bên trong vẫn phải dùng người mình tốt hơn. Mã Hải Long ở bộ đội lâu hơn anh, bảo anh ta giúp tiến cử vài người đi. Trương Khắc đùa. Hôm nào đó tôi thấy bực mình với anh cũng sẽ đuổi anh xuống nhà máy làm đội trưởng bảo vệ. Phó Tuấn cười. Khắc thiếu gia vất vả như thế, kiếm được người lái xe như tôi cũng không dễ đâu. Lời của Phó Tuấn chẳng sai, Trương Khắc vừa chui vào xe đã ngủ gà ngủ gật, mơ mơ hồ hồ ngủ lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra đã tới đường Trung Sơn. Xe đi qua một sạp báo, Trương Khắc xuống xe mua một tờ báo sáng, trang đầu là chính là tấm biển quảng cáo cỡ lớn kia, còn dùng tiêu đề đỏ tập đoàn Ái Đạt cự đầu ngành chế tạo điện gia dụng tấn công thị trường tỉnh thành, chẳng biết đám truyền thông từ điểm nào mà lại nói Ái Đạt là cự đầu ngành chế tạo điện gia dụng. Nhưng giới truyền thông thích thổi phồng, chả lẽ Ái Đạt đứng ra đính chính. Tới Tân Mai Uyển, Từ Học Bình đang đọc báo trong thư phòng. Từ Học Bình nhìn Trương Khắc đi vào, chỉ lên ảnh chụp trên báo. Không giống bản thân cháu. Hôm qua y mặc lê, khi chụp ảnh còn xoa chút phấn, Trương Khắc gãi đầu. Đúng là không giống ạ. Tiểu Lý từ nhà qua đây, thấy dọc đường Trung Sơn toàn biển quảng cáo của Ái Đạt, cháu đẩy mạnh thị trường như vậy, sản xuất có theo kịp không? Từ Học Bình rất ít khi quan tâm trực tiếp tới chuyện nhà máy, dù với Hải Dụ trước kia, hay Cẩm Hồ hiện nay cũng không mấy khi phát biểu ý kiến. Thấy ông chủ động hỏi tới chuyện này, Trương Khắc ngồi xuống, đem tính toán nói ra. Hiện giờ Ái Đạt có thể thỏa mãn được nhu cầu trong tỉnh, nên ngay từ bây giờ đã xây dựng nhà máy mới, hoặc mua nhà máy thích hợp, tranh thủ sang năm đột phá. Sản xuất cần tiền, nhà máy mới cần tiền, quảng cáo cần tiền,
đều là khoản không nhỏ, quan trọng là K3 chuyện này cần phải tiến hành cùng lúc. Nghe Trương Khắc trình bày kế hoạch xong, Lý Nghĩa Giang không khỏi lo lắng hỏi. Cậu giải quyết vấn đề tài chính ra sao? Từ Học Bình cười xua tay. Tiểu Khắc không lên tiếng cầu cứu là cậu ấy tự có cách rồi. Trước kia Cẩm Hồ tay không cùng lúc khởi động hai hạng mục lớn là nhà máy Tân Quang và quảng trường ẩm thực, từ đó đủ thấy năng lực điều tiết khống chế của Trương Khắc rồi. Hiện giờ quan trọng là thanh thế phải làm cho lớn, nếu tài chính có vấn đề, các phương diện cũng có cái cớ ủng hộ, Ái Đạt không có chút tên tuổi ra, Từ Học Bình chỉ công khai nói một câu quan tâm cũng sẽ gây ra nghi kỵ. Trương Khắc bồi tiếp Đường Thanh ăn sáng ở nhà Từ Học Bình, tiếc nuối tiễn cô theo Vãn Tình, chỉ đồng quay về Hải Châu, chẳng biết đêm qua Vãn Tình nói gì với cô, tâm tình của Đường Thanh có vẻ khá tốt. Nhưng Trương Khắc chẳng có thời gian quan tâm tới chi tiết đó, y phải chuẩn bị cùng nhân viên của Thịnh Hâm tới Huệ Sơn làm thị trường. Hôm qua mới là bước đầu tiên trên con đường vạn dặm. Lái xe tới khách sạn đám Tô Tân Đông nghỉ chân, chen chúc vào gian phòng đôi chật hẹp, Trương Khắc thông báo cho Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Lỗ Khánh Sinh, Chu Nhất Bình, Lưu Minh Huy tình hình đặt hàng từ bữa tiệc hôm qua cho tới sáng nay. Lễ giới thiệu thành công rực rỡ, các nhà phân phối đua nhau đặt hàng, chỉ trong một đêm tăng thêm 2.500 vạn, đặc biệt ở trong tỉnh đã tăng lên thêm 1 vạn, thêm vào 500 vạn của Vĩnh Thành, tổng cộng đã có 5.000 vạn tiền đặt hàng. Mọi người đều không nhìn được từ trên giường đứng dậy vỗ tay ầm ĩ, biểu đạt hưng phấn trong lòng. Trước đó tuy nhờ Thịnh Hâm kiến lập mạng lưới tiêu thụ ở Hoa Đông, nhưng từ 1.500 vạn của Thịnh Hâm ra, toàn bộ khu Hoa Đông tổng cộng nhận được đơn đặt hàng chưa tới 500 vạn. Đây chính là ma lực của quảng cáo, nhà tiêu thụ không bị lời hứa làm mê hoặc, bọn họ chỉ nhìn vào thực tế. Hưng phấn qua đi, bày ra trước mắt mọi người là trọng tránh còn khó khăn hơn. Chương 199, Marketing. Tiếp theo Trương Khắc cùng nhân viên của Thịnh Hâm lần lượt đi khắp các thành phố của Hoa Đông, dùng thế công quảng cáo mãnh liệt, phá vỡ cảnh cửa tiến vào thị trường các thành phố đó, đồng thời thúc giục nhà tiêu thụ cấp 2 kiến lập con đường thông suốt với điểm cuối thị trường. Lưu Minh Huy thì xuất lĩnh nhân viên phòng thị trường của Ái Đạt tới khu vực ngoài Hoa Đông chủ kiến mạng lưới tiêu thụ. Mặc dù hiện giờ yêu cầu dùng tiền mặt đặt hàng của Ái Đạt rất hà khắc, song phối hợp với quảng cáo ở DTHTW, cùng tác dụng làm mẫu của thị trường Hoa Đông, nhiệm vụ này không phải là không thể hoàn thành. Ninh Hòe phụ trách nghiên cứu phát triển sản phẩm, ông ta sẽ dẫn những kỹ sư liên quan tới tổng bộ ty ở Mỹ, tiến hành hợp tác nghiên cứu trong một tháng. Lỗ Khánh Sinh sau khi gia nhập sẽ hiệp trợ Tô Tân Đông vận hành dây chuyền sản xuất hiện có, còn Tô Tân Đông sẽ đem tinh lực chủ yếu mở rộng sản xuất, Chu Nhất Bình tiếp tục phụ trách tìm kiếm nhân tài ở các lĩnh vực. Hiện giờ Ái Đạt lập kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất cỡ lớn ở trấn Ích Long, nhưng hạng mục quy mô 600 mẫu phải được tỉnh phê duyệt, tuy chẳng lo tỉnh ngáng chân, nhưng đi hết trình tự, đến lúc phê duyệt xong phải mất 3-4 tháng. Trương Khắc hiện giờ cần tranh thủ từng giây từng phút. Vì tiết kiệm một ngày cũng phải nỗ lực 10 phần tranh thủ, sao chịu được trì hoãn lâu như thế, liền quyết định xé nhỏ hạng mục ra. Từ khi TW thực thi ổn định vĩ mô cho tới nay, cơ cấu khu huyện chỉ có quyền phê duyệt hạng mục đầu tư công nghiệp không quá 100 mẫu, biện pháp hiện thực nhất chia ra tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp trong quy mô 100 mẫu, còn về số tiền đầu tư có vượt hạn ngạch không thì chính phủ địa phương sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thập niên 90, người dân thường còn chưa miễn nhiễm với quảng cáo. Khi đó có câu quảng cáo lớn thế nào, thị trường lớn thế đó, nhưng khống chế tỷ lệ lợi nhuận và chi phí vận hành thị trường là vấn đề nan giải với xí nghiệp khi đó. Rất nhiều xí nghiệp lượng tiêu thụ lên tới cả tỷ đồng, song lợi nhuận bị vận hành thị trường rối loạn nuốt chừng. Trương Khắc không phải vô duyên vô cớ lo lắng tới vấn đề này, y bảo Phó Tuấn lái xe đưa tới City Thịnh Hâm, đến nơi thấy hơi khát, liền mua một chai trà lạnh húc Nhật Thăng. Trương Khắc mở nắm chai vừa đi vừa uống. Đi thẳng vào văn phòng Thịnh Hâm chuyên môn chuẩn bị cho đội ngũ phát triển thị trường cho Ái Đạt, đặt chai nước giải khát lên bàn, nhận lấy báo cáo từ Diệp Tiểu Đồng, đó là số tiêu thụ các địa khu ngày hôm qua. Diệp Kiến Bân học theo cách làm của Trương Khắc ở Cẩm Hồ, chuẩn bị đồ uống như cà phê cho công nhân viên, thấy Trương Khắc đặt chai húc Nhật Thăng trên bàn, Diệp Tiểu Đồng hỏi. Sao lại uống cái này? Thì sao? Trương Khắc cầm chai nước lên nói. Hương vị pha trộn trà xanh truyền thống và nước ô mai, thứ trà đá này có lẽ sẽ được ưa chuộng lớn đấy. Chu Du lấy chai nước từ tay Trương Khắc, rót ra một ít nhấm thử, gật gù khen. Có vẻ được đấy. Cẩm Hồ trong vòng 4 năm tháng bao thầu 5 nhà máy giấy, bất kể từ tài chính, kỹ thuật hay quản lý đều đã tới chướng ngại, cần phải có một thời gian từ từ tiêu hóa mới có thể tiếp tục mở rộng.
Chu Du sau khi lập nên mạng lưới tiêu thụ cho Cẩm Hồ, tiêu thụ đi vào quỹ đạo, áp lực giảm đi nhiều, trường khác liền mượn tạm hắn để khởi động thao tác thị trường. Tạ Vãn Tình vui vẻ điều Chu Du tới tỉnh thành hiệp trợ trường khác, chỉ là như thế cô phải vất vả hơn rất nhiều. Hôm nay chúng ta không phải tới đây thảo luận chuyện trà nước, cậu đã đồng ý tháng 7 tới Thượng Hải, vì sao qua một tuần rồi vẫn ở tỉnh thành? Không tới các thành phố khác trong tỉnh nữa à? Diệp Tiểu Đồng hỏi. Diệp Tiểu Đồng phụ trách đội ngũ phát triển thị trường đầu đĩa, lần này do cô chủ động xung phong, không làm trợ lý cho Diệp Kiến Bân nữa. Diệp Kiến Bân đau khổ nhưng đành tự giác tìm hình một nam thư ký chân tay thô kệch. Diệp Tiểu Đồng đang nóng lòng muốn xem thiên tài thương nghiệp và người bình thường rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào, ai ngờ Trương Khác ở lại tỉnh thành một lèo cả tuần, trừ duy trì lực độ quảng cáo chỉ yêu cầu cô báo cáo số tiêu thụ các nơi. Tới, tất nhiên là phải tới. Trương Khác ngồi xuống xem xét số liệu. Nhưng trước đó phải xác định là sẽ làm ra sao, nếu đơn giản bê nguyên cách làm ở tỉnh thành xuống thì tôi đi theo các cô vất vả làm gì. Diệp Tiểu Đồng thắc mắc. Mới được một tuần. Xem số liệu tiêu thụ thì thấy được cái gì? Hiện giờ chúng ta đầu tư quảng cáo vừa giới hạn chủng loại, lại giới hạn địa vực, như thế mới có thể phán đoán chính xác được hiệu quả của quảng cáo cùng với phạm vi bao phủ. Nói tới các con số, Diệp Tiểu Đồng không khỏi tự hào. Đầu đĩa của Ái Đạt chỉ trong 7 ngày đã tiêu thụ được 300 cái, thậm chí vượt qua cả Samsung, thành thương hiệu đầu đĩa số 1 tỉnh thành, nếu duy trì lực độ quảng cáo này, toàn bộ khu Hoa Đông mỗi tháng có thể tiêu thụ được 10.000 chiếc. Đủ để xếp ngang với Samsung. Ái Đạt đầu tư ở Hoa Đông gấp 3 lần Samsung, chẳng có chỗ nào đáng kiêu ngạo. Trương Khác không bị thành quả nhất thời làm mê muội, tỉnh táo nói. Cái đó đánh chấp nhận thôi, thương hiệu Samsung trong nước nổi danh hơn Ái Đạt nhiều, mà bọn họ cũng bỏ không ít tinh lực tuyên truyền. Quảng cáo không giúp tăng lợi nhuận không thần kỳ như mọi người nghĩ đâu, kế hoạch của chúng ta đầu tư quảng cáo ở thành phố này một năm 400 vạn, với không gian lợi nhuận như hiện nay. Chúng ta phải tiêu thụ được 5.000 đầu đĩa mới bù đắp được chi phí quảng cáo, khi mở rộng ra toàn quốc, vấn đề càng rắc rối hơn, không gian lợi nhuận bị thu hẹp lớn. Nếu như chúng ta không có tính toán chính xác mức độ đầu tư quảng cáo và hiệu quả và dung lượng thị trường, dù quảng cáo tốt đến đâu, một quá thừa thành tai họa, cho nên chúng ta phải tiết kiệm từng đồng dành cho quảng cáo, nhưng lại phải tận dụng từng đồng để quảng cáo, đây đúng là vấn đề đau đầu. Trương Khác cười khổ. Diệp Tiểu Đồng tuy luôn cho rằng mình là phần tử tinh anh marketing, nhưng phải thừa nhận Trương Khác hơn mình quá nhiều, khổ não ôm đầu nói. Nếu phải suy nghĩ lắm nhân tố như vậy, tôi thả tin vào trực giác còn hơn. Trương Khác mỉm cười, đó là vì sao y muốn Chu Du tới giúp mình, vì y không thể lúc nào có thời gian tiến thành thao tác tinh tế hóa với thị trường, cần có người thực sự giúp đỡ được ở phương diện này. Chu Du đáng tin cậy hơn Lưu Minh Huy nhiều, cho nên Trương Khác giữ Chu Du giúp đỡ bên cạnh. Đưa Lưu Minh Huy đi chủ kiến mạng lưới tiêu thụ. Lưu Minh Huy nhìn có vẻ có thể tự đảm đương, nhưng thành tích rất có hạn, cuối cùng cần phải có Trương Khác hoặc Lưu Minh Huy đào sâu khai thác, mới thực sự dựng lên được thị trường. Trương Khác ngả người ra sau, đè lưng ghế thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, hỏi ba cô gái nhóm Hứa Duy đang ngồi trước bàn họp. Các chị có tới Huệ Sơn không? Mai tôi sẽ tới Huệ Sơn đấy. Trương Khác mỗi ngày đều tới Thịnh Hâm, thảo luận theo thông lệ với Diệp Tiểu Đồng và Chu Du. Tiếp đó giao lưu với những người khác trong đội, Lệnh Tiểu Yến là trợ thủ của Diệp Tiểu Đồng cũng chính thức gia nhập đội ngũ. Giang Tiểu Yến phải phối hợp với hoạt động tuyên truyền thị trường, nên cô và Hứa Duy cũng tạm gia nhập vào đội. Thế là chỉ một đội ngũ nhỏ có tới 4 mỹ nhân, làm Diệp Kiến Bân mỗi lần qua đây, đem so sánh với nam thư ký của mình, ghen tị với Trương Khác không thôi. Trương Khác ở lại tỉnh thành một tuần, vất vả tính toán phải khống chế tiết tấu và cường độ quảng cáo từng vùng thế nào. Nhưng với ba cô gái thì lại nhàn nhã hơn rất nhiều. Cường độ đầu tư quảng cáo ở Huệ Sơn sẽ ít hơn ở tỉnh thành nhiều. Trước khi Trương Khác tới Huệ Sơn, nhà tiêu thụ ở Huệ Sơn đã mở cuộc họp báo giới thiệu với giới truyền thông, mời 15 đơn vị báo chí tới đưa tin, gần như bao phủ hết mặt bằng truyền thông Huệ Sơn. Ngày 13 tháng 7, Trương Khác cùng nhóm Diệp Tiểu Đồng tới Huệ Sơn, tham gia lễ giới thiệu sản phẩm chính thức vào buổi tối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 200, lại tới Huệ Sơn. Qua một khoảng thời gian hợp tác, Trương Khác chính thức chọn City Quảng cáo Phi Hồng làm đại diện quảng cáo cho Ái Đạt. Buổi lễ ở tỉnh thành do đoàn đội của Thịnh Hâm làm chủ thể, nhưng hoạt động quảng cáo ở các thành phố khác sẽ do đoàn đội của City Phi Hồng làm chủ thể. Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng,
Chu Du phụ trách chung quyết sách chiến lược, City Phi Hồng liên hợp nhà phân phối chấp hành. Xe đi vào Thố Phường Kiều, trung tâm của Huệ Sơn, dừng trước Diệu Huyền Quan, nhớ lại đầu năm cùng Hứa Tư qua đêm ở đây, Trương Khác khẽ mỉm cười. Nhóm Hứa Duy từ trong xe ùa ra, lập tức ngước nhìn biển quảng cáo cao nhất, bắt mắt nhất của Diệu Huyền Quan, vẫn là ảnh Lưu Đức Hoa tay cầm Ericsson 398. Lệnh Tiểu Yến đi tới chỉ biển quảng cáo, gõ gõ cửa kính, hỏi Trương Khác. Sao không lấy ảnh Đại Nhi, thay Lưu Thiên Vương? Quán đơn giản không thể hiện được trình độ. Trương Khác ấn cửa kính xuống, thò đầu ra nhìn Giang Đại Nhi ở phía sau. Về Huệ Sơn có cảm thấy áp lực không? Giang Đại Nhi vỗ ngực. May quá, ở trên xe cứ lo cái này. Đôi mắt đẹp liếc nhìn biển quảng cáo, cô cứ lo phong cách của Trương Khác quá phô trương hoa lệ, sẽ đưa tấm hình cỡ lớn của mình lên đây. Chuyện cô làm đại sứ hình tượng cho Ái Đạt còn chưa nói với gia đình, quảng cáo trên DTHTW cho dù để cha mẹ nhìn thấy nói không chừng nghĩ là ai đó giống con gái mình. Nhưng nếu làm ra động tĩnh quá lớn ngay trước cửa nhà, chẳng biết sẽ có phản ứng gì. Đương nhiên khi nhìn thấy biển quảng cáo có giá trị nhất ở Huệ Sơn chưa thay bằng hình ảnh của mình, không khỏi có chút thất vọng. Á! Hứa Duy đột nhiên thét lên một tiếng, hai tay che miệng, dường như nhìn thấy chuyện gì khủng khiếp lắm. Giang Đại Nhi, Lệnh Tiểu Yến đồng loạt quay đầu lại, tức thì giật mình đứng ngây ra như phỗng. Trương Khác xuống xe, tay vịn cửa xe nhìn một chiếc xe buýt hai tầng từ phía Thố Phường Kiều đi qua, tấm ảnh cỡ lớn của Giang Đại Nhi được sơn lên trên chiếc xe buýt hai tầng. Giang Đại Nhi trong tranh sống động như thật, cô mặc chiếc váy vàng tha thướt lộng lẫy, đang hơi cúi người tạo thành đường cong hoàn mỹ, ánh mắt nhìn chiếc đầu đĩa, cánh môi hồng mọng ướt làm cho người ta có cảm giác cô đang khẽ thổi lên chiếc đầu đĩa, đồng thời cũng như thổi ra làn gió mát xua đi cái nóng mùa hè, chắc chắn bất kỳ nam nhân nào cũng mơ ước được đổi chỗ cho chiếc đầu đĩa kia. Bức tranh cao tới 4 mét, cho dù cách 60 mét cũng nhìn thấy rõ ràng. Cảm giác thế nào? Trương Khác nhìn ba cái miệng nhỏ nhắn vẫn chưa khép lại được, huýt sáo cười. Tuyến đường xe buýt qua Thố Phường Kiều vừa đưa ra loại xe buýt hai tầng hoàn toàn mới, tôi liền mua quyền quảng cáo trên 10 chiếc xe buýt, vì chế tác quảng cáo trên thân xe buýt hơi rắc rối, cho nên chỉ hoãn tới tận hôm nay mới chính thức làm lễ ra mắt. Lúc này mọi người đều xuống xe đợi chiếc xe buýt hai tầng thứ hai đi qua, đây là lần đầu tiên hệ thống giao thông công cộng Huệ Sơn đưa vào sử dụng loại xe buýt hai tầng này, tổng cộng chỉ có 10 cái. Lại cộng thêm hình quảng cáo tinh mỹ rực rỡ, tức thì thu hút ánh mắt toàn bộ du khách và người dân đi qua quảng trường. Rất nhiều người còn nghị luận. Đám thương gia bây giờ ghê thật, quảng cáo tới tận xe buýt rồi. Kính Phi Hồng mau chóng lái xe tới hội họp, trên đường đi hắn ta cũng thấy được cảnh quần chúng chú ý tới chiếc xe buýt, vừa xuống xe đã nói với Trương Khác. Vừa chế tác xong hình quảng cáo, công ty xe buýt hối hận vô cùng, kêu ra giá thấp quá. Tiền quảng cáo trên 10 chiếc xe buýt một năm tốn có 20 vạn, mỗi tội giá thành chế tác hơi ột chút tốn 10 vạn, dù là thế so với tấm biển quảng cáo khổng lồ ở tỉnh thành một năm tốn 100 vạn đã lời hơn nhiều rồi. Trương Khác gật đầu. Cũng nhờ chiếc xe buýt này mới xuất hiện cho nên hơi bắt mắt một chút, nhưng có thu được hiệu quả quảng cáo như mong muốn hay không thì phải đợi một thời gian nữa mới biết, mọi người phải làm tốt điều tra phản hồi thị trường, việc chế tác quảng cáo bên phía Thượng Hải cũng tranh thủ làm nhanh lên một chút. Kinh Phi Hồng dè dặt hỏi, nếu lấy được quyền quảng cáo trên xe buýt ở tỉnh thành, liệu có trợ giúp được gì cho City Phi Hồng không? Trương Khác cười, trung tâm tỉnh thành gần 300 vạn nhân khẩu, hơn 4.000 chiếc xe buýt, lấy mỗi chiếc phí quảng cáo 2 vạn, là thị trường rất là có tiềm lực đấy, nhưng phải xem quan hệ giữa City Phi Hồng với hệ thống giao thông công cộng ra sao đã. Điều này đương nhiên y đã có điều tra trước, không có quan hệ đủ vững. Nếu muốn lấy được quyền quảng cáo trên xe buýt toàn tỉnh thành là tuyệt đối không thể, Kính Phi Hồng cười nịnh. Chỉ cần Khác thiếu gia giúp đỡ, tất nhiên có hy vọng. Trương Khác lắc đầu, y không muốn vươn tay quá xa, hình vi tham lam muốn chiếm lấy hết mọi thứ sẽ bị người ta căm ghét. Ông đi hỏi anh Diệp xem có hứng thú không, chứ tôi chẳng còn sức nữa. Kính Phi Hồng đi trước dẫn đường, tới nơi tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm. Buổi lễ lần này chủ yếu là mời giới truyền thông. Một số doanh nghiệp tiêu thụ điện gia dụng trong thành phố, quy mô không thể so với buổi lễ ở tỉnh thành. Đương nhiên Trương Khác chỉ cần quy mô này, nếu không túi tiền của y sẽ rất gay gâu. Nhưng ở hội trường buổi lễ thấy được hai vị khách không mong muốn, Diệp Hồng và Tạ Kiếm Nam. Trương Khác có chút kinh ngạc, hỏi nhỏ Chu Du. Tôi nhớ đâu có mời hai vị đại thiếu gia của Huệ Sơn. Chu Du không biết chuyện Diệp Hồng đeo bám Giang Đại Nhi, chỉ Diệp Hồng hỏi lại.
Kẻ đó là ai, trông cứ như muốn nuốt chửng Giang Đại Nhi vậy. Hắn muốn thế thật đấy. Trương Khắc cười khinh miệt. Thiếu gia của tập đoàn Giang Thiên, cái xe bị tôi đập tanh bành kia có khả năng là do hắn cho Tạ Kiếm Nam mượn. Trương Khắc thầm nghĩ chắc bọn chúng nhìn thấy hình quảng cáo trên chiếc xe buýt nên tới đây, nhưng không ngờ Diệp Hồng kích động đứng ở cửa hội trường nhìn chừng chừng Giang Đại Nhi một chút, chỉ tay vào mặt cô, môi run rẩy nói. Không ngờ cô lại phơi mặt ra chụp quảng cáo, cô nhìn cái đám minh tinh quảng cáo trên TV đi, có kẻ nào không dựa vào bán mông bán ngực kiếm cơm. Cô không thấy đám nữ minh tinh trên quảng cáo phải ôm ấp hôn hít nam nhân, cô không thấy tởm à, có phải cô cũng muốn mình sau này sẽ giống thế không? Cô làm thế sao xứng với tôi, sao xứng với nhà họ Diệp của tôi. Lúc này còn cách lễ giới thiệu chừng 10 phút, khách khứa đa phần tới đủ, Diệp Hồng đột nhiên xuất hiện chỉ mặt Giang Đại Nhi chỉ trích làm mọi người kinh ngạc hết sức, ghé tai thì thầm với nhau, bàn tán cô và Diệp Hồng có quan hệ như thế nào. Giang Đại Nhi hoàn toàn không ngờ có một kẻ vô lý đến thế, ngây người tại chỗ, khiến tất cả ánh mắt nhìn cô càng trở nên hồ nghi, làm Giang Đại Nhi má phấn đỏ hồng, mắt rưng rưng lệ trực khóc. Lòng đầy oan ức mà không biết phải biện bạch cho bản thân thế nào. Trương Khắc nhướng mày lên, rất nhiều phóng viên đã giơ ống kính lên chụp ảnh, liền ho một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt tỏ ra rất bực tức nhìn cô gái tiếp khách ở cửa hội trường, hỏi. Đây không phải là chỗ ai cũng vào được, bọn họ là ai? Mày! Diệp Hồng thấy Trương Khắc đi ra thì giật mình, Tạ Kiếm Nam cũng ngạc nhiên. Bọn chúng nhìn thấy biển quảng cáo trên xe buýt. Diệp Hồng nhận ra Giang Đại Nhi vội gọi điện theo số trên xe hỏi, mới biết hôm nay Giang Đại Nhi đích thân tới lễ giới thiệu sản phẩm, không suy nghĩ nhiều kéo ngay Tạ Kiếm Nam tới khách sạn Huệ Sơn. Bọn chúng thậm chí còn chẳng rõ Ái Đạt là cái công ty gì, nên căn bản không hề biết sự tồn tại của Trương Khắc, thậm chí Diệp Hồng còn chưa liên hệ với người đưa Giang Đại Nhi về nhà hồi Tết. Nếu mình không quá nhầm thì Huệ Sơn là Tô Châu, tỉnh thành là Nam Kinh, tỉnh Đông Hải là tỉnh Giang Tô, còn Hải Châu không đủ dữ kiện để đoán. Chương 201, lại đập xe. Tạ Kiếm Nam thì chớp mắt đoán ra Trương Khắc chính là nam nhân làm Diệp Hồng vừa kiêng kỵ và thù hận. Diệp Hồng thì không nghĩ tới đây là kẻ đập chiếc xe của mình, thấy Tạ Kiếm Nam cũng thốt lên thì hỏi. Anh cũng biết thằng ma cà bông này à? Mặc dù Tạ Kiếm Nam hận Trương Khắc hơn cả Diệp Hồng, nhưng biết đứng sau lưng y là Từ Học Bình, mặc dù đây là Huệ Sơn, song hắn không nghĩ làm lên ở đây thì mình có thể chiếm được ưu thế. Tạ Kiếm Nam nghiến răng nói với Diệp Hồng. Nó là Trương Khắc, đứa đập xe của anh đấy. Ma cà bông, nói tôi sao? Trương Khắc nhếch mép cười. Cảm ơn cho tôi lý do mời hai anh ra khỏi đây, nhưng trước khi mời hai anh ra, tôi phải cảnh cáo anh một tiếng. Mặc dù Giang Đại Nhi từ chối làm bạn gái anh, nhưng đó không phải cái cớ để cho anh tiếp tục quấn lấy cô ấy. Đột nhiên quay người lại lớn tiếng nói với các phóng viên trong hội trường. Thưa các bạn bè truyền thông, cho phép tôi giới thiệu với mọi người, vị này là Tạ Kiếm Nam công tử của thị trưởng Chu Cẩm Du, ủy viên hội đồng quản trị trẻ nhất của tập đoàn Chính Thái, bên cạnh anh ta là Diệp Hồng công tử của chủ tịch tập đoàn Giang Thiên. Bọn họ tựa hồ cho rằng giới nghệ sĩ biểu diễn trong nước đều bẩn thỉu đáng ghê tởm, mọi người có thể nghe bọn họ phát biểu cái nhìn cụ thể hơn. Rõ ràng là Diệp Hồng kích động lỡ lời, Trương Khắc thổi phồng lên chuyển hết sự chú ý lên người cả hai tên, thấy đám phóng viên giơ ống kính đổ tới, Tạ Kiếm Nam vội che mặt. Hắn là kẻ biết chừng mực, tuy hận Trương Khắc nhưng trước tiên phải thoát khỏi khốn cảnh trước mắt đã. Cho hắn mấy cái gan hắn cũng không dám công khai thừa nhận phát biểu của Diệp Hồng. Chúng ta đi thôi. Tạ Kiếm Nam quay người đi ngay, Diệp Hồng phản ứng hơi chậm một chút, còn không quên ném cho Giang Đại Nhi một cái nhìn oán hận mới bỏ đi, trông có vẻ rất không cam tâm. Trương Khắc nhếch mép cười, cho dù vào thời báo chí suốt ngày phơi bày chuyện quy tắc ngầm trong giới biểu diễn, cũng không có một nhân vật có vai vế nào dám đứng ra công khai chỉ trích, y rất hy vọng Tạ Kiếm Nam kích động nói ra, để xem mẹ hắn có năng lực cỡ nào để trấn áp chuyện này, không ngờ tên Tạ Kiếm Nam này tỉnh táo đến vậy, từ đầu tới cuối đều do tên họ Diệp kia ngu xuẩn kia không biết tốt xấu. Trương Khắc gọi Kính Phi Hồng lại dặn, kín đáo chuyển lời cho giới truyền thông, bảo họ đây chỉ là chuyện hiểu lầm nho nhỏ. Giữa thập niên 90, tuyệt đại đa số giới truyền thông vẫn rất giữ quy củ. Đặc biệt đây toàn là người thuộc giới truyền thông Huệ Sơn, chỉ cần kéo Tạ Kiếm Nam vào thì không bọn họ có gan đăng tin xấu liên quan tới người thân thị trường. Đuổi hai tên phá binh đi, các phóng viên tự động quên đi chuyện này, lễ giới thiệu tiến hành đúng kế hoạch, kết thúc buổi lễ đám Trương Khắc rời khỏi khách sạn Huệ Sơn, y đang hận không thể tiết kiệm từng xu để quảng cáo, đương nhiên sẽ không nghỉ lại khách sạn xa xỉ này. Ra khỏi khách sạn, Trương Khắc do dự một chút,
rồi ngồi vào chiếc Volvo của Diệp Tiểu Đồng. Tôi mới nhớ ra có chuyện cần nói với cô. Chỗ này cách nhà khách họ ở trọ vài phút đi xe, Diệp Tiểu Đồng ngạc nhiên. Đợi về nhà khách nói không được sao. Nhưng tới nhà khách rồi vẫn không thấy Trương Khác nói gì, Diệp Tiểu Đồng thắc mắc. Có chuyện gì làm anh do dự lâu thế? À, Trương Khác vỗ vỗ đầu. Định nói mà lại quên mất rồi, hôm nào nhớ ra tôi nói với cô. Diệp Tiểu Đồng mắt tròn xoe nhìn Trương Khác, không hiểu y bày cái trò gì. Trương Khác vẫy tay chào cô, đuổi theo Giang Đại Nhi phía trước. Đại Nhi, có cần tôi đưa về nhà không? Khi chỉ có hai người, Trương Khác không gọi cô là chị Đại Nhi. Giang Đại Nhi do dự lắc đầu. Đợi cha mẹ tôi tới tìm rồi tính vậy. Trương Khác cười hăng hắc. Cứ như Đại Nhi bị tôi lừa mất rồi vậy. Thấy Giang Đại Nhi thẹn thùng nhưng không che giấu được vẻ lo lắng, liền không nói nữa, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tới nửa đêm có người gõ cửa rầm rầm. Trương Khác ngáp dài bật đèn lên, nghe thấy tiếng Diệp Tiểu Đồng quát thét bên ngoài. Trương Khác, anh dậy cho tôi biết ngay là anh không tử tế gì mà, anh mau mau ra xem cái xe của tôi đi. Trương Khác dụi mắt, mở cửa nhìn thấy một đám đông chặn ngoài cửa, ngạc nhiên nói. Xe bị đập à, có nghe thấy động tĩnh gì đâu, bị đập mấy cái, anh còn muốn bị đập mấy cái. Diệp Tiểu Đồng thấy y chẳng thèm vờ vịt, chỉ muốn lao vào cắn y một cái cho hả. Chính là cái xe anh ngồi khi về nhà khách đó, chiếc Volvo của tôi, anh mau mau ra xem đi. Ừ thì đi xem. Trương Khác giang tay ra, mặt tỉnh queo. Lệnh Tiểu Yến đi sau chọc vào eo Giang Đại Nhi, cười rinh rích. Tên công tử bột ấy ghen tuông ghê thật, giận lên là đập tan một cái xe đắt tiền. Cô hơi nghi hoặc hỏi. Vì sao cậu biết Diệp Hồng sẽ nhân lúc ban đêm tới đập xe để chui vào xe của tiểu thư Diệp về nhà khách? Diệp Tiểu Đồng dở khóc dở cười, nếu biết Trương Khác âm mưu giá họa hình, đánh chết cũng không cho y leo lên xe của mình, hai tay chống hông tức tối nói. Ghen tuông cũng có giới hạn thôi chứ, quan trọng là Trương Khác đập nát vụn chiếc BMW của người ta ở Hải Châu trước, hiện giờ tới địa bàn của người ta, lại chẳng vớt lại thể diện. Trời ơi là giời, sao tôi quên mất điều này? Nhóm Hứa Duy đương nhiên không biết sự kiện thành chuyện cười cho Cẩm Hồ và Thịnh Hâm này, Trương Khác không dám kể. Sợ Hứa Duy biết chuyện có liên quan tới Hứa Tư, nói không chừng liên tưởng gì đó. BMW, chính là cái BMW cực kỳ phô trương hào nhoáng của tên công tử bột ấy à? Lệnh Tiểu Yến thốt lên. Thì ra Diệp Hồng từng lái chiếc BMW tới trường Đại học Đông Hải khoe khoang, nghe giọng điệu mỉa mai của Lệnh Tiểu Yến và nhìn Hứa Duy cau mày, có thể thấy Diệp Hồng chẳng để lại ấn tượng gì tốt đẹp cho các cô. Nhưng các cô không hiểu vì sao Trương Khác thủ oán Diệp Hồng tới mức đập xe của người ta. Giang Đại Nhi chỉ nghĩ là tại mình, mặt đầy day dứt. Chiếc Volvo của Diệp Tiểu Đồng đỗ ở lối ra vào bãi gửi xe, nếu chiếc BMW sau khi bị đập có thể sửa được thì chiếc Volvo này chỉ có thể đem bán sắt vụn, quan trọng là với chế độ báo hỏng xe đem thanh lý trong nước, thậm chí còn không thể đem nó đi bán sắt vụn. Giang Đại Nhi áy náy nói. Tôi xin lỗi. Diệp Tiểu Đồng nhìn đôi mắt chớp chớp bứt rút của Giang Đại Nhi, dù là nữ nhân cũng sinh cảm giác muốn ôm lấy vỗ về. Cho dù đúng là tại cô, cũng làm người ta không nỡ lòng nào trách móc. Huống hồ đều do Trương Khác giở trò, đang định an ủi Giang Đại Nhi vài câu thì nghe thấy Trương Khác nói nhỏ với Chu Du. Đợi tới khuya mà không nghe thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ bọn chúng kéo xe ra ngoài đập rồi đưa về thị uy? Diệp Tiểu Đồng càng nghe càng tức. Sao anh không thể thốt phủ nhận lấy một câu? Trương Khác xoa xoa tay, nói. Nếu là cái xe của tôi bị đập, chưa nói mất hết thể diện. Tôi chẳng có chỗ kêu oan, người khác cũng chỉ nói một câu, bỏ đi, đừng tranh chấp nữa, có 8 cái xe của anh cũng chẳng bằng một cái BMW của người ta. Giờ thì phải xem tiểu thư Diệp có nhẫn nhịn được không. Diệp Tiểu Đồng tức tối thở hồn hển. Toàn là chuyện thối của anh, vì sao tôi phải ra mặt chứ? Thì thôi vậy, chuyện này cứ tính lên đầu tôi, hôm khác tôi đền cho cô một cái xe mới. Trương Khác thản nhiên nói. Tới địa bàn của người ta. Thế nào cũng phải nể mặt người ta chứ. Không còn việc gì nữa thì về ngủ đi, mai còn bận rộn đấy. Chuyện này bỏ qua như thế à? Diệp Tiểu Đồng nghi ngờ nhìn Trương Khác, nhưng không phát hiện ra được điều gì khác lạ, cứ như y về tới phòng là lại có thể cắm đầu ngủ tít ngay vậy. Lệnh Tiểu Yến nhún vai nói với Giang Đại Nhi. Nhìn đi, đó là tác phong của đám hoàn khổ, người thường ghen tuông thì hẹn nhau ra ngoài đánh một trận, bọn họ thì đập xe nhau chơi. Câu hồng nhan họa thủy đúng là không sai chút nào.
để xem vì cái mầm họa nhà bạn sẽ còn bao nhiêu xe bị đập nữa. Hôm nay hết rồi đấy. Chương 202, Trương Khác rất vô lại. Đừng nói lung tung. Mặc dù Trương Khác không bận tâm, nhưng Giang Đại Nhi luôn cho rằng nguồn cơn chuyện này là tại mình, day dứt vô cùng, song không biết phải làm thế nào, lệnh Tiểu Yến lại còn mang ra làm trò đùa, càng làm cô khổ sở hơn là vô duyên vô cớ bị Diệp Hồng chỉ trích, sau này phải giải thích với trong nhà ra sao, tủi thân vô cùng, chỉ muốn khóc thật to. Trương Khác thấy Giang Đại Nhi mắt ẩn nước, an ủi. Chị Đại Nhi, đây là ân oán riêng của tôi với người ta thôi, không phải lỗi của chị đâu. Quay sang nhìn giám đốc nhà khách vừa chạy tới. Công tác bảo an của nhà khách các vị chu đáo quá nhỉ, đã báo cảnh sát chưa? Viên giám đốc bị y nhìn chằm chằm tưởng chừng như có muôn vàn mũi gai trực đâm vào người, giọng không còn lưu loát nữa. Dân cảnh sắp tới rồi. Trương Khác thu ánh mắt dồn ép lại, nói. Dân cảnh tới rồi, bọn họ xử lý thế nào thì xử lý, đừng làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi là được. Chưa dứt lời đã vào nhà khách. Những người còn lại đưa mặt nhìn nhau, Chu Du hỏi Diệp Tiểu Đồng. Cứ thế bỏ qua sao? Làm sao bỏ qua cho được, đừng quên đây là cô tiểu thư kiêu ngạo của nhà họ Diệp, không phải ai muốn bắt nạt cũng được. Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng hét lên, cô thực sự không thể coi chuyện này như chưa xảy ra được, biết rõ là cái bẫy Trương Khác bày ra nhưng vẫn phải cắn răng nhảy vào. Anh là đồ khốn kiếp, anh nhớ đấy, anh nợ tôi lần này. Trương Khác chẳng hề quay đầu lại, vẫy tay. Không nợ, xe có phải do tôi đập đâu. Diệp Tiểu Đồng không làm gì nổi y, đứng đó dậm chân tức tối, hỏi Chu Du. Trương Khác trở nên vô lại như thế từ bao giờ thế? Làm sao tôi biết được? Chu Du giang tay ra. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi cũng về ngủ đây. Diệp Tiểu Đồng quay sang trừng mắt với giám đốc nhà khách. Các người không dám đắc tội với con trai Chu Cẩm Du, nhưng đừng tưởng tôi dễ bắt nạt. Dân cảnh à! Dân cảnh nào dám quản chuyện con trai Chu Cẩm Du. Hầm hầm đi vào đại sảnh, thấy Trương Khác đi vào cầu thang máy, chớp mắt cánh cửa thang máy khép lại còn nháy mắt cười với mình, Diệp Tiểu Đồng đúng là dở khóc dở cười. Nghĩ mà thấy Diệp Kiếm Nam thật đáng thương, khó khăn lắm mới vãn hồi được thể diện, vậy mà lại đập nhầm xe. Diệp Tiểu Đồng cầm điện thoại ở quầy tiếp tân lên, quát viên giám đốc. Cái điện thoại này có gọi đường dài được không? Quay thử một số điện thoại. Chỉ thấy kêu tu tu không có phản ứng gì. Viên giám đốc mặt đầy lo lắng, Diệp Tiểu Đồng một mực nói con trai Chu Cẩm Du đập xe, lúc này còn gọi điện thoại ra ngoài, bất kể là mời ai ra mặt, thì cái nhà khách nho nhỏ này cũng không thể gánh vác nổi. Bị đôi mắt hạnh của Diệp Tiểu Đồng nhìn cho giận người, viên giám đốc thở dài bất lực đưa di động cho cô, đại lão đánh nhau, đám tiểu lâu la bọn họ định sẵn thành vật tế thần, đành đi bước nào hay bước đấy. Alo! Diệp Kiến Bân bị tiếng điện thoại đánh thức, cầm lấy ống nghe vừa mới thoáng nghe thấy giọng nữ, chân tay bủn rùn, giọng lạc cả đi. C cô là ai? Diệp Tiểu Đồng nghe ra, tức giận hỏi. Giám đốc Diệp, anh đang nằm trong chăn của ả nào đấy hả? Phù, là em à, làm anh chết khiếp, đừng nói lung tung. Tiểu Đồng hỏi thăm em đấy. Diệp Kiến Bân nghe ra giọng cô em họ thì thở phào, câu sau là nói với Đinh Văn Di nằm bên cạnh. Chuyện gì mà nửa đêm còn gọi cho anh? Xe của bọn em ở Huệ Sơn bị người ta đập, đang ở bãi đỗ xe nhà khách, anh nói xem là chuyện gì? Hả? Diệp Kiến Bân thộn mặt mất một lúc mới nói. Anh tưởng chuyện gì to tát, cái xe rách của Trương Khác, 8 cái cũng chẳng bằng một cái BMW của người ta, có chuyện gì mai hãy nói, anh phải ngủ. Nghe hắn nói thế, Diệp Tiểu Đồng hơi ngẩn người, Diệp Kiến Bân cúp điện thoại mà cô cũng không nhận ra. Thì ra nếu đúng là xe của Trương Khác bị đập chẳng ai thèm để ý thật, nhưng mà hiện giờ. Diệp Tiểu Đồng ức chế không nói ra lời, tiếp tục gọi lại cho Diệp Kiến Bân. Lại chuyện gì nữa đây? Thế nào cũng phải để người ta vớt phát chút thể diện chứ, nếu Trương Khác nghĩ không thông em gọi cậu ta ra nghe điện. Tên khốn Trương Khác đó lúc về nhà khách leo lên xe của em, chiếc Volvo của em bị đập đấy. Diệp Tiểu Đồng gần như giống lên trong điện thoại. Phía bên kia điện thoại im ắng. Không biết Diệp Kiến Bân còn nghe không, bỗng phía bên kia vang lên tiếng cười nắc nẻ. Trương Khác đúng là đồ khốn kiếp, cậu ta đâu rồi? Về phòng ngủ rồi. Về phòng ngủ. Diệp Kiến Bân nghe thôi mà đã thấy ngứa lợi. Cậu ta đi ngủ thật à? Tên chết tiệt đó đi ngủ thật rồi, em không làm gì nổi y. Diệp Tiểu Đồng yếu ớt hỏi. Em phải làm sao đây? Cái tên này, ai?
Diệp Kiến Bân cũng chỉ biết thở dài. Mặc dù ông nội bảo chúng ta không được sinh sự ở bên ngoài, nhưng cũng không thể để người ta leo lên đầu mình được, chuyện cũng chẳng phải to tát gì, giờ đêm khuya rồi, em đừng kinh động tới ai vội, cho bọn họ xử lý trước. Diệp Tiểu Đồng trả điện thoại cho viên giám đốc. Vậy thì đợi phía cảnh sát tới giải quyết trước đi. Viên giám đốc đứng đằng xa, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Diệp Tiểu Đồng, còn tưởng người cô nhờ và nghe thấy tên Chu Cẩn Du không muốn ra mặt, lúc nhận lấy điện thoại, thái độ không khỏi có chút xem thường. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, Diệp Tiểu Đồng giữ lại trợ thủ của mình, bảo những người khác đi ngủ trước. Chừng 20 phút sau, đồn trưởng đồn cảnh sát mới cùng hai dân cảnh lề mề đi tới, làm một vòng quanh bãi đỗ xe rồi nói với Diệp Tiểu Đồng. Cô mời xe cậu kéo tới chỗ tôi, Đồng sẽ lập hồ sơ giúp cô. Đó là trình tự công tác của anh đấy hả? Diệp Tiểu Đồng chất vấn. Không quan sát hiện trường, cũng không hỏi những người khác quá trình xảy ra vụ án à? Tên đồn trưởng nhướng mày lên. Chúng tôi phá án ra sao không cần cô chỉ bảo, nửa đêm canh ba, ai còn có tâm tình lập án cho cô, mau gọi xe kéo đi. Nếu tôi không gọi được xe kéo thì đồn không giải quyết sao? Ánh mắt Diệp Tiểu Đồng lạnh xuống. Cô nói xem. Tên đồn trưởng gập sổ lại, bực mình nói. Xe không đưa tới đồn thì không đủ điều kiện để lập hồ sơ. Hắn đã ở đồn rất lâu mà không có một cú điện thoại nào gọi tới hỏi thăm chuyện này, cho nên nghĩ Diệp Tiểu Đồng chẳng có chỗ dựa nào, bắt nạt người ngoài là bệnh chung của địa phương. Vậy thì các anh tự xem lấy mà làm. Diệp Tiểu Đồng ném lại một câu, hờn dỗi về phòng, lúc này tranh cãi với bọn chúng chẳng bằng một cú điện thoại ngày mai còn được việc hơn. Điện tử Ái Đạt trong ngành chỉ là bậc tiểu bối vô danh, quảng cáo mới được phát trên DTHTW, đám Diệp Hồng Tạ Kiếm Bân chẳng có thói quen xem TV, nên chẳng thèm cố kỵ gì. Thực ra cũng chẳng thể trách Tạ Kiếm Nam nhầm đối tượng, trong tài liệu buổi lễ chỉ nói tới điện tử Ái Đạt và nhà tổ chức Phi Hồng, khi nhìn thấy Trương Khác chui vào chiếc Volvo, mà đó lại là chiếc xe cao cấp nhất trong đoàn của Trương Khác, hắn tất nhiên cho rằng đó là xe của Trương Khác. Giống như hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt ở Hải Châu, Tạ Kiếm Nam cũng quyết phải khiến Trương Khác ngậm đắng nuốt cay ở Huệ Sơn, hắn chẳng sợ từ học bình ra mặt bảo vệ Trương Khác vì chuyện còn con này. Xe đâu đó không phải là xe của Trương Khác. Theo kế hoạch Trương Khác tiếp tục ở lại tiến hành hoạt động mở rộng thị trường, Diệp Tiểu Đồng dẫn đội đánh chiếm các thành phố khác, tranh thủ trong 10 ngày đi hết một lượt các thành phố trong tỉnh. Nhưng xảy ra chuyện này, Diệp Tiểu Đồng đành ở lại, để Chu Du đi thay mình. Trương Khác sau khi ngủ dậy không vội ra khỏi phòng, nằm trên giường xem tin tức buổi sáng của DTHTW, tới khi Hứa Duy tới gọi mới rời giường. Chương 203, cha mẹ Giang Đại Nhi. Hứa Duy sắc mặt rất không tốt, lo lắng nói. Cha Đại Nhi tới tìm, chuyện Đại Nhi làm đại sứ hình tượng không hề nói với người nhà. Trương Khác nhớ tới người trung niên nho nhã gặp lần trước, không quá lo, thấy Diệp Tiểu Đồng thò đầu ra ngó nghiêng, hỏi. Chuyện chiếc xe tối qua xử lý ra sao? Anh lo xong cái chuyện của mình đi, trưởng bối người ta tìm tới tận cửa rồi đấy. Diệp Tiểu Đồng cáu kính nói, rụt đầu về. Trương Khắc cười, nghe cô ta nói cứ như mình lừa gạt con cái nhà người ta vậy, nghe Hứa Duy kể hôm qua cảnh sát tới nơi nhưng không chịu lập hồ sơ, cười nhạt. Cảnh sát Huệ Sơn nếu như bề ngoài làm đúng trách nhiệm, thì loại chuyện không có nhân chứng vật chứng này nói không chừng phải bỏ qua, nhưng giờ bọn họ rõ ràng coi chúng ta là dân vùng ngoài dễ bắt nạt, thì bọn họ sẽ ăn đủ. Hành vi trắng trợn này của cảnh sát Huệ Sơn đã giao điểm yếu vào tay nhà họ Diệp rồi, chuyện này căn bản không cần y lo nữa. Trương Khác theo Hứa Duy tới cửa phòng của các cô, nghe một lúc không thấy bên trong có tiếng nói chuyện, tức là không có tranh luận lớn tiếng, y yên tâm được một nửa. Lệnh Tiểu Yến khẽ gõ cửa, cha Giang Đại Nhi mở cửa, Trương Khác liếc nhìn qua vai ông ta, thấy Giang Đại Nhi thần sắc bình thường ngồi đầu giường, nói không chừng được cha cô thông cảm rồi, thu ánh mắt lại. Chào chú Giang, tôi là... Trương Khác không biết giới thiệu thân phận bản thân ra sao, cha Giang Đại Nhi là người kinh doanh, không thể nói mình là học sinh giúp xử lý công ty trong nhà ra đối phó với ông ta được. Tôi nhận ra cậu, cậu là Trương Khác, cậu từng theo chị của Hứa Duy tới Huệ Sơn. Cha Giang Đại Nhi cười thân thiện. Đại Nhi từ nhỏ không có chủ kiến, lại nhút nhát, mấy hôm trước xem quảng cáo trên TV, vợ tôi còn nói cô gái này giống Đại Nhi quá. Đến hôm qua ra phố thấy quảng cáo trên xe buýt mới giật mình. Trương Khác ngượng ngập nói. Lúc chế tác quảng cáo, chúng tôi tìm mãi không có nhân tuyển thích hợp, chị Đại Nhi chỉ thử thôi mà đã xử lý xong hết, chị ấy biểu diễn tốt, giọng tốt, đều là tài hoa đáng khai thác.
nên tôi cổ động chị ấy tới công ty làm đại sứ hình tượng, vì là ý tưởng đột xuất cho nên không báo trước cho chú Giang, cũng chưa ký hợp đồng chính thức, nếu tiện, hôm nay chúng ta có thể thảo luận chuyện này. Cha Giang Đại Nhi quay đầu nhìn con gái, hiền từ nói. Hiếm khi Đại Nhi tự quyết được một việc, chuyện này tôi không xen vào nữa. Mọi người đừng đứng ở cửa nói chuyện chứ. Giang Đại Nhi ở trong phòng nói nhỏ. Cha Giang Đại Nhi tránh người, mời đám Trương khác, Hứa Duy vào. Cha Giang Đại Nhi khá là thoáng, cho rằng không chuyện gì quan trọng hơn một người có thể độc lập tự quyết con đường của mình, tài năng một người cần phải được người khác thừa nhận mới có giá trị xã hội, nam nhân cũng thế, phụ nữ cũng thế, muốn có thành tựu phải thể hiện tài hoa của mình. Nghe kể lại lời chỉ trích gay gắt của Diệp Hồng hôm qua, ông bật cười. Thằng xúc sinh đó có mặt mũi nói những lời ấy à? Những cô gái có chút nhan sắc trong tập đoàn Giang Thiên đều bị nó ve vãn, chẳng lẽ nói phụ nữ ở đó đều không đứng đắn? Nghề nào cũng có chuyện xấu xa, tuy nói giới biểu diễn có cám dỗ lớn hơn, nhưng không có nghĩa vào đó là thành người xấu. Các cô gái xinh đẹp ở đâu chẳng bị cám dỗ lớn, chẳng lẽ như thế có thể nói các cô gái xinh đẹp đều không đứng đắn? Những lời ngu xuẩn này mà nó cũng nói ra khỏi miệng được à? Trương Khắc tán đồng, Đại Nhi may mắn có người cha thú vị như vậy, nhưng Giang Đại Nhi vẫn lo lắng. Phía mẹ thì sao ạ? Mẹ con chưa nghĩ thông, để ba khuyên bảo. Bạn bè con chả mấy khi tới Huệ Sơn, sao không mời về nhà làm khách? Ăn sáng xong, Chu Du dẫn người đi tới thành phố bên cạnh, Phó Tuấn, Diệp Tiểu Đồng và trợ lý ở lại xử lý chuyện kia đó. So với ra mình ở nhà khách, chẳng bằng nhận lời mời của cha Giang Đại Nhi. Cha Giang Đại Nhi lái một chiếc xe của sếp, đám Trương khác để xe lại nhà khách, trước khi đi để cách thức liên hệ với nhà khách. Vào bãi đỗ xe, thấy chiếc Volvo bị đập thê thảm vẫn còn ở cửa. Cha Giang Đại Nhi không hỏi gì, ông có nghiệp vụ qua lại với tập đoàn Giang Thiên, chuyện Tạ Kiếm Nam tới Hải Châu bị đập xe cũng truyền bá sống động ở Huệ Sơn, người Huệ Sơn tới Hải Châu công tác đều không nhịn được tới bãi đỗ xe của Tân Hải Thông chiêm ngưỡng, dần dần tin đồn càng lúc càng xa rời sự thực. Đầu tiên là đồn nhà họ Tạ nội bộ lục đục, lại nói đó là chuyện ghen tuông vì nữ nhân, có người nói đối phương dằn mặt nhà họ Tạ, thôi thì đủ kiểu. Một nhân vật chính trị cứng rắn như Chu Cẩn Du mà cũng không thể giúp con trai vãn hồi thể diện, có thể thấy bối cảnh của đối phương cũng rất mạnh. Thế nên nhìn thấy chiếc Volvo bị đập để ở cửa bãi đỗ xe, nhân viên nhà khách đều hiểu Tạ Kiếm Nam muốn gỡ lại thể diện, nên đều thêm mắm thêm muối vào, cứ như làm Huệ Sơn thêm vinh dự vậy. Cha Giang Đại Nhi vào nhà khách đã nghe nhân viên ở đây nói chuyện rồi, chỉ nghĩ nội bộ nhà họ Tạ xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà cứ đánh qua đập lại thế này thì quá trẻ con. Tới nhà Giang Đại Nhi, có thể nhìn ngay ra được mẹ cô không vui vẻ gì, nhưng khác với phụ nữ chỉ biết lo nội trợ, bà ta vẫn khách khí chiêu đãi đám Trương khác, đó cũng thể hiện bà ta khéo giao tiếp. Mọi người giúp Giang Đại Nhi làm công tác tư tưởng ẹ cô, bà ta mới miễn cưỡng đồng ý. Tay kiến sao vật nổi chân voi. Ý trách ái đặt dụ dỗ con bà ta thành sự thực rồi, đành chấp nhận. Trương khác nghe vậy đột nhiên nhớ ra một câu chuyện cười, liền kể. Câu chuyện xảy ra trong rừng, một hôm thỏ thấy kiến nấp sau cây, thì chân ra ngoài, thỏ hỏi kiến muốn làm gì, kiến xùy một tiếng, bảo thỏ trật tự, đừng làm ồn, voi nó sắp đi qua, tao muốn ngáng cho nó ngã dập mặt. Mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo, mẹ Giang Đại Nhi có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nói. Giới biểu diễn làm người ta không yên tâm được, Đại Nhi lại không có tâm cơ gì, ai nhìn cũng đoán thấu được tâm tư của nó. Để nó một mình ở bên ngoài tôi không yên tâm. Ngày mai tôi xin nghỉ việc, trông nom nó không để người ta ức hiếp. Giang Đại Nhi giãy nảy lên. Mẹ, con biết chăm sóc bản thân, hơn nữa con còn phải đi học. Con về trường học, mẹ cũng học cùng không được à? Về điểm này mẹ Giang Đại Nhi rất kiên quyết. Giới biểu diễn trong nước dùng người nhà làm quản lý rất nhiều, Trương khác nói sẽ làm quản lý cho Giang Đại Nhi, nhưng y chẳng có thời gian mà làm, Hứa Duy lại thiếu kinh nghiệm xã hội, mẹ cô tuy hơi thế lợi. Nhưng gác bên cạnh cô đúng là không thể thích hợp hơn. Trương khắc đùa. Vậy lúc đấy thành chị Đại Nhi trả lương cho dì Giang rồi. Đúng rồi. Trương khắc không nói, mẹ Đại Nhi không nhớ ra. Chuyện hợp tác với Ái Đạt không thể ước hẹn mồm được, phải có hợp đồng chính thức, chuyện gì Đại Nhi phải làm, chuyện gì không được ép Đại Nhi làm phải có quy định rõ ràng, tôi nghe nói người mẫu quảng cáo hiệu giờ thường xuyên bị kéo đi tiếp khách hàng. Loại chuyện này Đại Nhi tuyệt đối không làm. Còn nữa sự nghiệp biểu diễn của Đại Nhi phát triển đi lên, phí đại sứ cũng sẽ phải thay đổi, hiện giờ Đại Nhi tuy chưa có danh tiếng, nhưng sau này không thể chỉ có chút xíu điều kiện đó.
Trương Khắc nghe mà giận người, tính cách của Đại Nhi sở dĩ mềm yếu như vậy toàn là bởi vì có một bà mẹ tính cách quá mạnh áp chế, y hoàn toàn không có ý định lợi dụng Đại Nhi, thấy mẹ cô nói như thế, vội đầu hàng nhận thua, tránh bà ta tiếp tục nói. Thế này đi, hợp đồng cụ thể do dì Giang phụ trách soạn, soạn xong tôi sẽ bảo người bên Ái Đạt tới ký. Cậu không ký luôn ở đây được à? Mẹ Đại Nhi nghi ngờ. Chương 204, nhầm xe rồi. Mẹ, Trương Khắc cũng giống bọn con, đều đang đi học, cậu ấy chỉ tận dụng kỳ nghỉ giúp gia đình. Giang Đại Nhi giải thích hộ Trương Khắc. Vậy mấy chuyện kia cậu có quyết được không? Mẹ Đại Nhi nhìn y khắp lượt, thấy y có vẻ thành thục chững chạc hơn Diệp Hồng không ngờ còn đang đi học. Cậu là bạn học của đám Đại Nhi à? Trương Khắc ậm ừ đáp cho qua, mấy cô gái cũng giữ im lặng, không muốn chuyện rắc rối thêm. Chuyện không tốn quá nhiều tiền tôi có thể quyết được. Quyết định như thế, mẹ Đại Nhi liền kéo chồng vào phòng thương lượng, Giang Đại Nhi ái ngại nói. Mẹ tôi là người như vậy đấy. Trương Khắc không để bụng. Như vậy càng tốt, tôi cũng lo chị Đại Nhi bị người ta dụ dỗ mất. Y vừa nói như thế, mấy cô gái, bao gồm cả Diệp Tiểu Đồng đều nhìn y với ánh mắt cực kỳ khinh miệt, ý tứ đại loại là cậu là kẻ không có tư cách nói câu đó nhất. Giang Đại Nhi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, Trương Khắc ho vài tiếng, che giấu xấu hổ. Đúng lúc này điện thoại vang lên, một lúc sau cha Giang Đại Nhi nói vọng ra. Điện thoại bên nhà khách gọi tới, nói cảnh sát Huệ Sơn tới điều tra vụ án đập xe hôm qua, hỏi các cháu có về tham gia điều tra không. Trương Khắc quay đầu sang hỏi Diệp Tiểu Đồng. Cảnh sát Huệ Sơn từ chối lập án cơ mà, cô nhờ được đại giá của ai thế? Tôi nửa đêm còn phải gọi điện cho ba giải thích không phải tôi sinh sự bên ngoài, anh tưởng dễ dàng lắm à? Diệp Tiểu Đồng phẫn hận trợn mắt nhìn y, rồi bảo cha Đại Nhi. Chú cứ cúp điện thoại đi, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Tới tận buổi sát cảnh sát trực mới nhận được điện thoại của Kỳ Vĩnh Khuê Phó Cục trưởng Cục Đốc sát Bộ Công an. Lúc này Cục Công an Huệ Sơn mới biết chuyện xảy ra ở nhà khách Trung Lộc hôm qua. Đồn Công an phố Trung Lộc làm trái trình tự công tác, từ chối lập án điều tra, được cha Diệp Tiểu Đồng là Diệp Chăn Dân gọi điện cho chiến hữu cũ trực tiếp hỏi tới chuyện này. Từ sau khi hệ thống Công an Huệ Sơn phát sinh sự kiện thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khiến vụ tai nạn đầu năm không kịp thời khống chế, Cục trưởng Cục Công an tiền nhiệm bị chết trong vụ tai nạn, tỉnh tiến hành đại điều chỉnh hệ thống chính pháp cả Huệ Sơn. Khiến bí thư chính pháp ủy bị lui về tuyến 2, tiếp đó Diêm Chân Khoa bí thư chính pháp ủy Hải Châu thay chức, nhiều phó cục trưởng tư cách lão thành bị cho ngồi chơi nước, Tống Hiểu phó cục trưởng xếp bét bất ngờ lên làm cục trưởng cục công an. Tư vị bị Bộ Công an trực tiếp chất vấn không dễ chịu chút nào, đặc biệt sau vụ tai nạn đầu năm, các phương diện đều rất nhạy cảm với hệ thống công an Huệ Sơn. Bất kể chuyện có liên quan tới Chu Cẩm Du hay không, Tống Hiểu đều không muốn hệ thống công an Huệ Sơn phải gánh trách nhiệm. Tên đồn trưởng hôm qua bị cách chức điều tra, sau đó chia binh hai ngả, hắn ta đích thân báo cáo cho Chu Cẩn Du, còn Phó Cục trưởng Điền Hải Hà dẫn đội tới nhà khách Trung Lộc điều tra. Điều tra vụ án ra sao, kết án ra sao thì để bên trên chơi thái cực quyền với nhau, công an Huệ Sơn làm đầy đủ thủ tục là được. Tạ Kiếm Nam bị mẹ gọi tới chính phủ thành phố mới biết đêm qua đập nhầm xe, mặt đầy kinh ngạc, chẳng ngại Tống Hiểu ở bên, hỏi. Sao mà nhầm được ạ? Tống Hiểu đưa tài liệu cho hắn. Biển số xe A-B8097 màu xám bạc, chủ xe Diệp Tiểu Đồng trợ lý tổng giám đốc City trách nhiệm hữu hạn Thịnh Hâm. Hắn không cần giới thiệu thêm, bất kể là với thân phận cháu gái Diệp Tổ Phạm Nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp, Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức TW, hay là con gái Diệp Chăn Dân Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Quốc phòng, đều không chịu nổi vô duyên vô cớ bị đập xe. Huống hồ Diệp Tiểu Đồng đến Huệ Sơn để tiến hành hoạt động thương mại. Nếu để truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất không tốt tới Huệ Sơn. Nếu thổi phòng vô hạn lên thành phá hoại môi trường kinh doanh đầu tư thành phố, thì Chu Cẩn Du cũng bị ảnh hưởng. Đừng tưởng không thể, rất nhiều quan chức lớn nuốt hận vì xử lý không thỏa đáng một việc tưởng chừng rất nhỏ thế này. Khuôn mặt đẹp trai của Tạ Kiếm Nam vặn vẹo biến dạng, hắn không ngu xuẩn tới mức không dám đối diện với sự thực, chỉ nghĩ không ra vì sao Trương Khắc có quan hệ với nhà họ Diệp. Người nhà họ Diệp vì sao tới tham gia lễ giới thiệu sản phẩm của Ái Đạt? Hiệu suất công tác của cảnh sát Huệ Sơn rất đáng biểu dương, chỉ trong thời gian ngắn Tống Hiểu đã làm rõ tình hình cơ bản, liếc nhìn Chu Cẩn Du xem thái độ của bà ta rồi mới nói. City Thịnh Hâm là tổng đại lý phân phối của Ái Đạt ở Hoa Đông, lễ giới thiệu hôm qua do Ái Đạt và Thịnh Hâm liên hiệp tổ chức, phía Ái Đạt do Chu Du giám đốc phòng thị trường phụ trách. Tạ Kiếm Nam cố kiềm chế không xé toang tài liệu trong tay.
hôm qua nhìn thấy Trương Khắc hắn đã kinh ngạc rồi, không chú ý tới Chu Du. Chu Du vừa mới từ Hải Thái sang Cẩm Hồ, sao chớp mắt một cái đã tới Ái Đạt. Tạ Kiếm Nam mặt âm trầm, thời gian qua vì tìm cách trả đũa Trương Khắc, hắn đã rất chú ý tới Cẩm Hồ, không ngờ này nòi đâu ra cái điện tử Ái Đạt. Nếu Chu Du có thể thoải mái điều động qua lại giữa Cẩm Hồ và Ái Đạt, nói lên hai công ty này có quan hệ mật thiết, Tạ Kiếm Nam nhấc điện thoại lên, nhớ tới thái độ lần trước của Tạ Vãn Tình liền bỏ xuống. Tống Hiểu khẽ ho một tiếng, cứ im lặng thế này mãi không được, phải có câu trả lời cho nhà họ Diệp. Thị trưởng, hay là tôi tới nhà khách Trung Lộc một chuyến? Chu Cẩn Du ở vị trí cao lâu năm, khi nói chuyện có thói quen làm bộ làm tịch. Kiếm Nam, mẹ tưởng con từ nước ngoài về phải trưởng thành một chút, vậy mà vẫn gây sự khắp nơi, gây ra rắc rối lớn như thế cho chú Tống, con xem giải quyết ra sao đây. Chú Tống hòa giải một chút, rồi con ra mặt xin lỗi, bồi thường cho người ta một cái xe mới đi. Chuyện này dính líu tới nhà họ Diệp, không xuống nước cũng không được, nhưng vừa tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý của Trương Khắc, Tạ Kiếm Nam không sao nói câu xin lỗi được, cố cứng đầu nói. Giải quyết thế nào cũng được, ra mặt xin lỗi thì khỏi nói. Chu Cẩn Du thở dài, bảo Tống Hiểu. Chuyện này làm phiền lão Tống, toàn trẻ con gây chuyện, đau cả đầu. Tống Hiểu đi rồi, Tạ Kiếm Nam cũng muốn đi, Chu Cẩn Du ngữ khí nặng hơn. Con tốt nhất an phận một chút, Trương Khắc rốt cuộc là ai mà ba bốn phen khiến con mất kiểm soát. Lần sau trước khi gây chuyện tốt nhất làm rõ lai lịch đối phương rồi hẳng tính. Con biết rồi. Tạ Kiếm Nam chậm chậm thở ra. Lần này con nhịn, tuyệt đối không có lần sau. Phó Cục trưởng Điền Hải Hà tới nhà khách Trung Lộc nhưng không gặp được người đương sự, thế thì làm sao biểu đạt được sự hối lỗi đây? Theo địa chỉ Diệp Tiểu Đồng lưu lại tìm tới nhà Giang Đại Nhi. Lúc này Trương Khắc đang giúp mẹ Giang Đại Nhi bổ sung chi tiết hợp đồng, còn nói. Dì Lý có quen bạn làm luật sư không? Mời luật sư xem qua càng tốt hơn. Hành động ăn trong lo ngoài của Trương Khắc lập tức được thiện cảm của Lý Nguyệt Như, bà ta quay sang gọi chồng. Lão Giang, ông mau gọi điện cho lão Chu hỏi xem hợp đồng này có sơ sót gì không. Giang Đại Nhi từ đầu tới giờ chưa chính thức giới thiệu cha mẹ, mà hỏi tên trưởng bối là hành vi rất thất lễ, nếu chẳng nhờ hợp đồng này, Trương Khắc chưa biết tên cha mẹ Giang Đại Nhi. Giang Đào ngán ngẩm, nhưng vẫn làm theo lời vợ, gọi điện cho luật sư quen biết, đứng bên điện thoại, ông ta nhìn thấy cảnh sát từ xe đi ra, liền chỉ cho đám Trương Khắc. Người của cục công an tới tìm kìa. Lúc này Lý Nguyệt Như chưa biết chuyện đập xe. Không hiểu xảy ra chuyện gì mà công an tìm tới tận cửa, hoảng hết cả lên, các cô gái đứng cả dậy, mỗi Trương Khắc ngồi y nguyên, đợi tới khi có người ấn chuông cửa mới đứng dậy, nhìn Giang Đào mở cửa. Điền Hải Hà đi vào, trước tiên phải tìm Diệp Tiểu Đồng xem chuyện này có thể giải quyết kín đáo hay không, ánh mắt lướt qua mặt mọi người trong phòng, dừng lại ở Trương Khắc. À, là anh à. Chương 205, đắc tội hết cả. Trương Khắc không ngờ người dẫn đội cảnh sát Huệ Sơn tới điều tra là cô cảnh sát quen trong vụ tai nạn đầu năm, lúc đó Điền Hải Hà không nói thân phận, chỉ nói tên. Trương Khắc cười lớn. Đúng là khéo thật, thị trưởng Chu bảo cô ra mặt điều giải vụ chiếc xe phải không? Lúc đó bối rối lộn xộn, tờ danh thiếp anh để lại chẳng biết phứt đi đâu mất, tôi có tới Hải Châu nghe ngóng cũng chẳng ai biết công ty Việt Tú, hại tôi bị cục trưởng Tống mắng cho, khi đó nếu chẳng phải anh kịp thời kéo Tống cục trưởng của chúng tôi ra khỏi xe. Hậu quả không dám tưởng tượng. Điền Hải Hà mừng tíu tít, chẳng còn nhớ gì tới vụ xe cộ nữa. Bạn gái của anh đâu, Hứa Từ ấy, cô ấy không tới Huệ Sơn à? Để tôi và cục trưởng Tống làm chọn tình chủ nhà. À, Trương Khắc không ngờ Điền Hải Hà nhanh mồm như thế, tim thiếu chút nữa vọt ra ngoài, thấy mọi người nghi hoặc nhìn mình, vội nói. Cô nói chị Hứa Từ à, chị ấy khi đó sợ quá, về nhà không dám nói cho người nhà. Rồi chỉ đám Hứa Duy. Bọn họ đều không biết chuyện chúng tôi gặp tai nạn, bị cô tiết lộ rồi đấy. Cảnh sát Điền, tôi giới thiệu nhé, đây là chị Hứa Duy em gái chị Hứa Tư, lần này tới Huệ Sơn chơi, không ngờ gặp phải chuyện này. Trước kia Trương Khắc và Hứa Tư thống nhất nói bị tai nạn làm tắc đường, không nói tới vụ tai nạn, thế là sự chú ý của mọi người đều quay sang vụ tai nạn, không còn ai nhớ tới vụ đập xe nữa, bắt Trương Khắc kể đầu đuôi sự việc. Điền Hải Hà ấn tượng rất sâu chuyện Trương Khắc trấn tĩnh cứu người khi đó, Trương Khắc chẳng nói mấy, còn cô ta thì hào hứng đem thảm cảnh hiện trường khi đó kể lại một lượt. Mọi người nghe mà suýt xoa không thôi, Giang Đại Nhi đa cảm tay ôm ngực, tim thắt lại, nghĩ mà sợ thay cho bọn họ. Ôi, tối hôm đó tôi còn kéo bọn họ đi dạo thố phường Kiều,
nếu mà tôi gặp phải chuyện như thế, chỉ sợ nửa năm không dám ra khỏi nhà, sai hai người cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hai bên có mối quan hệ này, Điền Hải Hà tất nhiên sẽ không thiên vị Tạ Kiếm Nam, bảo hai cảnh sát đi theo ra ngoài xe đợi, gọi thẳng điện thoại cho Tống Hiểu. Cục trưởng Tống, anh tuyệt đối không ngờ tôi gặp được ai đâu, thế này nhé, anh bày một bàn tiệc ở Túy Phong Cư, tôi sẽ dẫn người tới. Điền Hải Hà lẫn này vốn tới điều đình cho hai bên, tránh châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nên chẳng ngại gì có thể dẫn thẳng Trương Khác tới nhà hàng. Phó Tuấn cùng Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng đi dự tiệc, Hứa Duy và Lệnh Tiểu Yến ở lại nhà Giang Đại Nhi làm khách, Lý Nguyệt Như lúc này mới nhớ chưa hỏi thân phận Trương Khác. Trương Khác rốt cuộc là con cái nhà ai, còn cả cô Diệp đi theo cậu ta nữa, đập xe mới không đập xe cái gì, có chuyện gì vậy? Nhóm Hứa Duy chỉ biết vài điều bên ngoài, thậm chí còn chẳng biết City Ái Đạt ở chỗ nào, Trương Khác cố ý không nói thật thân phận với các cô, biết rất ít việc như nhà Trương Khác có quan hệ không tầm thường với tỉnh trưởng Từ Học Bình, biết Tạ Vãn Tình là con dâu Từ Học Bình. Bối cảnh của Thịnh Hâm thì Giang Đại Nhi có biết một chút, cô từng theo Trương Khác tới nhà họ Diệp, cùng ăn cơm với Diệp Tổ Phạm, Diệp Chăn Dân. Nhưng không có ai chuyên môn giải thích mối quan hệ phức tạp của các gia đình chính trị trong nước, nên chỉ biết Diệp Chăn Dân là lãnh đạo của Bộ ủy ban TW, chức phụ thể là gì thì không biết. Giang Đào cười nói với Hứa Duy. Tối hôm đó thấy Trương Khác và chị cháu đi cùng nhau, đúng là không giống gặp phải tai nạn, chàng trai đó không đơn giản đâu. Giờ nến cả cục trưởng cục công an thành phố cũng nợ ơn cứu mạng của cậu ta rồi. Hứa Tư Đăm Chiêu chỉ ậm ừ, do dự không biết có nên gọi điện về hỏi chị hay không, trong lòng cô có một nghi vấn giống Lý Nguyệt, Trương Khác rốt cuộc là ai. Mặc dù cô quen Trương Khác hơn nửa năm, nhưng từ đầu tới cuối không hề hay biết gì về chuyện của Trương Khác, chị cô làm sao quen Trương Khác, Tạ Vãn Tình cũng chưa bao giờ nghe ba người đó nhắc tới, không khỏi thấy quá kỳ lạ. Còn chuyện đập xe, Diệp Tiểu Đồng đã giải thích không liên quan tới Giang Đại Nhi, nhưng Diệp Tiểu Đồng còn nói chuyện liên quan tới ghen tuông nam nữ. Loại chuyện này đám Hứa Duy không biết, nên chẳng biết giải thích ra sao. Giang Đào được nghe nhiều chuyện các gia tộc chia rẽ, lại liên quan tới quan hệ nam nữ, biết loại chuyện này không nên lún vào, càng không nên thiếu trách nhiệm đi truyền bá lung tung. Lý Nguyệt Như thì hối hận vì thái độ không thân thiện với Trương Khác vừa mới rồi. Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng tới nhà hàng thì Tống Hiểu đã đợi sẵn ở đó. Nghe Điền Hải Hà kể Trương Khác chính là người cứu mình ra khỏi xe, Tống Hiểu mừng lắm, hai tay cứ nắm chặt tay y mãi không chịu buông. Cứ sợ cục trưởng Điền nghe nhầm tên của các cậu, tới Hải Châu nghe ngóng mấy lần mà không khớp người. Lần này may nhờ công tử của thị trưởng Chu, nếu không chúng tôi không biết có còn cơ hội nói lời cảm ơn hay không. Trương Khác khiêm tốn nói. Ai ở vào cảnh ngộ của chúng tôi khi đó đều sẽ tận lực làm việc trong khả năng thôi, không đáng nói. Đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ, với tôi và cục trưởng Điền lại là ơn cứu mạng. Tống Hiểu niềm nở mời hai người họ vào chỗ. Phải rồi, Trương huynh đệ, sao lại kết oán với công tử của thị trưởng Chu? Trương Khác luôn có thói quen nắm quyền chủ động trong cuộc nói chuyện, hỏi lại. Cục trưởng Tống nghe được những gì? Chúng tôi đâu biết gì, toàn nghe đồn thổi lung tung. Ngay cả tình hình về cậu, chúng tôi cũng chẳng hay biết gì. Tống Hiểu khẽ thở dài. Tạ Kiếm Nam lập nên sự nghiệp khi còn rất trẻ, cho nên không để người khác vào mắt, đại khái chưa bao giờ chịu thua thiệt như thế, có điều lần đó thể diện của thị trưởng Chu cũng không đủ dùng, đúng là làm người ta bất ngờ. Tin đồn lan truyền trong nội bộ hệ thống công an là bản gần sự thực nhất, cũng là được Cục Công an Hải Châu truyền ra, nói Tạ Kiếm Nam sáng sớm khinh bạc một cô gái trẻ tuổi, bị người ta dạy bảo một trận nhớ đời. Chiếc BMW bị đập chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là Tạ Kiếm Nam cũng bị một trận đòn đau. Còn về phần Tạ Vãn Tình khoanh tay ngoài cuộc, làm cảnh sát Huệ Châu hiểu lầm rằng người dạy bảo Tạ Kiếm Nam lai lịch quá lớn, tới ngay cô cũng không thể ra mặt. Tạ Kiếm Nam đối lý, yếu thế, cho nên mới phải nhịn. Nếu không nhờ Tạ Kiếm Nam đập nhầm xe, chẳng tới lượt Tống Hiểu, Điền Hải Hà gặp được Trương Khác, đồng thời biết y là oan gia đối đầu với Tạ Kiếm Nam. Còn về phần ân oán giữa Trương Khác và Tạ Kiếm Nam, trừ người đương sự, chỉ lưu truyền trong nội bộ Cẩm Hồ, cùng lắm là tới Thịnh Hâm, đó là do Diệp Kiến Bân ra sức nghe ngóng. Trương Khác không biết Tống Hiểu, Điền Hải Hà liệu có làm trái ý Chu Cẩn Du bao che bên họ không, nhưng tin rằng bọn họ không hoàn toàn thuận theo Chu Cẩn Du làm việc, quan trọng không phải là mình từng cứu mạng họ, mà là vì thế lực nhà họ Diệp và Từ Học Bình ở đằng sau. Trương Khác không che giấu. Đem nguyên bản chuyện va chạm với Tạ Kiếm Nam kể cho họ nghe, với cả thái độ của Từ Học Bình,
ngay cả Diệp Tiểu Đồng cũng là lần đầu tiên biết hoàn chỉnh sự việc. Mặc dù hành vi của Tạ Kiếm Nam không nói là tội đại ác, nhưng với người trải qua tai nạn xe sinh tử, tuyệt đối không thể tán đồng hành vi của hắn. Tống Hiểu phẫn nộ nói, Tạ Kiếm Nam ra nước ngoài 2 năm, vậy toàn học như cái xấu xa, nếu hắn dám làm thế ở Huệ Sơn, tôi mặc kệ hắn có là con trai của Chu Cẩn Du hay không, cứ thu bằng lái của hắn đã. Từ cách nói con trai Chu Cẩn Du chứ không phải công tử thị trưởng Du là đủ biết ông ta thực sự tức giận, đã tỏ rõ thái độ của ông ta. Nhà họ Tạ là địa đầu xà ở Huệ Sơn, nhà họ Trương là địa đầu xà ở Hải Châu, thế lực hai bên cân bằng, nhưng liên quan tới Từ Học Bình, lại cuốn nhà họ Diệp vào, Tống Hiểu và Điền Hải Hà cũng chẳng còn lựa chọn khác, một khi tin tức Trương Khắc cứu bọn họ trên đường cao tốc truyền đi, bọn họ cũng chẳng được Chu Cẩn Du tín nhiệm, chẳng bằng nhân duyên cùng trải qua sinh tử làm sâu sắc thêm quan hệ với phía bên này. Chương 206, Bồi thường. Điền Hải Hà cũng tỏ ra khó chịu với Tạ Kiếm Nam. Tiểu thư Diệp, chuyện này Tạ Kiếm Nam cũng không phủ nhận, tiểu thư định xử lý ra sao? Diệp Tiểu Đồng phải giữ phong thái tiểu thư đại gia không tiện lên tiếng yêu cầu, chỉ nhìn Trương Khắc, y đành lên tiếng. Ủy khuất hai vị chuyển lời, chúng tôi hy vọng Tạ Kiếm Nam công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường theo đúng giá. Thấy Tống Hiểu hơi nhướng mày lên, hỏi. Có phải Tạ Kiếm Nam nhất định không chịu công khai xin lỗi? Diệp Tiểu Đồng thấy Trương Khắc nheo mặt lại rất gian dảo, lòng kêu oan thay Tạ Kiếm Nam. Trương Khắc nói như thế chứng tỏ không phải thực sự muốn Tạ Kiếm Nam xin lỗi thực, mà chỉ lấy chuyện này dồn ép hắn, Tống Hiểu cười ha hả. Điều này là thỏa đáng mà, dù sao cũng tôi cũng là người chuyển lời thôi. Rồi xin lỗi mọi người, gọi điện thẳng cho Chu Cẩn Du. Thị trưởng Chu, tôi và Điền Cục đã ra sức vỗ về tiểu thư nhà họ Diệp, nhưng người ta dứt khoát muốn Kiếm Nam phải công khai xin lỗi, phải làm sao đây? Tống Hiểu không ra khỏi phòng gọi điện thoại. Chính là hoàn toàn ngả về phía Trương Khắc, từ nay về sau thành phái thiểu số ở Huệ Sơn. Diệp Tiểu Đồng tức giận trừng mắt với Trương Khắc, y mỉm cười, hạ thấp giọng xuống. Phải dọa Tạ Kiếm Nam kiếm chắc thêm một chút, xem như là tôi xin lỗi cô. Diệp Tiểu Đồng đứng ngoài cuộc, mặc Trương Khắc làm trò gì thì làm, bị Trương Khắc lấy ra làm lá chắn, nếu không kiếm được chút lợi ích nào, oán khí trong lòng cô cũng khó tan. Phía Tạ Kiếm Nam nhất định không chịu công khai xin lỗi. Điều kiện bồi thường có thể thương lượng. Hai bên mặc cả với nhau, Trương Khắc nhất quyết yêu cầu phải xin lỗi, đưa đẩy một hồi, cuối cùng Trương Khắc thuận thế yêu cầu bên kia bồi thường một chiếc BMW. Đám Tống Hiểu nghe xong thiếu chút nữa phun hết rượu trọng miệng ra. Tạ Kiếm Nam bị đập một cái BMW, lần này lại phải bồi thường một cái BMW. Thù oán hai bên đã kết, Trương Khắc không tin cái chuyện một nụ cười xóa bỏ hết ân thù, đã đắc tội là đắc tội triệt để. Hơn nữa cũng là để nhà họ Diệp cùng chia sẻ oán hận này. Diệp Tiểu Đồng hận Trương Khắc lấy danh nghĩa của mình chơi xỏ Tạ Kiếm Nam, nhưng rốt cuộc không kháng cự nổi sự dụ hoặc của chiếc BMW. Cục trưởng Tống cứ nói giúp chúng tôi như thế, tuyệt không thể nhún nhường hơn, thực lòng tôi chỉ mong Tạ Kiếm Nam xin lỗi là bỏ qua hết mọi chuyện. Xong lại lo Tạ Kiếm Nam xin lỗi thật. Chuyện nho nhỏ chen ngang ở Huệ Sơn, Trương Khắc không thừa nhận mình ngầm dở trò, Tạ Kiếm Nam cũng không chạy khắp nơi kêu oan. Trong mắt người ngoài, hoàn toàn là do Huệ Sơn không may đắc tội với nhà họ Diệp nên phải bỏ tiền giải nạn. Ở lại Huệ Sơn thêm 4 ngày, tới khi Tạ Kiếm Nam gửi hơn 100 vạn vào tài khoản giếng của Diệp Tiểu Đồng, đoàn người của Trương Khắc mới lên đường tới Thượng Hải. Thượng Hải là trạm trọng yếu nhất ở khu Hoa Đông, Trương Khắc khởi động phương án quảng cáo Bách Sa Du Thành. Trong một đêm, 100 chiếc xe buýt sơn ảnh quảng cáo của Ái Đạt đi khắp 20 tuyến xe, tới khắp đường lớn ngõ nhỏ. Quyền quảng cáo 2 tháng trên 100 chiếc xe buýt này chỉ 80 vạn, nhưng chi phí chế tác quảng cáo lên tới con số kinh người 100 vạn, sau 2 tháng vẫn phải duy trì một lượng quảng cáo trên xe nhất định, để duy trì độ quen thuộc của thương hiệu. Thêm vào quảng cáo tên báo chí, truyền hình, chỉ 10 ngày đã mở được cánh cửa vào thị trường Thượng Hải, mỗi ngày tiêu thụ được 100 chiếc đầu đĩa, chiếm 40% lượng đầu đĩa tiêu thụ đương địa. Ái Đạt vừa mới đưa ra đầu đĩa vào tháng 7, đã tiêu thụ hơn 300 chiếc. Tỉnh Đông Hải do chuẩn bị đầy đủ nhất tiêu thụ được trên 2.000 chiếc. Kết thúc chuyến đi Thượng Hải, hoạt động phát triển thị trường tiền kỳ chấp dứt, Chu Du tiếp tục dẫn đội đi tới các thành phố khác ở Hoa Đông. Diệp Tiểu Đồng lúc này mới có thời gian mua một chiếc BMW 600 ngay ở Thượng Hải, Trương Khắc tựa hồ nhìn thấy khuôn mặt thê thảm của Tạ Kiếm Nam trên thân xe bóng loáng, cười nói. Cô đừng lái chiếc xe này tới Hải Châu nhé, nếu không chị Vãn Tình nhìn thấy nhất định trách tôi không biết cách lượng thứ.
Diệp Tiểu Đồng khinh miệt nói. Anh phủi sạch can hệ rồi cơ mà, còn sợ người ta nói anh à? Hay là lo giám đốc Tạ hiểu rõ bản chất của anh rồi, không thèm tin mấy lời ma quỷ anh nói nữa? Trương Khắc đương nhiên không hy vọng chuyện này có thể giấu được Tạ Vãn Tình, dù sao Tạ Kiếm Nam cũng là em họ cô, mình gài bẫy chơi hắn một vố đau, đúng là hơi sợ phải đối diện với Tạ Vãn Tình. Trương Khắc nhe răng cười nịnh. Tha được thì nên tha, cô cũng đâu cần lái chiếc xe này lang thang khắp nơi. Tôi đâu rảnh như thế. Diệp Tiểu Đồng nheo nheo mắt nhìn y. Anh tôi và Tâm Văn ở Hải Châu, tôi tới tụ họp với họ, lang thang bao giờ? Trương Khắc chỉ biết nhún vai trở lại xe, chiếc Passat của y qua hơn một tháng dầm mưa dãi nắng không có thời gian đi bảo dưỡng, tình trạng xe thảm hại vô cùng, đỗ cạnh chiếc BMW mới toanh, cứ như tên ăn mày nhếch nhác với vị hoàng tử bảnh bao. Trước khi xe vào nội thành Hải Châu, Trương Khắc còn bảo Phó Tuấn giảm tốc độ, đừng đi quá gần chiếc BMW. Hành trình Thượng Hải tiến hành một nửa, các hoạt động có liên quan tới Giang Đại Nhi liền kết thúc, cô cùng Hứa Duy và mẹ về tỉnh thành, lệnh Tiểu Yến là nhân viên thị trường của Thịnh Hâm nên tiếp tục đi theo Chu Du. Vào thành phố không lâu, vừa bật điện thoại thì Diệp Kiến Bân đã gọi tới. Sao giờ mới bật điện thoại? Tôi ước chừng thời gian gọi liền 20 cú rồi đấy. Chuyện gì gấp thế, chúng tôi vừa rời đường cao tốc, lâu lắm rồi không dùng di động, nhớ ra nó là may rồi. Vì thời đó chưa gọi di động liên thành phố được, cho nên về Hải Châu, Trương Khắc mới bật điện thoại. Tôi vừa tuyển được một nhóm em gái trẻ trung xinh đẹp ở Hải Châu, có rảnh không? Đến đây kiểm tra hàng giúp tôi. Anh Diệp đổi nghề rồi hả? Trương Khắc cười ha hả. Kiểm tra hàng, cái từ này rất cám dỗ nam nhân đấy, nhưng mẹ tôi bảo, không được tùy tiện chơi với các cô gái, nếu không sẽ bị hư. Tên tiểu tử cậu đừng vờ ngốc với tôi. Chuyện ở Huệ Sơn còn chưa tính sổ với cậu đấy, cho cậu 20 phút đến đây thì tôi tha. Diệp Kiến Bân cúp điện thoại, Trương Khắc bảo Phó Tuấn tiếp tục đi theo chiếc BMW của Diệp Tiểu Đồng. Thịnh Hâm đã dùng giá 2.000 vạn mua lấy công ty giao ra, City giao ra ngoại trừ xác công ty ra, còn có một siêu thị rộng 2.000 mét vuông ở khu Tây Thành. Thực chất nên dịch là khu mua sắm mới đúng, giống kiểu cửa hàng bách hóa tổng hợp cũ, chưa giống với hình thức siêu thị như hiện nay, nhưng mình dịch thể này cho tiện. City giao ra nay đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn điện khí Thịnh Hâm, Diệp Kiến Bân tiếp thu ý kiến của Trương Khắc, thu hẹp nghiệp vụ bán buôn, trực tiếp lấy hàng từ nhà máy chế tạo, đẩy mạnh nghiệp vụ bán lẻ. Trải qua hơn một tháng dày công chuẩn bị, Thịnh Hâm không chỉ tiến hành tu sửa lại siêu thị, còn trực tiếp mua đủ nguồn hàng từ các nhà máy, Diệp Kiến Bân và Thiệu Tâm Văn còn tọa trấn ở Hải Châu hơn một tháng. Một đội thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp mặc đồng phục màu xanh nhạt, đội mũ che nắng. Đạp xe đạp đi qua xe của Trương Khắc, ghế sau xe đạp các cô treo cờ tam giác, bay phần phật, bên trên viết điện khí Thịnh Hâm điểm đến của mọi người cùng địa chỉ siêu thị điện khí. Chiếc xe BMW phía trước luôn đi rất chậm, song Trương Khắc không nhìn ngắm được hết dung mạo của các cô gái, chỉ thấy cô đi đầu đúng là rất xinh đẹp, không hiểu Thịnh Hâm tuyển đâu ra các cô em tiếp thị ngon lành như thế, té ra vừa rồi hắn gọi điện thoại là để khoe khoang đây. Lúc này điện thoại vang lên, thì ra Diệp Tiểu Đồng ở phía trước gọi. Trương Khắc oán trách. Anh cô với nam nhân của cô cũng ác quá đấy, một ngày trả được mấy chục đồng mà bắt các cô em mềm mại như đóa hoa đó phải đạp xe dưới nắng hè, cô là phụ nữ mà không biết thương thay cho họ à. Chương 207, váy ngắn tất lưới. Chủ ý xấu xa này ai đưa ra nhỉ? Giờ lại phủ sạch bách, tôi vừa nghe dự báo thời tiết, ngày mai nhiệt độ ở Hải Châu là 38 độ, anh còn cổ động anh tôi tổ chức 100 chiếc xe đi khắp toàn thành. Diệp Tiểu Đồng vừa tức vừa buồn cười. Lại còn may váy ngắn như thế nữa cơ chứ, mà các cô gái ấy chân thật là đẹp nha. Phía trước là đèn đỏ, các cô gái cũng dừng lại, bên dưới chiếc váy xanh siêu ngắn là 10 cặp đùi ngọc ẩn hiện dưới lớp tất lưới đen, tràn ngập vẻ hấp dẫn thần bí. Trương Khắc dám thề với lương tâm, đây là chủ ý xấu xa của Diệp Kiến Bân và Thiệu Tâm Văn, y vốn chưa chú ý tới những cặp đùi thon dài này, nhưng được Diệp Tiểu Đồng nhắc nhở, nhịn không được hạ cửa kính xuống thò đầu ra. Nhìn chăm chăm từ gót dọc đôi chân dài miên man lên tận eo, rồi lướt từ mông xuống đùi. Trương Khắc, mắt hao háo nhìn cái gì đấy? Cô gái trên cùng đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trương Khắc mắt đang đảo loạn trên cặp đùi cô gái gần cửa xe. Thình lình nghe thấy giọng của Đường Thanh, Trương Khắc dùng mình, các cô gái đồng loạt quay đầu sang, hàng trên không ngờ còn có cả Trần Phi Dung, tuy mặc bộ đồng phục tiếp thị rất tục, nhưng không hề ảnh hưởng vẻ đẹp kiều diễm như hoa của cô. Đường Thanh mắt hạnh trợn tròn,
vừa rồi Trương Khắc híp mắt ngắm đùi các cô gái đã lọt hết vào mắt cô. Diệp Tiểu Đồng ở xe trước lúc này thò đầu ra, nói với Đường Thanh. Đường Thanh, cô phải quản lý chặt Trương Khắc vào, cái tuổi này của anh ta là dễ hư nhất đấy. Trương Khắc giờ mới hiểu vì sao Diệp Tiểu Đồng cứ giảm tốc độ, không cho xe của y vọt lại, còn đặc biệt nhắc nhở mình mấy cặp đùi kia, thì ra là muốn báo thù, hại mình một vố. Thấy Diệp Tiểu Đồng cười đắc ý, nhưng Trương Khắc tạm thời không thể tính sổ với cô ta. Có điều cặp đùi mặc tất lưới của Đường Thanh cũng làm người ta mê mẩn, Trương Khắc liếc qua liếc lại mấy lượt, không nhịn được định đưa mắt sang cặp đùi của Trần Phi Dung. Bạn còn dám nhìn bậy à? Đường Thanh đỗ xe lại, tuy quát y, nhưng nũng nịu có dư, hung hãn không đủ, quay lại nói với các cô gái khác. Hôm nay tới đây thôi, mai chúng ta tập hợp từ sớm ở Tiền Môn. Rồi kéo Trần Phi Dung đi tới. Trương Khắc mở cửa xe ra cho hai cô vào. Mới mấy giờ mà bạn đã lười rồi, không sợ Thịnh Hâm trừ lương à? Không cần bạn lo. Đường Thanh kiêu ngạo nhìn y, chỉ vào chiếc xe đạp gác bên đường. Xe đạp của bọn mình phải làm sao đây? Đường Thanh kéo Trần Phi Dung vào ngồi hưởng thụ máy lạnh, bắt Trương Khắc và Phó Tuấn xuống xe cho xe đạp gác cô vào cốp sau. Trương Khắc ngồi vào ghế phụ lái, quay đầu lại hỏi Đường Thanh. Không phải bạn còn học phụ đạo à? Sao lại chạy đi làm tiếp thị cho Thịnh Hâm? Khóa phụ đạo kết thúc lâu rồi, bạn lại không ở Hải Châu, mình theo Phi Dung đi làm việc, vừa khéo Thịnh Hâm chiêu mộ các cô gái đi tiếp thị, bọn mình đều báo danh, đội mỹ nữ kia đều thuộc trường học bọn mình đấy, thế nào các mỹ nữ mặc váy ngắn đi tất lưới đủ bắt mắt chứ hả? Mình còn nhớ bạn giảng qua kinh tế học, những cô gái tiếp thị khác một ngày 20 đồng, đội bọn mình 10 người được 500 đồng một ngày, còn có thể tùy thời bãi công. Trương Khắc giận người, thì ra mặc váy ngắn tất lưới là chủ ý xấu của cô nàng này à. Đường Thanh có đầu óc kinh tế như vậy từ bao giờ? Mà nhất trung từ khi nào lại có nhiều mỹ nữ như vậy, xem ra phải chăm chỉ học hành hơn rồi. Trương Khắc không ngờ Đường Thanh tổ chức được 10 thiếu nữ lập đội tham gia tiếp thị cho Thịnh Hâm, thật không thể xem thường cô nàng này. Đường Thanh mặc váy ngắn trông hết sức kiều mị khả á, Trần Phi Dung vẫn lạnh lẽo băng giá, hai cô gái ngồi sóng vai cùng nhau. Bốn cặp chân dài tụ vào một chỗ, không ngờ giống nhau như đúc, Trương Khắc nhìn tới ngây dại, cứ như nhìn thiếu một khắc nào là thiệt thòi khắc đó. Mắt bạn đang nhìn chỗ nào đấy? Đường Thanh giơ nắm đấm ra dọa. Trương Khắc cười khì thu ánh mắt lại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của Đường Thanh. Có cần mình dạy cho bạn kỹ thuật phòng chống lộ xuân quang khi mặc váy ngắn không? Đường Thanh còn chưa có phản ứng gì thì Trần Phi Dung đã kẹp đùi lại, hai tay giữ chặt lấy mép váy. Hoảng loạn nhìn chiếc váy siêu ngắn của mình xem để hở chỗ nào không, đột nhiên bắt gặp ánh mắt rất gian của Trương Khắc, càng bối rối, mặt thẹn thùa, không biết phải làm sao. Bạn xấu lắm. Đường Thanh hờn mắt đưa tay ra đánh Trương Khắc, y vốn định trêu Đường Thanh cơ, ai dè Trần Phi Dung cảnh giác hơn nên sập bẫy. Ở trước mặt Đường Thanh, y không thể trêu ghẹo Trần Phi Dung được, cười ha hả quay đầu lại ngồi ngay ngắn. Tới siêu thị điện máy, xe dừng ở bãi đỗ xe sau siêu thị, đi lên thẳng tầng 3. Tầng 3 là nơi đặt văn phòng công ty, còn chưa bố trí xong, vẫn nguyên vẻ đơn sơ như ban đầu, từ cầu thang nhìn vào, mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho 2 ngày nữa chính thức kinh doanh, bên trong còn có rất nhiều cô gái ăn mặc giống Đường Thanh, đều là cô gái tiếp thị chiêu mộ tạm thời. Từ tầng 3 nhìn thấy Thiệu Tâm Văn và Diệp Kiến Bân ở tầng dưới, mọi người lại đi xuống, lúc này siêu thị đang diễn luyện cách hướng dẫn khách mua hàng, Diệp Kiến Bân khoanh tay đứng giữa tầng. Vẻ mặt như đang nhìn quốc gia của mình từng bước được xây dựng lên, chỉ gật đầu với đám Trương Khắc, nói. Xem quanh một chút đi. Trương Khắc đứng cạnh Diệp Kiến Bân, đánh giá thật kỹ từng chi tiết bên trong siêu thị. Mặc dù mới chuẩn bị được hơn một tháng, nhưng hàng hóa của siêu thị rất đầy đủ, công tác tuyên truyền tới nơi tới chốn. Hiện giờ có thể thành công hay không quan trọng ở chỗ giá cả siêu thị có đủ hấp dẫn khách mua hay không nữa thôi. Chỉ là siêu thị hơi hẹp. Các loại sản phẩm khó bày thật thoải mái được, nhưng không phải là vấn đề quá lớn, Trương Khắc chỉ yêu cầu để lại một chỗ bày đầu đĩa của Ái Đạt là được. Trương Khắc nhìn một hồi rồi gật gù. 2 ngày nữa, điện khi Thịnh Hâm sẽ khiến tất cả cửa hàng ở Hải Châu thành đám hổ lang tham lam. Diệp Kiến Bân cố làm ra vẻ thoải mái. Mong là như thế. Rồi nhìn sang Đường Thanh. Cậu về đây làm đội tuyên truyền mỹ nữ của chúng tôi không thể an tâm công tác, phải bồi thường tổn thất cho tôi đấy. Diệp Kiến Bân được gặp con gái cưng của Đường Học Khiêm lần đầu ở lễ giới thiệu sản phẩm tại tỉnh thành, không ngờ cô kéo bạn học tới ứng tuyển làm tiếp thị, Thiệu Tâm Văn nào dám nhận. Cuối cùng phải để Đường Học Khiêm đích thân gọi điện tới,
bọn họ mới dám để Đường Thanh tự chịu tội. Bị phơi dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, da rẻ Đường Thanh và Trần Phi Dung hơi hồng lên, không còn vẻ trắng mịn lúc đầu hè, nhưng trông càng khỏe khoắn, Đường Thanh cũng thể hiện một tính cách kiên cường không ngờ, tựa hồ mấy ngày qua chẳng hề vất vả mấy. Chương khác, Diệp Kiến Bân đứng một lúc rồi quay về văn phòng công ty, vừa ra sân sau thì thấy chiếc Audi mang biển quân đội tiến vào. Chương khác, biết ngay em về là bị giám đốc Diệp kéo ngay tới đây mà. Tạ Vãn Tình xuống xe cười với Chương khác, vừa thấy Đường Thanh ở bên cạnh nụ cười cứng lại trên môi, theo tiềm thức quay đầu lại nhìn Hứa Tư ngồi ở ghế lái. Chương khác chết đứng tại chỗ, đầu kêu ong ong rối loạn, như có dây thần kinh nào bị chập mạch. Chương khác và Tạ Kiếm Nam vì Hứa Tư làm xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy, lần này còn kéo cả nhà họ Diệp vào, nếu nói giữa Hứa Tư và Chương khác trong sáng, đánh chết Diệp Kiến Bân và Diệp Tiểu Đồng cũng không tin. Phi Dung, sao em lại ở đây? Hứa Tư là người đầu tiên phá vỡ im lặng rùng rợn. Hả, em á? Trần Phi Dung kỳ quái sao ánh mắt mọi người tức thì chuyển hết sang người mình, cô chỉ đi làm thôi mà, có gì mà lạ đâu. Em làm thêm ở đây. Vậy em có về nhà không, chị đưa em về nhà. Hứa Tư bình tĩnh nói. Bốn xung quanh cả đống người mà không ai lên tiếng, cứ như ở đây chỉ có hai bọn họ, Trần Phi Dung chẳng hiểu ra sao, về phòng thay y phục rồi lên xe của Hứa Tư rời đi. Chương 208, Tạ Kiếm Nam phản kích. Chương khác cố gắng lắm mới không đưa tay lên xoa mũi, từ lúc Hứa Tư tới rồi đi, Đường Thanh chẳng nói chẳng rằng, Chương khác tim cứ đập thon thót, hết sức bất an, bảo Phó Tuấn về nhà đoàn tụ trước, y ngồi xe của Tạ Vãn Tình đưa Đường Thanh về. Rời khỏi khu tập thể học viện sư phạm, Đường Thanh chỉ chào Tạ Vãn Tình, Chương khác khẽ thở dài, nhìn mặt trăng tròn ở chân trời, chẳng biết phải nói gì. Tạ Vãn Tình quay đầu sang nhìn Chương khác. Dưới ánh trăng trong mắt, khuôn mặt đường nét rõ ràng của y đầy bất an, mày nhíu lại, mắt nhìn không mục đích về phía trước, cười khẽ. Đau đầu rồi hả? Dạ, mà cũng không phải, đau đầu không phải hôm nay mới bắt đầu. Đều tại em quá tham lam, bất kể là Đường Thanh hay Hứa Tư, nam nhân nào có được một thôi cũng là phúc phận hiếm có rồi, vậy mà trái tim hai đứa nó lại đặt cả lên người em bớt tạo nghiệt đi. Tạ Vãn Tình giọng êm êm giáo huấn Chương khác, vẻ mặt có chút uể oải. Thành ra có vài phần hờn dỗi. Đường Thanh đã nói gì với chị thế? Chương khác quay sang, thấy cô đang chăm cú nhìn mình, bốn mắt chạm nhau, bỗng đều thấy thiếu tự nhiên, Chương khác khẽ hắng giọng, cười gượng. Đường Thanh cáo trạng em với chị rồi à? Tuy nói Tạ Vãn Tình đã trên 30, nhưng năm tháng không để được chút dấu vết nào trên mặt cô, do sống trong nhung lụa an nhàn từ nhỏ, da rẻ cô vẫn non mềm như thời thiếu nữ, mặt mịn màng. Lại có cơ thể đầy đặn quyến rũ thiếu nữ không thể sánh bằng, cô mặc váy công sở ôm khéo léo cơ thể, ánh mắt Chương khác bất giác lướt qua bầu ngực ngạo nghễ như muốn thoát trói buộc bật tung ra ngoài, quá phụ này vẫn là mỹ nhân kiều diễm ướt át như trái quả chín mọng, khiến nam nhân khao khát. Tạ Vãn Tình không dám đối diện với ánh mắt của Chương khác, quay đi nhìn mặt nước hồ lăn tăn, giọng nói mang vẻ trách móc. Em thử nói xem, em không nhận ra Đường Thanh kiên cường hơn trước kia nhiều à? Đó là một cô bé thông minh lại nhạy cảm, còn gặp Hứa Tư ở biệt thự của chị một lần rồi, về sau mỗi lần muốn đến biệt thự của chị chơi, đều gọi điện thoại nói trước. Hãy trân trọng Đường Thanh, đó là cô bé tốt hơn em tưởng tượng nhiều đấy. Chương khác không ngờ, y cứ tưởng hôm nay hai cô gái mới gặp nhau lần đầu, khẽ thở dài. Chị Vãn Tình, chị nói em phải làm sao bây giờ? Tạ Vãn Tình nhíu mày nghĩ một lúc, ôm đầu lắc nhẹ. Chị cũng đau đầu đây này. Đổi lại chị làm nam nhân cũng chẳng muốn bỏ một ai, ôi nam nhân, toàn là động vật tham tham thôi, em hại chị thành kẻ ác cùng em rồi, giờ gặp Đường Thanh chị cũng cảm thấy có lỗi. Chương khẽ cười khẽ, ít khi thấy được dáng vẻ hoạt bát dí dỏm này của Vãn Tình, chuyện này đúng là hết cách, đành sang chuyện khác. Chị đã quyết định trường học của chị Đồng chưa? Trường của cơ quan, hai tiểu nha đầu nhà Phó Tuấn cũng chuyển vào, đợi 10 ngày nữa chính thức nhập học, giờ nó ở với bà nội. Vãn Tình đột nhiên than. Đợi chỉ Đồng tới, buổi tối sẽ được náo nhiệt hơn một chút rồi. Vẻ mặt có chút tịch mịch, dưới ánh trăng mờ nhìn không rõ, nhưng thực sự tồn tại. Chương khác nhớ tới cảnh gia đình ba người hạnh phúc mà mình gặp trong cửa hàng tạp hóa năm ngoái, vậy mà thình lình tan thành được một năm rồi, một năm qua, chị Vãn Tình sống thật không dễ dàng gì. Một con chim đêm đột nhiên phành phạch vỗ cánh bay lên, làm Chương khác và Tạ Vãn Tình giật mình thu lại tâm tư. Tạ Vãn Tình nhớ ra một chuyện. Chuyện xảy ra ở Huệ Sơn là sao? Chương khác đem hết đầu đuôi câu chuyện giải thích thật tỉ mỉ,
liên quan tới Giang Đại Nhi, còn lằng nhằng thêm một chút. Hả, sao lại cuốn cả Giang Đại Nhi vào chuyện này? Tạ Vãn Tình lại thấy đau đầu. Bên chính thái đang yêu cầu tiến hành kiểm toán tài vụ của Cẩm Hồ, thậm chí đề xuất muốn mua lại cổ phần của Cẩm Hồ ở Hải Thái. Chính thái muốn sử dụng quyền mua lại của họ. Trương Khắc bĩu môi khinh miệt. Bọn họ không muốn chúng ta xen vào chuyện của Hải Thái, nhưng lại muốn xen vào chuyện của Cẩm Hồ, Tạ Kiếm Nam phản kích là đây sao? Chị nói nghiêm túc đấy, ý kiến của em thế nào? Thích thì chiều. Trương Khắc cười thản nhiên. Muốn chúng ta rút khỏi Hải Thái cũng được thôi, nhưng không phải 300-400 vạn là có thể đuổi chúng ta đi, đem dự toán doanh lợi của Ericsson cho bọn họ xem. Bọn họ phải bồn thường lợi nhuận 7,8 năm có chúng ta mới có thể đàm phán tiếp. Thời kỳ bùng nổ lợi nhuận của di động chỉ duy trì tới cuối năm 97, sau đó di động trong nước tham gia cạnh tranh, làm giá di động giảm mạnh, không gian lợi nhuận của thương nhân trung gian bị giảm mạnh, nhà sản xuất vì khống chế thị trường tốt hơn, không dựa vào hệ thống đại lý tiêu thụ nữa. Tạ Vãn Tình chỉ coi Trương Khắc có ý nhún nhường, cô cũng mong như vậy, dù sao đó là người trong nhà, nói. Nếu em không có ý kiến thì chị đàm phán với chính thái nhé. Vâng, chị cứ đàm phán đi, tốt nhất có thể kiếm thêm chút tiền, hiện giờ Cẩm Hồ cũng đang thiếu tiền mà. Trương Khắc chẳng hề bận lòng nói. Tạ Vãn Tình đưa Trương Khắc về nhà, thời gian còn sớm, liền mời cô lên nhà uống nước, cha mẹ y đều có nhà, chắc y đã về Hải Châu còn ăn cơm bên ngoài. Trương Khắc rất áy náy, hôm nay y bị Diệp Kiến Bân ép đi, chẳng phải hắn làm khó Trương Khắc. Mà vì siêu thị điện khí đầu tiên của Thịnh Hâm sắp khai trương, Thịnh Hâm từ trên xuống dưới đều hơi căng thẳng bất an. Tạ Vãn Tình chỉ ngồi một lúc rồi cáo từ, Trương Khắc nói trong thời gian sắp tới sẽ mời đám Diệp Kiến Bân tới nhà làm khách, bảo cha mẹ chuẩn bị. Lương Cách Chân hơi lo. Nhà mình nhỏ thế này, không sợ thất lễ với họ à? Trương Khắc nhe răng cười, dụ dỗ. Mẹ, hay là chúng ta chuyển nhà? Lương Cách Chân không rõ con có bao nhiêu tiền. Nhưng kể từ khi chồng thăng chức, bà có ý chuyển nhà, nghe con trai nói thế, hăng hái ngay. Trương Chi Hành gạt đi. Khách Kiên chỉ tới nhà bái phòng là quan hệ không tầm thường rồi, đâu để ý tới cái đó. Nhưng cũng không thể quá xuề xòa, đám Diệp Kiến Bân từ nhỏ đã có thói quen sinh hoạt khác chúng ta. Vừa nói không để ý, vừa nói không thể quá xuề xòa, anh cho em một cái tiêu chuẩn xem nào. Lương Cách Chân trách móc. Em không phải là người biết chừng mực sao. Họ coi trọng con trai chúng ta như thế, em làm mẹ không thể mất mặt nó được. Ba mẹ người ta không tỉnh trưởng cũng bộ trưởng, ít ra còn là bí thư thành ủy, còn khi nào anh lên làm phó thị trưởng con em nở mày nở mặt. Tới lúc đó mẹ con em sẽ theo phó thị trưởng vào biệt thự ở. Trương Chi Hành cười yếu ớt. Em có trách móc anh cũng vô ích thôi, bí thư, thị trưởng chẳng phải anh muốn là được, biệt thự Ngũ Lý Khê em cũng đừng mơ mộng vội. Ngũ Lý Khê sông giáp danh giữa Tây Sa Điền và Tiền Môn, bờ sông là khu lán trại nổi tiếng Hải Châu từ thời dân quốc, phía Tây Ngũ Lý Khê là bệnh viện trung y, nhà hát nhân dân, bờ Tây là khu dân cư, sau giải phóng cải cách mở cửa, điều kiện sinh sống ở nơi này được cải thiện, nhưng nơi đó hỗn loạn, nhiều người tự ý xây dựng, không có quy hoạch hợp lý, xâm chiếm lòng sông, làm lòng sông vốn rộng 20 mét đoạn ở bệnh viện trung y còn chưa tới 10 mét. Tới mùa mưa bờ đông thường xuyên bị nhấn chìm. Nếu nói việc cải tạo thành cổ Sa Điền có chỗ nào đặc biệt thì chính là bãi bờ đông đó. Biệt thự Ngũ Lý Khê cái gì ạ? Nơi đó sắp xây biệt thự. Trương Khắc lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, chắc là đề tài gần đây. Ừ, cải tạo Sa Điền liên quan tới vạn hộ, ba chưa bao giờ thấy giải tỏa quy mô lớn như thế, làm giá nhà trong thành phố tăng vọt, mà tiền bồi thường lại thấp, bác Đường còn yêu cầu thương nhân khai phát nâng tiền bồi thường tương ứng, Cẩm Thành không trả lời chính diện. Mà đề xuất giải tỏa Ngũ Lý Khê, xây biệt thự, bán cho lãnh đạo thành phố với giá gốc, tức là giá bồi thường đất cộng với chi phí xây dựng, như thế là không ai ở thành phố ủng hộ đề án bắt thương nhân khai phát nâng tiền bồi thường nữa. Chương 209, siêu thị điện khí Thịnh Hâm khai trương. Lương Cách Chân không quan tâm lắm tới cuộc sống khốn khổ của người dân phổ thông. Nhà cửa bãi bờ đông dày đặc, gần như chẳng có chỗ nhét một cái kim vào, dù có bồi thường theo tiêu chuẩn hiện tại thì cũng chẳng phải thấp. Kế toàn trong cục của bọn em tính rồi, cho dù Cẩm Thành không kiếm một đồng lãi nào, biệt thự ở đó xây lên cũng 2.000 một mét vuông. Cẩm Thành nhắm vào việc đa số quan viên chính phủ chỉ nhìn thấy lợi ích cá nhân, không hiểu được nỗi khổ của hộ bị giải tỏa, từ đó có thể thấy thế lực tư bản khống chế giai tầng được lợi ích, tiến hành ảnh hưởng chính sách.
Đường Học Khiêm cho dù có kéo ngã được Chu Phú Minh cũng không phải có thể nhất ngôn cửu đỉnh tại Hải Châu, còn phải có đủ thủ đoạn để đối phó với giai tầng lợi ích to lớn này, cùng với thế lực tư bản đứng đằng sau. Trương Khắc cười, chẳng để ý tới tính toán hạn hẹp của mẹ, hỏi cha. Còn hạng mục nhà Định Cơ không bị cản trở chứ ạ? Chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích các bên là được, huống hồ còn hóa giải mâu thuẫn từ việc giải tỏa, ở thành phố không có cản trở gì, địa phương đã hỏa tốc quyết định xong, quyết định ở thôn Hải Hồng, chỉ là về tài chính có vấn đề, đầu tiên là khu định cư cho 2.000 người, các hạng mục công trình tốn 2.000 vạn, bác Đường con muốn thắt lưng buộc bụng chắt bóp ra số tiền này, nhưng công ty chú con có gom được đủ tài chính không? Không đợi Trương Khắc trả lời, ông nói tiếp. Bác Đường con tính dùng danh nghĩa chính phủ giữ phí bồi thường giải tỏa lại, do chính phủ ra mặt định hướng hạng mục khu định cư. Chỉ sợ công ty giải tỏa không đồng ý. Tuyệt đại đa số công ty giải tỏa thời bây giờ là xí nghiệp quốc hữu, đều có ban ngành chủ quan tương quan, đại biểu ột giai tầng lợi ích lớn. Trương Chi Hành cười khổ. Đó chỉ là một phương diện, thời gian trước đó việc cưỡng ép giải tỏa phố chợ tạo thành ảnh hưởng xã hội cực xấu, các hộ giải tỏa không tín nhiệm thành phố nữa. Khi bác Đường con đưa ra đề nghị này, liền thăm dò dân ý được kết quả là phản kháng dữ dội, hộ giải tỏa thà để bị công ty giải tỏa lột ra còn hơn để thành phố đem phí giải tỏa dùng ở chỗ khác. Trương Khắc chỉ còn biết lắc đầu, đó gọi là tự làm tự chịu, mất lòng dân rồi thì làm gì cũng khó. Phía City Hoành Viễn hiện có thể huy động được bao nhiêu tiền? Nói tới Hoành Viên thì chú con cũng đang đau đầu, tỉnh hạ văn kiện, yêu cầu chỉnh đốn xí nghiệp công tư liên doanh, mặc dù tỉnh chưa có yêu cầu cụ thể. Nhưng Viện Quy hoạch Thiết kế đã đề xuất rút vốn khỏi Hoành Viễn, chỉ e có kẻ dở trò đằng sau. Trương Khắc lại có suy nghĩ khác. Thế cũng tốt thôi, ít nhất chú có thể lấy lại quyền khống chế Hoành Viễn, không cần nghe người khác sai phái, chỉ là số tiền trong tay chú may ra thì đủ ứng phó với vấn đề rút vốn, không tham gia được hạng mục nhà định cư nữa. Cẩm Hồ có rút tài chính ra được không? Cẩm Hồ tài chính eo hẹp lắm. Nói tới đó nghĩ tới Chính Thái đang muốn mua lại cổ phần của Cẩm Hồ ở Hải Thái. Chắc là bán được giá cao, Trương Khắc nghĩ kiếm được của Chính Thái từ 1.400, 1.500 vạn là không thành vấn đề. Hai lần phân tranh, Tạ Kiếm Nam đều phải nuốt trái đắng, nhưng cái đó không nói lên điều gì, vì cả hai lần đều là sai lầm vô tâm của hắn, một khi Tạ Kiếm Nam cảnh giác, phải nghiêm túc đối phó với hắn mới được. Tạ Kiếm Nam năm nay chưa tới 24, đang tuổi trẻ khí thịnh, chắc chắn là một nhân vật trọng yếu nhất của tập đoàn Chính Thái. Chức vụ thậm chí có thể hơn Tạ Vãn Sơn công tác ở Chính Thái 10 năm. Tạ Vãn Sơn còn chưa vào được ban quản trị tập đoàn Chính Thái, mà Tạ Kiếm Nam vừa về nước đã được chức vị quan trọng này, đương nhiên không bài trừ nhân tố cha mẹ hắn, nhưng gián tiếp nói rõ Chính Thái không phải là một xí nghiệp gia tộc bảo thủ trì trệ, nói không chừng muốn mượn nhuệ khí và tài hoa thương nghiệp của Tạ Kiếm Nam tiến hành phát triển cấp tiến hơn nữa. Nói không chừng tập đoàn Chính Thái sớm đã chú ý tới mô hình chỉnh hợp sản nghiệp giấy của Cẩm Hồ. Nhưng bọn họ tiến hành kiểm toán tài vụ của Cẩm Hồ, lại muốn mua lại cổ phần của Cẩm Hồ vào thời điểm này, có thể nói là sự phản kích của Tạ Kiếm Nam. Thái độ của Trương Khắc là thích thì chiều. Chỉnh hợp ngành giấy Hải Châu tiến đến chuyển hóa thành tập đoàn giấy cỡ lớn, đây là quá trình không phải một vài năm có thể hoàn thành, yêu cầu tài chính không phải một vài trăm triệu. Chỉ cần nắm quyền khống chế cổ phần trong tay, cho dù để tài chính của Chính Thái tạm thời xâm nhập vào cũng chẳng là gì. Trương Khắc xưa nay chưa bao giờ sợ có kẻ địch ẩn nấp bên cạnh mình. Bọn họ muốn chiến, cứ để bọn họ tới chiến, sớm muốn cũng tới lúc cho các ngươi đau đớn tột cùng. Ngày hôm sau là giai đoạn chạy nước rút cuối cùng của siêu thị điện khí Thịnh Hâm. Thịnh Hâm trong vòng một tuần qua liên tục cho đăng tin giảm giá đặc biệt bằng hình thức tăng phụ trang trên Nhật báo Hải Châu, chuyên trang quảng cáo này mấy năm sau thường thấy, nhưng giữa thập niên 90 vẫn là cách thức quảng cáo khá mới mẻ. Tới ngay cả nhân viên Cẩm Hồ trong giờ đi làm cũng lén lút xem tin tức giảm giá đặc biệt của Thịnh Hâm, Nhật báo Hải Châu cũng phải tăng ấn bản, đây là điều hiếm có. Thứ sáu, Thịnh Hâm tổ chức đội xe đạp 100 thiếu nữ, còn cả đội biểu diễn xiếc trên xe đạp đi khắp đường phố chính quanh thành phố, dù nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C vẫn thu hút lượng lớn người dân đổ ra đường xem. Trương Khắc chỉ lo chẳng may xảy ra sự cố xen lấn xô đẩy dẫn tới tai nạn thì không hay. Loại chuyện như thế trong hoạt động giảm giá của các đại siêu thị trong nước sau này xảy ra liên tục. Thế nên Trương Khắc không chỉ yêu cầu siêu thị tự tăng cường an ninh, còn bảo Diệp Kiến Bân liên hệ cục công an thành phố, nhờ ngày mai phái cảnh sát tới duy trì trật tự. Ngày 18/8, siêu thị điện máy Thịnh Hâm cuối cùng mở cửa khai trương, bãi đỗ xe không lớn lắm bên ngoài chen chúc đám đông tới mua sắm hoặc đơn thuần xem náo nhiệt,
đám đông lan ra cả ngoài đường quốc lộ bên ngoài, làm con đường 6 làn xe mới xây dựng chưa lâu của Hải Châu hoàn toàn tắc nghẽn. Trương Khắc tới từ sáng sớm, lướt qua khu trưng bày của Ái Đạt, rồi trốn vào văn phòng tầng 3. Con mẹ nó, có phải là giảm nửa giá trứng gà đâu mà đông người thế? Diệp Kiến Bân vừa hưng phấn lại vừa lo. May mà nghe ý kiến của cậu, nếu không có cục công an, cục giao thông chuẩn bị trước, riêng tắc đường đủ gây hỗn loạn. Trương Khắc thoải mái cởi giày ra, vác cả hai chân lên bàn làm việc của Diệp Kiến Bân, văn phòng bận máy lạnh vù vù, nhưng Diệp Kiến Bân vừa lên nghỉ nên trán không ngừng có mồ hôi chảy xuống, thầm nghĩ trời nóng thế này Đường Thanh, Trần Phi Dung khốn khổ lắm đây. Đường Thanh chơi với Trần Phi Dung, tính cách cũng trở nên cứng rắn háo thắng, sáng sớm trời còn chưa nóng lắm, Trương Khắc tới đã thấy Đường Thanh và các cô gái tiếp thị khác đã bận rộn từ rất lâu rồi, tới quạt cũng không có, mồ hôi làm ướt đẫm y phục làm bằng chất liệu ni lông không thoáng khí, làm Trương Khắc lo Đường Thanh từ nhỏ được cưng chiều quen chịu không nổi. Chẳng những Trương Khắc lo, Cố Kiến Bình và Lương Cách Chân cũng tới, thấy Đường Thanh vất vả như thế, chẳng khác nào bị người ta cắt thịt trên người. Đường Thanh không chịu nghe khuyên nhủ, Cố Kiến Bình gọi điện cho chồng. Làm gì có chuyện con gái thị trường đi làm tiếp thị, lại còn giữa lúc trời nóng thế này, anh không đau lòng à? Đường Học Khiêm lại rất ủng hộ hành vi của con gái. Con nhà người khác chịu khổ được, Thanh Thanh nó cũng chịu được. Chương 210, ý nguyện của Thịnh Hâm. Cố Kiến Bình tức điên, chửi mắng Đường Học Khiêm vô lương tâm, không hiểu vất vả mang nặng đẻ đau của phụ nữ, cho nên mới tàn nhẫn để con gái ra ngoài làm việc, nhưng mắng chồng cũng vô ích, lại không thể kéo con gái vào xe nghỉ ngơi, đành cùng Lương Cách Chân tháp tùng bên cạnh con gái cưng. Rốt cuộc Đường Thanh chưa sao, nhưng Cố Kiến Bình sống an nhàn quen, lại có tuổi không chịu nổi, tim đập mạnh mắt hoa, có dấu hiệu trúng nắng. Đường Thanh hết cách, đành cùng mẹ và Lương Cách Chân lên văn phòng của Diệp Kiến Bân nghỉ ngơi. Tới 3 giờ chiều, gần 1.000 thứ đồ điện gia dụng giảm giá đặc biệt siêu thị chuẩn bị trước bị tranh cướp mua sạch, lượng người dần dần giảm xuống, nhưng vẫn vượt quá lưu lượng thiết kế cho siêu thị, ước tính lượng tiêu thụ hôm nay đột phá ngưỡng 700 vạn. Diệp Kiến Bân không ngờ một siêu thị chưa tới 200 mét vuông có thể vượt qua ngưỡng tiêu thụ 500 vạn, không kìm nổi niềm vui thành công trong lòng, nhưng hàng hóa bọn họ chuẩn bị hơn tháng qua đã bị bán sạch, làm bọn họ trở tay không kịp, vội vàng gọi điện nhà sản xuất đặt hàng. Liên tục 3 ngày khai trương, tổng doanh thu trên 1.700 vạn, mà tiền thân của siêu thị Thịnh Hâm là công ty giao ra cả năm mới có doanh thu chưa tới 1.000 vạn. Mô hình mới luôn sáng tạo kỳ tích làm người ta bất ngờ, nhưng với sự vất vả chuẩn bị của Thịnh Hâm, thành công này chẳng phải là đột nhiên. Tất nhiên là người chỉ đạo nhà họ Diệp đi lên con đường chuyển hình này, Trương Khắc được nhà họ Diệp hết sức cảm kích. Cho dù tập đoàn chính thái có phát sinh xung đột với Trương Khắc và lúc này, Diệp Kiên Bân cũng sẽ đại biểu cho Thịnh Hâm, đại biểu nhà họ Diệp, không hề do dự đứng về phía Trương Khắc. Còn về phần thỉnh cầu trước đó của Trương Khắc, Diệp Kiến Bân càng tận tâm, tối ngày 21 tổ chức tiệc đáp tạ, trừ Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm ra Diệp Kiến Bân còn đích thân mời Vạn Dũng, ở trước mặt các lãnh đạo thành phố Hải Châu, không hề che giấu hùng tâm của hắn. Sự thành công của siêu thị mang ý nghĩa tiếp theo Thịnh Hâm sẽ càng tiến bước mạnh mẽ hơn nữa. Hắn thân thiết nắm tay Vạn Dũng, chỉ siêu thị than phiền về thiếu sót của nó. Không gian quá hẹp, hàng hóa nhiều, mấy cửa hàng bách hóa của Hải Châu có diện tích 2.000, 3.000 mét vuông, là siêu thị chuyên kinh doanh đồ điện, nếu không có diện tích 8.000 mét vuông, không thể thể hiện được ưu thế tập trung tài nguyên. Siêu thị lại cách khu thương mại Tiền Môn khá xa, dựa vào mỗi quảng cáo, tiếp thị khó duy trì được. Muốn kiếm được chỗ ở Tiền Môn không dễ đâu, mô hình này của Thịnh Hâm đại khái rất coi trọng giá thuê mặt bằng. Nếu cố chen vào Tiền Môn, chỉ lợi bất cập hại. Đường Học Khiêm cười nói. Giám đốc Diệp tối nay bám lấy thổ địa của Hải Châu, phải chẳng chú ý tới Sa Điền rồi. Diệp Kiến Bân cười ha hả. Thương nghiệp địa ốc mặc dù làm người ta động lòng, nhưng lượng tài chính lắng đọng quá lớn, chu kỳ hồi vốn dài, không thích hợp với chiến lược tài chính cơ động của Thịnh Hâm. Siêu thị điện khí Thịnh Hâm trong thời gian ngắn bùng lên sánh sáng rực rỡ. Trong 3 ngày đạt doanh thu 1.700 vạn làm tất cả bách hóa tổng hợp ghen tị căm hận. Bọn họ do trói cuộc hệ thống tiêu thụ truyền thống sơ cứng, nếu giảm giá như Thịnh Hâm thì không còn chút lợi nhuận nào nữa. Nhưng bọn họ muốn phá vỡ truyền thống thì phải trải qua cơn đau dài, hiện chỉ có thể dựa vào địa vị truyền thống lâu năm và quy mô lớn để kháng cự lại Thịnh Hâm. Thịnh Hâm muốn có địa vị thương nghiệp lớn hơn nữa ở Hải Châu không thể thiếu một đại siêu thị. Vạn Dũng dĩ nhiên nhìn thấu điểm này. Tôi thấy City Thịnh Hâm đang muốn tìm một người hợp tác ở Hải Châu.
Diệp Kiến Bân sốt sắng hỏi. Hải Châu có ai cung cấp được chỗ thích hợp cho Thính Hâm sao? Đường Học Khiêm cười, tin rằng ý nguyện của Thính Hâm sẽ mau chóng chuyển tới tai Triệu Cẩm Vinh, khóe mắt liếc nhìn Chu Phú Minh đứng ở đằng xa, nghĩ, ông thấy bên cạnh Vạn Dũng náo nhiệt như thế, trong lòng có thấy chút lạc lõng nào không? Bất kể nói thế nào, Chu Phú Minh mới là người có quyền quyết định lớn nhất ở Hải Châu, nhưng lúc này Vạn Dũng bao phủ quá nhiều hào quang, Cẩm Hồ cũng lộ ý tứ muốn tiến vào ngành địa ốc, Thiệu Chí Cương hoạt động rất tích cực, Hoành Viên lại càng trực tiếp lập hạng mục nhà định cư cho hộ giải tỏa ở Sa Điền. Những quyết sách này đáng lẽ đều do Chu Phú Minh vỗ bàn định đoạt, nhưng giờ ngay cả nhà họ Diệp cũng đi lấy lòng Vạn Dũng, làm trong lòng ông ta dâng lên cảm giác khó tả. Từ sau khi quyết định ly gián quan hệ giữa Vạn Dũng và Chu Phú Minh, thái độ của Đường Học Khiêm với Vạn Dũng có chuyển biến vi diệu, trước tiên thay đổi thái độ tiêu cực không nghe không hỏi tới chuyện của Vạn Dũng trước kia, nay tích cực phê duyệt hạng mục do Vạn Dũng trình lên, khiến nhiều hạng mục không cần đưa lên thường ủy thảo luận, biến tướng cấp cho Vạn Dũng nhiều quyền quyết sách hơn nữa. Tương ứng với nó là gây cho Chu Phú Minh ý nghĩ Vạn Dũng càng ngày càng không coi trọng mình. Quan hệ giữa Vạn Dũng và Đường Học Khiêm biến chuyển, như cái tam vướng ngang cổ học, làm Chu Phú Minh cực kỳ khó chịu. Chu Phú Minh năm nay đã 56, làm hết khóa này nếu không được ủng hộ mạnh mẽ của tỉnh sẽ phải lui về tuyến 2. Cho dù không có nhân tố từ Học Bình, ông ta cũng chẳng muốn xung đột với Đường Học Khiêm mới 44, dù ông ta có làm thêm được một khóa nữa, áp chế Đường Học Khiêm 9 năm. Thì 9 năm sau Đường Học Khiêm mới 53, chính độ tuổi sung mãn nhất của chính trị gia, ông ta phải suy tính để sau này còn nhìn mặt nhau. Tiền đồ chính trị của mình càng đi càng hẹp, mà con đường của Đường Học Khiêm càng ngày càng sáng sủa, hiện giờ lại còn thân thiết với nhà họ Diệp và Vạn Dũng, làm Chu Phú Minh nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Quan hệ hình thành từ lợi ích rất dễ vì lợi ích mà đứt gãy, tiền đồ của Đường Học Khiêm tươi sáng như thế, dù Vạn Dũng có ý đổi phe cánh, cũng chẳng có gì là lạ. Nhìn Diệp Kiến Bân, Đường Học Khiêm, Vạn Dũng đứng trò chuyện sôi nổi, Chu Phú Minh càng lúc càng thấy chua chát. Thêm vào Diệp Kiến Bân cố ý lạnh nhạt, làm sắc mặt Chu Phú Minh luôn âm trầm. Ở loại trường hợp này, chỉ cần Diệp Kiến Bân không hưng phấn quấn lấy, Trương Khắc sẽ không bị người khác chú ý, y lặng lẽ quan sát mỗi một chi tiết bữa tiệc. Thịnh Hâm lần này mới rất nhiều người có vai vế trong hai giới chính thương, chính là muốn cho kẻ nào đó một ấn tượng sai lầm. Thịnh Hâm muốn có hành động lớn kế tiếp ở Hải Châu, nên mới kết giao với danh nhân Hải Châu. Siêu thị điện khí thành công đương nhiên sẽ thúc đẩy Thịnh Hâm có hành động lớn tiếp theo, nhưng bước tiến của Thịnh Hâm còn lớn hơn dự tưởng của người khác nhiều. Lòng tin của Diệp Kiến Bân được cổ vũ lớn, hắn lập kế hoạch trong 3 tới 4 tháng, trực tiếp mở siêu thị chính của Thịnh Hâm tại tỉnh thành, chiếm cứ ưu thế thương nghiệp trong tỉnh, sau đó mở rộng ra toàn bộ khu Hoa Đông. Trương Khắc muốn Diệp Kiến Bân phối hợp với y đào hồ bẫy Triệu Cẩm Vinh và Vạn Dũng, tất nhiên tích cực bày mưu tính kế cho Thịnh Hâm, lúc này đây y trốn trong một góc kín đạo, nụ cười không tránh khỏi sặc mùi âm mưu. Trương Khắc cười luôn làm cho người ta có cảm giác bất an. Đường Thanh, Tạ Vãn Tình, Diệp Tiểu Đồng thì thầm bình luận nụ cười của Trương Khắc. Thần tượng sụp đổ làm Diệp Tiểu Đồng thất vọng một thời gian dài. Cái hôm ở Huệ Sơn, anh ta cũng cười y hệt. Không biết lần này kẻ nào gặp họa. Diệp Tiểu Đồng quyết định tránh Trương Khắc càng xa càng tốt, song không ngờ ông anh cô lại cam tâm tình nguyện để Trương Khắc lợi dụng. Tạ Vãn Tình lại biết kế hoạch tỉ mỉ của Trương Khắc, liếc nhìn hai nhóm người đằng xa, Vạn Dũng, Diệp Kiến Bân, Đường Học Khiêm chuyện trò vui vẻ, Chu Phú Minh tuy cũng được người khác vây quanh nhưng mắt âm u, thi thoảng liếc nhìn Đường Học Khiêm. Còn Trương Khắc như con rắn ẩn trong bãi cỏ theo dõi sát sao cả hai con mồi. Đại khái không có bức tranh sinh thái chính trị nào sinh động hơn nữa. Chương 211, kẻ địch của Thịnh Hâm. Nhớ tới Trương Khắc mới 18 tuổi, Tạ Vãn Tình cảm giác muốn phì cười, cô gọi khẽ thu hút sự chú ý của Trương Khắc. Này! Hả? Trương Khắc lúc này mới chú ý có ba cô gái đang nhìn ngó về phía mình bàn tán, liền đi tới. Có chuyện gì mà mọi người cứ cười rúc rích không ngừng thế? Tiểu Lục sẽ lấy tiền của mình mua lại cổ phần của Cẩm Hồ, Gia Tín tại Hải Thái. Phía bên Gia Tín đã đàm phán xong, giá cả cụ thể không rõ, e là không cao lắm, nếu em không muốn bán thì thôi vậy. Tạ Kiếm Nam trong bối phận của mình ở nhà họ Tạ xếp thứ 6, nên Tạ Vãn Tình gọi là Tiểu Lục. Tạ Kiếm Nam lúc này lấy tiền của bản thân thu mua cổ phần Hải Thái ở quy mô lớn, chẳng lẽ cũng đã nhìn ra thời cơ thương nghiệp chuyển biến, hay là chỉ đơn thuần là nhắm vào lợi nhuận lớn của di động Ericsson trong tương lai? Mặc dù ai cũng có thể có lúc mất lý trí, nhưng Trương Khắc tin hành vi của Tạ Kiếm Nam không phải đơn thuần là muốn phản kích mình,
muốn biết ý đồ chân chính của hắn thì chỉ có cách cho hắn thỏa sức hành động. Trương Khắc cười. Sao lại thôi à, hại anh ta tổn thất hai chiếc BMW, lòng em cũng day dứt lắm, nếu anh ta đưa ra được cái giá hợp lý, Cẩm Hồ cũng chẳng cần ôm khư khư lấy làm gì. Diệp Tiểu Đồng chớp chớp mắt, cô chẳng tin Trương Khắc biết day dứt, thực ra lúc này y có nói gì cô cũng cảnh giác, nhưng cũng lạ cho hành động của Tạ Kiếm Nam. Hắn lấy tiền của bản thân mua cổ phần của Hải Thái làm gì? Chẳng phải hắn là cổ đông số 2 của chính Thái sao? Ai mà biết, ở nước ngoài chuỗi cửa hàng điện gia dụng chẳng phải chuyện lạ, nhưng quan trọng phải phối hợp với thay đổi quan hệ cung cầu trong nước thì mới có thể làm một cái thành công ngay được. Một khi cung cấp dư thừa, người nắm thế lực mạng lưới thương nghiệp điểm cuối, sẽ có địa vị thương nghiệp hùng mạnh, nói không chừng Tạ Kiếm Nam cũng nhìn thấy điểm này. Diệp Tiểu Đồng nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Khắc, y nói rất thoải mái, nhưng cô chẳng cảm thấy thoải mái, nếu đúng như y nói, vậy Thịnh Hâm còn chưa mở rộng đã xuất hiện một cường địch trong tỉnh rồi. Thái độ của Trương Khắc còn có chút vẻ vui mừng trên đau khổ của người khác, Diệp Tiểu Đồng một lần bị rắn cắn, 3 năm sợ dây thừng, nghi Trương Khắc lần này phải chăng cố ý làm mình hiểu sai. Thực sự là thế sao? Trương Khắc nhún vai. Ai mà biết, chỉ là suy đoán thôi, nhưng nếu hắn không có một kế hoạch lớn, sẽ không dễ dàng bỏ tiền túi ra đâu. Hiển nhiên với phần trăm cổ phần của hắn ở chính Thái, cho dù kế hoạch này thành công thì lợi nhuận được chia không làm hắn thỏa mãn. Câu này Diệp Tiểu Đồng tin, nhất định Tạ Kiếm Nam phải có hành động thương nghiệp lớn tận dụng nguồn lực của Hải Thái. Mà nguồn lực có giá trị nhất hiện nay của Hải Thái chính là quyền đại lý Ericsson và mạng lưới tiêu thụ ở Đông Hải. Hải Thái là đại lý cấp 1, mạng lưới tiêu thụ ở Đông Hải càng dày hơn Thịnh Hâm, chỉ cách thị trường đầu cuối một bước, mà không chỉ là đại lý của Ericsson, còn là tổng đại lý của rất nhiều đồ điện tử gia dụng tại Đông Hải, như tủ lạnh Hương Tuyết Hải, máy giặt Tiểu Thiên Nga. Cẩm Hồ liệu có ngăn cản Hải Thái cạnh tranh mù quáng với Thịnh Hâm không? Diệp Tiểu Đồng đúng là hơi tin vào phán đoán của Trương Khắc rồi. Cẩm Hồ chỉ là một cổ đông nhỏ, không ảnh hưởng được tới quyết sách kinh doanh của Hải Thái. So với việc về sau phải khó xử giữa Thịnh Hâm và Hải Thái, không bằng hiện giờ rút ra, để sau này có thể kiên định đứng bên Thịnh Hâm gieo hò cổ vũ. Rõ ràng muốn rút khỏi Hải Thái là ý của bản thân y, nhưng lại còn cứ kéo Thịnh Hâm vào. Diệp Tiểu Đồng lườm y một cái. Liệu có thể chuyển cổ phần của Cẩm Hồ tại Hải Thái cho Thịnh Hâm không? Lời vừa ra khỏi miệng cô đã cảm thấy hy vọng xa vời, chưa nói chính Thái có quyền ưu tiên mua lại Hải Thái, dù sao Tạ Vãn Tình là người của nhà họ Tạ. Sao có thể phản bội lại cả gia tộc? Trương Khắc càng muốn tập đoàn chính Thái có thể thực sự trở thành cường địch thương nghiệp của Thịnh Hâm, như thế tiện cho y và Thịnh Hâm có chung kẻ thù, còn về ý đồ của Tạ Kiếm Nam là gì, y cũng không chắc lắm. Sau buổi tiệc đáp tạ, những lời hào hùng của Diệp Kiến Bân sẽ theo danh nhân Hải Châu lan khắp nơi. Đường Thanh theo cha đi trước, Trương Khắc ở lại uống rượu với Diệp Kiến Bân, tiếc rằng ở Hải Châu chẳng có quán bar làm người ta hứng chí buông thả tình cảm chết chìm trong đó như ba 1978. Trương Khắc và Diệp Kiến Bân uống rượu trong quán bar trực thuộc khách sạn Tây Thành, nơi này không mở cửa cho khách ngoài, nên không có cô gái phong trần diễm lệ qua lại, rất là thanh tĩnh. Trương Khắc chẳng có tâm tình nhàn nhã uống rượu, đem động thái mới của nhà họ Tạ nói cho Diệp Kiến Bân xong liền muốn thoát thân, Diệp Kiến Bân cũng thi thoảng lại xem đồng hồ, uống cạn chén rượu, nói. Chỗ này uống rượu chẳng có hứng, chúng ta ra ngoài uống. Trương Khắc cũng thấy thế, hai gã đàn ông chẳng có chuyện thương tâm gì cần thổ lộ, chui vào một góc uống rượu với nhau, chẳng hay ho gì. Đàn ông uống rượu là phải kiếm chỗ náo nhiệt. Vừa ngồi lên xe của Diệp Kiến Bân ra khỏi cổng lớn của khách sạn Tây Thành, Diệp Kiến Bân đã mở cửa xe thay cho Trương Khắc. Chị Tôn của cậu vừa khéo tới Hải Châu du lịch. Đuổi tôi chứ gì? Trương Khắc chỉ mặt mình. Anh qua cầu rút ván nhé. Hừ, tôi chưa uống đủ, quay lại uống tiếp đây. Nói không chừng gặp được Lão Thiệu và Tiểu Đông đang âu yếm trong đó. Diệp Kiến Bân nháy mắt cười hăng hắc. Cậu không có chuyện gì cần trách tai mắt của người khác sao? Không có. Trương Khắc mang vẻ mặt bất đắc dĩ xuống xe, nhìn chiếc xe của Diệp Kiến Bân phóng vút đi biến mất trong bóng đêm, thở dài, rồi chui vào một góc tối đèn đường không chiếu tới gọi điện tới nhà Hứa Tư. Alo. Mẹ Hứa Tư nhận điện thoại. À, ông chủ hả, ban đêm một mình có buồn không, ra uống một chập đi. Trương Khắc học giọng Huệ Giang nói một thôi một hồi, nghe bên kia mẹ Hứa Tư làu bàu. Chẳng biết ai gọi nhầm số, nghe chẳng hiểu gì cả. Một lúc sau điện thoại từ nhà Hứa Tư gọi tới, lần này là giọng thì thào của Hứa Tư.
Này vừa rồi là điện thoại của cậu đấy hả? Hi hi, chị thật thông minh, đoán một cái là trúng ngay. Mấy ngày qua điện thoại trong nhà nhầm máy liên tục, mẹ tôi đang định tìm cục điện tín sửa đấy. Hứa Từ bên kia cười khẽ. Lần sau thì đổi cách khác đi nhé. Trương Khắc hí hửng lẻn trở về bãi đỗ xe khách sạn Tây Thành, vừa tới khu cán bộ hưu trí thì thấy Hứa Từ xuống nhà, cô mặc áo phông cộc tay, một chiếc váy mềm đơn giản, mái tóc dài buộc sau đầu, trông dịu dàng vô cùng. Ban đêm hơi nóng tan đi, gió mát lồng lộng, Trương Khắc mở hết cửa sổ xe nằm trên đùi Hứa Từ, thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ bàn tay mềm mại của lùa vào tóc mình vuốt nhẹ nhẹ. Công ty Ti nghiên cứu chip giải mã rất thuận lợi, nhưng chip giải mã muốn đưa vào trong nước phải nhập khẩu qua đường Hong Kong mới tiện, nên thành lập công ty ở Hong Kong có rất nhiều cái lợi. Hong Kong là một trong số khu mậu dịch tự do có ưu đãi thuế nhất quốc tế, trên toàn thế giới có vô số công ty đăng ký ở Hong Kong. Về sau dùng tiền của công ty đăng ký ở Hong Kong đem về nước đầu tư được ưu đãi với vốn đầu tư nước ngoài. Quan trọng nhất chặn lợi nhuận lũng đoạn của chip giải mã tại Hong Kong. Có nhà họ Diệp giúp đỡ thủ tục không thành vấn đề. Trương Khắc muốn Hứa Từ tới Hong Kong lập công ty, ngầm trên đùi cô nói chuyện này. Ừ, Hứa Từ khẽ giọng đáp. Trương Khắc nghe giọng Hứa Từ tựa hồ không tình nguyện lắm, ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt long lanh như sao trời của cô. Sao vậy, chị không vui à? Không có gì, còn hơn ở lại Hải Châu lúc nào cũng nơm nóp lo sợ. Hứa Từ buồn buồn nói. Chương 212, một thoáng siêu hồn. Chị nghĩ đi đâu rồi? Sao em lại có thể không muốn giữ chị lại bên cạnh chứ? Trương Khắc quay người sang, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hứa Từ, áp mặt vào bụng ấm áp của cô, nhẹ nhàng nói. Thị trường đầu đĩa rốt cuộc lớn thế nào không ai có thể tính toán hết, hiện nay ngay cả công ty Ti cũng không đủ coi trọng nó, số lợi nhuận chặn lại ở công ty Hong Kong sẽ tới con số khủng khiếp, trừ chị ra, em còn có thể tin ai được nữa. Xin lỗi, Hứa Từ thực sự không muốn tranh giành bất kỳ cái gì với Đường Thanh. Cô cũng lo sự tồn tại của cô làm ảnh hưởng quan hệ giữa Trương Khắc và Đường Học Khiêm, cho nên y vừa nhắc tới chuyện đi Hong Kong, cô liền nghĩ ngay tới chuyện này, trong lòng có chút áy náy, khẽ ôm lấy đầu Trương Khắc. Nhưng chuyện tôi biết làm quá ít, chỉ sợ làm cậu thất vọng. Việc hợp tác kỹ thuật vẫn do phòng kỹ thuật chấp hành, và lại cái gì chị cũng tinh thông thì em lấy cớ gì tới Hong Kong tìm chị. Ai cần cậu tìm tôi một mình tự lo liệu được. Hứa Từ hé miệng cười. Thấy đôi tay Trương Khắc từ eo mình trượt xuống, nhẹ nhàng luồn qua váy, liền giãy giụa. Đừng làm ở đây. Ở Hải Châu đi đâu cũng không thích hợp, Trương Khắc hiện giờ đêm phải về nhà ngủ, không thể nửa đêm bỏ lại Hứa Từ một mình trong nhà khách, y không thể nhẫn tâm làm thế với cô. Trương Khắc đứng dậy, ôm Hứa Từ vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hồng kiều diễm, nhấm nháp một lúc, tay chui vào trong váy, khẽ bóp bầu vú mềm của cô, thì thầm. Lát nữa em đưa chị tới nhà chị Vãn Tình. Ừ. Hứa Từ ngồi dậy, kéo tay Trương Khắc ra. Chị Vãn Tình biết đấy. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, gò má Hứa Từ đỏ như hoa đào, đó là đặc trưng thể hiện nữ nhân động tình, làm Hứa Từ càng thêm quyến rũ, Trương Khắc khẽ cắn núm vú tấy lên của cô. Chị ấy còn gì không biết nữa. Hứa Từ rên lên một tiếng, nhưng không chịu cho Trương Khắc khinh bạc, mặc dù Tạ Vãn Tình đã quan hệ hai người. Nhưng cô không muốn dáng vẻ sau khi ân ái rơi vào mắt người khác. Đừng mà, thực đó. Vậy em phải làm sao bây giờ? Trương Khắc nắm tay Hứa Từ, đặt lên tiêu huynh đệ hừng hực tình dục của mình. Hứa Từ vừa chạm vào liền rụt tay lại, khẽ cắn môi cười. Cậu không biết tự giải quyết sao, tôi mặc kệ. Trương Khắc tóm lấy tay cô, khẽ cắn lên cánh môi đỏ, lật người Hứa Từ lại không cho nhúc nhích, tay luồn vào váy lần theo bờ mông trượt sâu vào. Nơi đó dinh dính, ấm ấm. Hứa Từ á một tiếng nhỏ, lắc mông muốn thoát khỏi bàn tay của Trương Khắc, nhưng một tay Trương Khắc ấn lên mông cô, tay còn lại không ngừng thám hiếm, nghịch ngợm, dòng nước ấm rỉ ra, Hứa Từ xấu hổ vô cùng, nhưng không vùng vẫy nữa, quay người lại ôm lấy cổ Trương Khắc, mặc cho y khinh bạc. Trương Khắc muốn tiến thêm một bước, đằng xe đột nhiên có xe đi tới, ánh đèn làm Hứa Từ kinh hoàng đẩy ngay Trương Khắc ra, chỉnh đốn lại y phục. Dục Trương Khắc mau lái xe tới biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, gọi điện trước thông báo với Tạ Vãn Tình. Lúc này còn chưa muộn lắm, Trương Khắc đỗ xe trong sân, cùng Hứa Từ tới gõ cửa, Tạ Vãn Tình đang ngồi ở phòng khách xem TV, thò đầu ra thấy Trương Khắc và Hứa Từ, lấy làm lạ. Sao vừa gọi điện đã tới ngay rồi? Chị bị điện thoại đánh thức, chuẩn bị xem hết bộ phim này đợi hai đứa tới. Trương Khắc vờ ngốc. Không tới đây thì đâu đâu được à?
liền bị Hứa Tư ở đằng sau nhéo ột cái đau điếng, cười ngược, đế Hứa Tư đẩy vào phòng. Tạ Vãn Tình mặc áo ngủ lụa, cổ áo thùng thình, cô dùng một tay che cổ áo, ngồi xuống, tóc buông xóa tự nhiên, lười biếng cuộn mình ngồi trong ghế sofa, bên cạnh là con chuột bông to, Trương Khác đưa tay cầm lấy con chuột, cười. Chị Vãn Tình không phải ôm con chuột lớn của chị Đồng xem tivi đấy chứ? Chị bao tuổi rồi mà còn giống hệt cô bé vậy? Tạ Vãn Tình đỏ mặt, đưa tay rằng lấy con chuột bông, quên mất giữ cổ áo, Trương Khác nhìn thấy hai bầu vú trắng muốt như nặn bằng tuyết lắc lư trong áo ngủ, Vãn Tình không hề mặc áo lót, vội vàng chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Tạ Vãn Tình chớp mắt đó cũng ý thức được bị Trương Khác nhìn thấy rồi, tóm lấy con chuột ôm trước ngực, quay người đi, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, cố làm ra vẻ như không có gì. Ai bảo đây là đồ của chị Đồng? Lần trước chị đi dạo với Hứa Tư mua đấy, còn chưa đưa cho chị Đồng. Trương Khác ngồi một lúc rồi đi, Hứa Tư tắm rửa xong đi ra, ngồi xuống ghế sofa, kể với Tạ Vãn Tình chuyện sắp đi Hong Kong lập công ty. Tạ Vãn Tình mới đầu cũng cho rằng Trương Khác an bài như thế là vì xét tới thân phận khó xử của Hứa Tư, cười bảo. Cái thằng nhóc này mấy tuổi đầu đã học được trò kim ốc tàng kiều, đợi lớn lên rồi chẳng biết còn bao nhiêu cô gái phải chịu thiệt thòi. Không phải thế. Hứa Tư phân bua thay Trương Khác. Con đường nhập khẩu trong nước chưa thông thuận, lập công ty ở Hong Kong thuận tiện hơn, và lại tránh được chỗ thị phi này, em cũng nguyện ý. Em lại còn cam tâm tình nguyện nghĩ cho cậu ta nữa. Tạ Vãn Tình trêu. Em theo cậu ta không biết phúc cậu ta tu được mấy kiếp. À, chị vừa từ bữa tiệc về chưa được một tiếng, lúc chị đi còn thấy Trương Khác bị Diệp Kiến Bân kéo đi nói chuyện, vậy là hai đứa ở bên nhau chưa được bao lâu, sao đã vội tới chỗ chị rồi. Đến sớm thì sao? Hứa Tư giọng nhỏ lý nhí. Cậu ấy kéo em ra vì nói chuyện này, nói xong thì về chứ sao ạ? Nhìn vẻ thẹn thùng kiều diễm của Hứa Tư, Tạ Vãn Tình kéo cô xuống ngồi bên cạnh, vươn tay lấy một cái gương nhỏ trên bàn, quơ quơ trước mặt Hứa Tư. Chị là người từng trải rồi đấy nhé, chuyện ấy chị sao chẳng hiểu, em thử soi gương nhìn dáng vẻ của mình xem, chị không tin Trương Khác có thể nhịn nổi. Thực sự không phải đâu. Hứa Tư cười khúc khích. Chỉ ngồi trong xe nói chuyện một chút rồi tới đây, không xấu xa như chị nghĩ. Chị xấu xa chỗ nào, vừa rồi em trốn vào bên trong giặt quần lót chứ gì. Tạ Vãn Tình lật người Hứa Tư lại. Mạnh miệng thế thì trả quần lót lại cho chị đây. Tay chạm vào ngực Hứa Tư, lại nói. Tối rồi còn mặc cái này làm gì, ở đây không có ai đâu. Em tưởng ngực mình to lắm rồi, không ngờ còn nhỏ hơn chị một cỡ. Hứa Tư vòng tay ra sau lưng. Cởi áo lót ra, thò đầu nhìn qua cổ áo ngủ thùng thình của Tạ Vãn Tình. Đúng là to hơn em. Vừa rồi Trương Khác ở đây, chị không sợ để cậu ta hưởng lợi à? Tạ Vãn Tình má phấn đỏ hồng, nhớ lại vừa rồi khả năng bị Trương Khác nhìn thấy hết, lòng có cảm thụ dị dạng không diễn tả ra được, cố tỏ ra bình tĩnh nói. Cậu ta mà dám nhìn, chị chọc mù mắt, hơn nữa em đẹp như thế, cậu ta nhìn em còn chưa đủ sao? Chị Vãn Tình cũng rất đẹp mà. Hứa Tư quỳ trên ghế ngắm nhìn Tạ Vãn Tình, bỏ qua thân phận của cô, Tạ Vãn Tình tuyệt đối là một nữ nhân mỹ lệ. Ba chị Đồng đã đi lâu như vậy rồi, chị Vãn Tình không nghĩ tới tìm một người khác à? Tạ Vãn Tình cười gượng. Chị giờ thế này, ai biết đối phương tới là vì chị, hay là nhắm vào những thứ khác của chị? Rất nhiều chuyện trên đời sẽ chẳng tuân theo ý muốn của chúng ta đâu. Hứa Tư thở dài, Tạ Vãn Tình ánh mắt buồn mang mác nói. Chị nhìn mình trong gương tự thương bản thân mình đã bi ai rồi, không cần em thương hại chị có nhiều thứ như thế, nếu còn muốn cả một người đàn ông tốt nữa là quá nhiều, ông trời sẽ không cho đâu. Chương 213, cấp tiến và mạo hiểm. Vốn Trương Khác còn có chuyện muốn nói với Tạ Vãn Tình, nhưng từ lúc nhìn thấy bầu ngực trần của cô, cả hai người đều thiếu tự nhiên. Trương Khác rời khỏi biệt thự, mắt vẫn hiện lên vùng da thịt trắng muốt đó, Tạ Vãn Tình là nữ nhân xinh đẹp vừa qua tuổi 30. Tính tình lại hiền dịu nhu mì như thế, nếu không tiếp tục theo đuổi hạnh phúc cá nhân thì thật là đáng tiếc. Trương Khác cứ suy nghĩ lung tung suốt chẳng đường về, Lương Cách Chân thấy y tự lái xe, liền trách. Con còn chưa đủ 18, sao cục công an đã phát bằng lái cho con? Bằng lái có phải cục công an phát đâu ạ? Trương Khác đáp qua loa, thấy cha mặc quần đùi, mình trần từ nhà vệ sinh đi ra, nói. Ba. Cẩm Hồ thời gian tới khả năng sẽ chuyển nhượng cổ phần của Hải Thái đi, chắc có được ít tiền, ba hỏi chú xem, có muốn tiếp nhận Cẩm Hồ đầu tư không? Liệu được bao nhiêu? Hơn 1.000 vạn, miễn cưỡng có thể để hạng mục nhà định cư có thể khởi động,
2.000 căn nhà quy mô lớn quá, trước tiên làm 500 thôi, cho các hộ giải tỏa nếm mật ngọt trước, có khởi đầu tốt đẹp rồi, để các hộ giải tỏa trả tiền trước sẽ thuận lợi hơn. Nhiều thế, năm ngoái City Hải Dụ chẳng phải thiếu chút nữa phá sản sao, biến thành Hải Thái lại có nhiều tiền vậy à? Trương Chi Hành cũng biết một chút chuyện của Hải Dụ, Hải Thái. Chuyện này khó mà giải thích rõ ngay được, tóm lại là không ít hơn 1.000 vạn. Trương Chi Hành không hỏi thêm, đứa con này từ bé đã làm ông yên tâm rồi, chưa nói biểu hiện xuất sắc hơn một năm qua. Có số tiền này tất nhiên là tốt, nhưng Cẩm Hồ hiện giờ không thiếu tiền sao? Cẩm Hồ tạm thời không tiếp tục mở rộng nữa, chỉ cần tài chính duy trì là được. Nếu được con sẽ khuyên chị Vãn Tình lấy danh nghĩa công ty Hải Dụ đầu tư, hôm nay con định nói chuyện này với chị ấy, nhưng bị chuyện khác chen ngang, làm quên bén mất. Sáng hôm sau, Trương Khác tới Cẩm Hồ nói với Tạ Vãn Tình chuyện này, dù sao Cẩm Hồ hiện giờ đã gặp phải giới hạn trong việc chỉnh hợp ngành giấy Hải Châu, không chỉ hạn chế về tài chính, mà còn cả nhân lực, kỹ thuật tài nguyên, phải hoãn lại tiêu hóa hết tài nguyên hiện có mới tiếp tục mở rộng được. Một thoáng nhìn hôm qua đã để lại dấu vết không dễ phai trong lòng hai người, ánh mắt Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình đã thay thổi, chú ý tới cô hơn, hôm nay mái tóc dày của cô một nửa vấn lên, một nửa quấn thành hình búi tóc tròn, từ búi tóc tẽ ra từng lọn tóc như bím tóc nho nhỏ thả xuống gáy, diềm tóc phía trước trải chuốt cực kỳ tỉ mỉ. Tạ Vãn Tình là chủ nhân của công ty này, tất nhiên không cần mặc đồng phục công sở bình thường, cô mặc một bộ váy đầm màu da cam, cổ áo đính ren đơn giản, cổ đeo vòng có viên ngọc xanh hình giọt nước. Bầu ngực tròn căng nhô cao, khiến y hồi tưởng lại hai ngọn đồi tuyết không hề được che chắn tối qua. Tạ Vãn Tình nhất thời chưa tiếp nhận Trương Khác dùng ánh mắt của nam nhân trưởng thành nhìn ngắm mình, hoảng loạn quay đầu đi, nói với Trương Khác hai ngày nữa chỉ đồng sẽ tới Hải Châu, rồi lại hỏi khi nào để Hứa Tư tới Hong Kong lập công ty mới. Ồ, chị Hứa Tư nói với chị rồi à? Trương Khác nói ra dự tính của mình. Đợi mua xong nhà máy vô tuyến điện nguyên khí sẽ để chị ấy đi. Nếu được em muốn chị ấy nhập tịch Hong Kong. Tạ Vãn Tình cười. Lần sau Hứa Tư về sẽ là thân phận thương nhân nước ngoài rồi, em nghĩ cho cô ấy thật chu đáo. Hong Kong năm 97 sẽ quay về với Tổ quốc, nhập tịch Hong Kong cũng không tính bỏ Tổ quên tông, chính sách kinh tế trong nước có đủ loại hạn chế, thành công dân Hong Kong sẽ có nhiều cái lợi, thực ra em càng muốn nhập tịch Ả Rập hơn. Hả? Tạ Vãn Tình ngớ người, đột nhiên nhớ ra quốc gia Ả Rập có tập tục hôn nhân khác trong nước. Mặt vô cớ nóng lên, phì một cái. Để Hứa Tư biết em tơ tưởng lung tung, cẩn thận cô ấy xé miệng em đấy. Lại nghĩ lấy chuyện riêng tư bí ẩn của hai người họ ra nói, không khỏi quá ám muội, liền ngồi ngay ngắn lại, nghiêm chỉnh nói. Ái đạt nhiều việc như vậy, Hứa Tư có thoát mình được không? Cẩm Hồ rút cổ phần khỏi Hải Thái, nhân viên vốn của Hải Dụ đều có thể điều về, chị Thái có thể làm trợ thủ cho chị, Tương Vi thay thế vị trí của chị Hứa Tư. Miễn cưỡng có thể an bài được. Trương Khác gập ngón tay tính. Như vậy cũng được. Tạ Vãn Tình khẽ thở ra. Quay lại nửa năm trước, à mà chẳng nói nửa năm, chỉ hai tháng trước thôi, chị còn có chút hoài nghi với kế hoạch của em, ai có thể ngờ Ái Đạt lại tiến bước dữ dội như thế. Trương Khác cười. Vậy giờ thì sao ạ? Chị vẫn chưa yên tâm, luôn cảm thấy quá vội, tiền sản xuất và mở rộng của Ái Đạt hình thành từ chuỗi tài chính không chắc chắn. Do nhà tiêu thụ đặt hàng trước. Hiện giờ nhờ đầu tư quảng cáo liên tục, mạng lưới tiêu thụ của Ái Đạt không ngừng bành trướng, nhưng một khi quá trình bành trướng này ngừng lại, Ái Đạt lại không tìm nguồn bổ sung tài chính khác, chuỗi tài chính này có nguy cơ đứt bất kỳ lúc nào, em nói xem chị sao chẳng lo lắng. Nếu nói hung hiểm, những việc Trương Khác trải qua, có lần nào không hung hiểm. Lúc trong tay thậm chí chỉ có vài trăm đồng, một cái văn phòng trống đã lừa được quyền đại lý Ericsson từ trong tay Thịnh Hâm. Mỗi lần nhắc tới chuyện này Diệp Tiểu Đồng hối hận vô cùng, khi đó cô ta đại biểu Thịnh Hâm tới Hải Châu khảo sát, đem quyền đại lý cấp ột văn phòng không có tiền không có mạng lưới tiêu thụ, mượn lời của cô ta là, ái mà ngờ anh ta là thằng nhóc con chứ, bị lý luận thị trường lừa gạt của anh ta lừa mất. Khi Cẩm Hồ tham lam muốn ôm hết ngành giấy Hải Châu vào lòng thì tài chính có thể dùng chỉ là 100 vạn. Nhờ đủ mánh khóe lừa đảo làm sống lại nhà máy giấy Tân Quang, làm Cẩm Hồ có cơ sở nhất định. Tạ Vãn Tình tay chống cằm, mặc dù chuỗi tài chính của Ái Đạt yếu ớt tới mức độ làm người ta lo sợ, nhưng càng làm cô kỳ vọng hơn nữa vào biểu hiện của Trương Khác. Chị đang nghĩ gì đấy? Trương Khác ngồi xuống đối diện với Tạ Vãn Tình, nhìn cô hé môi cười, rõ ràng vừa rồi còn nói rất lo lắng, giờ lại ngồi cười bâng quơ. Không có gì. Tạ Vãn Tình ngồi thẳng dậy, vươn tay lên định làm động tác duỗi mình,
lại ngại Trương Khác không dám buông thả. Ngực cô đầy đặn, làm động tác này sẽ càng bắt mắt, nếu đổi lại là trước kia, cô rất tùy ý làm thế, nhưng sau chuyện kia để lại dấu vết trong lòng, e một động tác rất tự nhiên, trong mắt người khác nói không chừng sẽ mang một ý vị khác. Tạ Vãn Tình hy vọng Trương Khác không để chuyện hôm qua trong lòng, nếu không cả hai sẽ rất thiếu tự nhiên. Nhìn kỹ y, lúc này chẳng còn chút gì của thiếu niên nữa, ánh mắt hơi chút tang thương, mũi cao thẳng, mày dày, mang cho người ta một cảm giác cứng rắn quả quyết, nhưng khuôn mặt nhu hòa, bất kể nói thế nào Trương Khác đều hết sức đẹp trai, rất mê người, ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, làm Tạ Vãn Tình cảm thấy lúng túng. Tạ Vãn Tình có chút thiếu tự nhiên khép chặt đùi lại. Em còn chuyện gì muốn nói không? Không, em tưởng chị Vãn Tình có chuyện gì muốn nói cơ. À, chị cũng không còn chuyện gì đặc biệt, em bận việc thì cứ đi làm đi. Đuổi Trương Khác ra khỏi phòng, Tạ Vãn Tình cầm cốc trà lạnh lên uống một ngụm lớn, tiếng uống nước lớn tới mức chính bản thân cô cũng giật mình, sâu trong đáy lòng cảm thấy có chút khô nóng, không khỏi thầm suy xét lại, mình làm sao thế này. Chỗ mở rộng đầu tiên của Ái Đạt chọn bên sông Tiểu Giang, vì tránh trở ngại chính sách, quy mô nhà máy mới khống chế trong phạm vi 80 mẫu. Một chiếc Passat từ phía rừng Đông Lộc phóng về phía bên sông Tiểu Giang, có hai chiếc xe hơi khác tới hội họp, đều đỗ ở trên đê. Nhìn Tống Bồi Minh, Tô Tân Đông lần lượt rời xe, Trương mới lề mê bước ra, hai bên đường trên đê trồng cây xanh gió sông thổi qua, mát lạnh. Ái Đạt xây dựng nhà máy hiện đại hóa mới tinh ở đây mới được coi là bước khởi đầu thực sự, nói tới quy hoạch tương lai của Ái Đạt, Tống Bồi Minh đầy phấn khích. Chỉ nửa năm thôi mọi người sẽ thấy nơi này hoàn toàn khác biệt. Chương 214, Bố Cục. Chú Tống hình như còn dám tưởng tượng tương lai hơn cả cháu. Ở đây chẳng có người ngoài, Trương Khác không cần chú ý hình tượng, ngồi bệt xuống, nhìn mặt hồ ánh sóng lóng lánh, bên bờ sông dựng mấy chiếc xe đạp, có người bơi ở đó. Trong tỉnh đã chẳng còn được mấy con sông không bị ô nhiễm nữa, ở Thượng Du Tiểu Giang, đặc biệt trong địa phận tỉnh An Huy, mấy năm gần đây tỷ lệ thảm thực vật bao phủ giảm sút nghiêm trọng, nước sông đục hơn những năm trước nhiều. Nhưng so với đoạn sông khác, ở nơi này khá hơn nhiều. Chú Tống, có muốn xuống giải nóng chút rồi mới nói chính sự không? Nhìn thấy có người bơi dưới sông, Trương Khác hơi thèm, hết sức nghiêm túc kiến nghị với Tống Bồi Minh. Tống Bồi Minh kém tài xin miễn. Nói trong thời gian làm việc không có điều bồi tiếp người khác đi bơi. Trương Khác cười ha hả. Hải Châu ít người không biết bơi lắm, không phải chú Tống sợ chết đuối đấy chứ. Tôi từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc, không biết bơi có gì mà lạ. Tống Bồi Minh cười. Khu đang chủ bị khu công nghiệp điện tử, cần có quy hoạch hoàn chỉnh, Ái Đạt có quy hoạch cụ thể cho sau này không? Văn bản còn chưa có, không rảnh, không có người để làm cái này, nhưng ở đây có một chút. Trương Khác chỉ vào đầu mình. Chú Tống không sợ lập kế hoạch quá chi tiết bị thành phố cướp mất hạng mục à? Đến ba cháu cũng không được cháu nói quá kỹ. Ai cướp tôi trở mặt với người đó? Tống Bồi Minh quàng lấy vai Trương Khác. Tên tiểu tử cậu nhớ ai trước kia lấy mũ ô xa ra thế chấp giúp cậu vay tiền nhé, không qua cầu rút ván nhanh như vậy chứ? Trương Khác nhún vai. Có phải cháu muốn qua cầu rút ván đâu, nhiều khi mọi người chẳng tự định đoạt được. Hay là thế này? Sau khi cháu mua nguyên kiện xong, đem một phần tài sản thế chấp ngân hàng được không? Tống Bồi Minh lộ bộ mặt hung ác. Cậu đang uy hiếp tôi hả? Không phải, cháu cũng có lý do từ chối cám dỗ của người khác mới được chứ. Trương Khác cười đùa chợt, nghĩ, đi vay ngân hàng ổn định hơn là rút tài chính từ chỗ nhà tiêu thụ nhiều, nếu có khả năng, vẫn phải tiến thành củng cố chuỗi tài chính. Xí nghiệp tư doanh vay tiền khó mà được phê duyệt, nhưng các cấp chính phủ đều có chỉ tiêu nhất định mà. Trương Khác tiếp tục khai quật tiềm năng của Tống Bồi Minh. Tống Bồi Minh cười khổ. Khu không phải hỗ trợ các xí nghiệp khác hay sao? Lần này giá thu mua trực tiếp của cậu quá lớn, quy mô của nguyện kiện không cần 1.000 vạn, cậu lại bỏ ngay ra hơn 2.000 vạn, cho dù đem tới ngân hàng thế chấp, chẳng lẽ vay được hơn 2.000 vạn sao? Trực tiếp thu mua xí nghiệp là phương pháp mở rộng nhanh gọn nhất, ngoài có thể tính toán được tài sản hữu hình, có thể xác định được tài nguyên nghiệp vụ, phân ngạch thị trường. Nhưng kỹ thuật dự bị cùng với lượng lớn công nhân lành nghề là điều Ái Đạt đang thiếu. Tới tháng sau, sản lượng của Ái Đạt không còn đáp ứng đủ nhu cầu nữa, nhưng một khi nắm được nguyên kiện trong tay, sẽ có nhà máy chuyên môn sản xuất, còn nhà máy ở Trần Ích Long toàn bộ sửa thành dây chuyền lắp ráp, không cần lo vấn đề sản lượng nữa. Tốc độ của Ái Đạt làm người ta phải há mồm kinh ngạc. Tống Bồi Minh không khỏi cảm khái.
một nhà máy chẳng bằng cục phân chó hai tháng trước, vậy mà giờ đây đã tranh đoạt thị trường Hoa Đông với Samsung, làm người ta cười rụng răng. Răng chú Tống đã rụng chưa? Trương Khắc hỏi đùa. Tống Bội Minh lắc đầu thở dài, phương án mở rộng thị trường của Trương Khắc trong mắt nhiều người là vô cùng mạo hiểm, cấp tiến, trong vòng 2 tháng, lượng tiêu thụ tháng đột phá mức 6.000 chiếc, là chuyện không thể. Samsung, thương hiệu đầu đĩa số 1 Hoa Đông còn chưa tiêu thụ được 5.000 chiếc. Vậy mà tới cuối tháng 8 phương án mở rộng thị trường của Trương Khắc còn chưa hoàn thành thành được một nửa mà mục tiêu này đã đạt được rồi. Tháng 7 lượng tiêu thụ đột phá 3.000 chiếc, tỉnh Đông Hải nơi thị trường được khai thác khá tốn công, lượng tiêu thụ trong tỉnh được 2.000 chiếc, sang tháng 8 trọng điểm là thị trường Thượng Hải, chưa hết tháng 8, ở Thượng Hải đã tiêu thụ được 1.500 chiếc, còn lượng tiêu thụ ở Đông Hải cũng ổn định ở mức trên 2.000 chiếc. Còn một tuần nữa là hết tháng 8, lượng tiêu thụ các nơi đã được gửi về, đầu đĩa Ái Đạt trong tháng 8 nhất định đột phá 6.000 chiếc, ở khu Hoa Đông chỉ xếp sau Samsung. Nhưng mô hình Trương Khắc lập ra quá cấp tiến, khiến chi phí các mục quản lý khá cao, riêng việc quảng cáo ở Thượng Hải, Đông Hải đã đầu tư trên 2.000 vạn, còn chưa tính 60 vạn quảng cáo mỗi tháng trên DTHTW. Ưu thế kỹ thuật chip giải mã thế hệ 2 của đầu đĩa Ái Đạt tới cuối tháng 8 được thể hiện hoàn toàn, các tạp chí điện tử chuyên nghiệp đánh giá cao chip giải mã đời 2, đem Ái Đạt, Vạn Yến, Samsung ra so sánh, hơn kém chỉ ra rõ ràng. Loại tạp chí chuyên nghiệp này người dân thường ít khi tiếp xúc tới, nhưng có ảnh hưởng mạnh trong ngành điện tử, điện khí, khiến cho nhà tiêu thụ sản phẩm trong khu Hoa Đông ùn ùn kéo tới tận cửa, yêu cầu làm đại lý sản phẩm của Ái Đạt, giúp Trương Khắc duy trì chuỗi tài chính yếu ớt đó. Trong tháng 8, Lưu Minh Huy xuất lĩnh phòng thị trường đã đi hết các thành phố vừa và lớn ở các tỉnh Hoa Nam, cơ bản lập nên mạng lưới tiêu thụ, đem về cho Ái Đạt 2.000 vạn tiền sản xuất. Cuối tháng 8, Trương Khắc điều Lưu Minh Huy về Hải Châu tọa trấn, 10 nhân viên phòng thị trường chia làm 5 tổ phái tới các Hoa Trung chủ kiến mạng lưới tiêu thụ. Sau khi hội diện với Chu Du, Tô Tân Đông thảo luận quy hoạch cụ thể khu công nghiệp điện tử, Trương Khắc thông báo chuyện Hứa Tư tới Hong Kong chuẩn bị mở công ty. Chu Du, Tô Tân Đông đương nhiên không dị nghị gì an bài của Trương Khắc. Tạ Kiếm Nam đưa thỉnh cầu mua cổ phần của Cẩm Hồ tại Hải Thái, chính Thái là đại cổ đông thậm chí đề xuất tăng vốn đầu tư. Một khi Cẩm Hồ từ chối thỉnh cầu của Tạ Kiếm Nam, bọn chúng không ngại sử dụng ưu thế tài chính, tăng vốn đầu tư để giảm cổ phần của Cẩm Hồ, cho tới khi đẩy Cẩm Hồ ra khỏi tầng quyết sách. Trương Khắc càng có lý do tin tưởng kế hoạch của Tạ Kiếm Nam tương tự con đường của Thịnh Hâm. Sự thành công của siêu thị điện khí Thịnh Hâm khiến Tạ Kiếm Nam và chính Thái đẩy nhanh bước tiến. Điều này phù hợp với phong cách làm việc nhất quán của nhà họ Tạ, một nhi nhắm vào con mồi sẽ ra tay dứt khoát, làm đối thủ trở tay không kịp. Trương Khắc căn bản không cần phải phản ứng, bọn chúng muốn tới thì cứ tới, người cảm thấy áp lực đầu tiên phải là Diệp Kiến Bân mới đúng. Ngày 28 tháng 8, Trương Khắc thông báo cho Diệp Kiến Bân biết Cẩm Hồ quyết định chấp nhận cái giá Tạ Kiếm Nam đưa ra. Trong siêu thị điện khí, Diệp Kiến Bân quan sát vương quốc của mình, kinh doanh đã được 10 ngày rồi, mặc dù không giữ được tiếp thị sôi động như ban đầu, song lưu lượng khách lẫn doanh thu luôn giữ ở mức độ tương đối, thành công hay không còn cần thời gian nghiệm chứng, nhưng Diệp Kiến Bân tràn trề tin tưởng vào mô hình kinh doanh này. Không cần suy đoán ý đồ của họ nữa, Tạ Vãn Sơn bận rộn như vậy mà tới chiếu cố cái cửa hàng nho nhỏ của tôi 2 lần rồi. Diệp Kiến Bân khinh miệt nói. Tạ Kiếm Nam không còn thể diện tới Hải Châu, có điều hắn cũng rất kháng khái, ra giá 1.500 vạn, Cẩm Hồ có số tiền này chuẩn bị dùng ra sao? Tiếp tục cắm rễ ở Hải Châu à? Trương Khắc cười ngượng. Công ty của chú tôi đang đợi gạo vào nồi. Cậu hình như xuống ngày bê nồi đi xin gạo thì phải. Diệp Kiến Bân hỏi. Công ty của chú cậu thiếu tiền có thể đi vay, Cẩm Hồ có hứng thú đầu tư vào Thịnh Hâm không? Trương Khắc bĩu môi. Thịnh Hâm và Chính Thái đánh nhau, chẳng lẽ tôi có thể khoanh tay ngoài cuộc được sao? Anh cũng biết tôi lúc nào cũng đợi gạo vào nồi, giờ đâu giúp được gì. Cậu rất mong Chính Thái và Thịnh Hâm đánh nhau thì phải. Trương Khắc từ chối thiện ý không làm Diệp Kiến Bân bận lòng, Cẩm Hồ hiện giờ thực lực chưa mạnh quyết cắm rễ ở Hải Châu là hợp lý. Chương 215, bí mật không thể nói. Tự tin của Thịnh Hâm tới từ gia tộc họ Diệp đứng đằng sau. Nhưng so với nguồn lực thương nghiệp của tập đoàn Chính Thái còn có nhiều điều thua kém, Chính Thái đã có hơn 10 năm phát triển thống nhất, hình thành quy mô và thực lực hùng hậu. Thịnh Hâm thì chỉ mới đem nguồn lực thương nghiệp phân tán của nhà họ Diệp tập trung lại, hình thành quy mô mới được 2-3 năm, so với con voi lớn Chính Thái, Thịnh Hâm là con ngựa nhỏ gầy gò. Trương Khắc khoanh tay nói.
nếu được thì Thịnh Hâm có thể tới Thượng Hải phát triển trước đã. Giống như Trương Khác cắm rễ ở Hải Châu, Diệp Kiến Bân cũng có suy nghĩ như thế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng muốn bước đi quan trọng nhất, huy hoàng nhất trong đời là từ đại bản doanh của mình đi ra. Diệp Kiến Bân gật gù. Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ kiến nghị của cậu, mà xem ra lá gan toàn bộ nam nhân của nhà họ Tạ cộng lại không bằng cậu, Ái Đạt chạy băng băng từ lúc khởi đầu tới giờ không ngừng nghỉ. Chính thái thực lực rất mạnh, nhưng bọn họ sẽ không đánh một lèo chiếm hết thị trường trong tỉnh. Trương Khắc nhún vai. Mặc kệ chính hái, vở kịch ở Hải Châu, anh phải giúp tôi diễn cho trọn đấy. Ừ, cái lão Triệu Cẩm Vinh đã thông qua Vạn Dũng biểu đạt ý nguyện hợp tác với chúng tôi. Thịnh Hâm thậm chí bất chấp tín dự thương nghiệp ký một hiệp nghị khung với bọn chúng. Trương Khắc xì một tiếng. Cái gì mà bất chấp tín dự thương nghiệp, nếu như hiệp nghị khung này không thể thực hiện thì ảnh hưởng gì tới Thịnh Hâm? Diệp Kiến Bân cười gian trá. Triệu Cẩm Vinh nhất định đắc tội với cậu không ít, mới làm cậu tốn công đào bẫy chôn lão ta như thế. Cậu không lo lão ta tìm Tạ Kiếm Nam hợp tác à? Dù sao Hải Thái cũng muốn bán lẻ đồ điện gia dụng, nói không chừng tới lúc đó Tạ Kiếm Nam sẽ tiến vào thị trường Hải Châu. Đâu phải là dựng lều, xây một tòa nhà cao tầng, thế nào cũng phải mất một năm, Tạ Kiếm Nam có gan vào, chẳng phải vừa khéo giảm gánh nặng cho anh sao? Ý của Trương Khác là chỉ cần Hải Thái dám tiến quân vào Hải Châu là y sẽ ra tay, Diệp Kiến Bân cười hăng hắc. Vậy tôi phải phái người đi kích động họ Tạ một chút, để hắn không thể quên sỉ nhục bị đập xe, nếu hắn thiếu kiềm chế tiến quân vào Hải Châu, áp lực của Thịnh Hâm sẽ giảm đi rất nhiều. Ngoại ô phía Đông Huệ Sơn có một rừng mai, chu vi 10 dặm, là một thắng cảnh nổi danh của Huệ Sơn. Có câu thập lý mai hoa hương tuyết hải. Thương hiệu tủ lạnh hương tuyết hải vang danh toàn quốc thập niên 80 từ đó mà ra. Nhà họ Tạ có một đại trạch viên kiểu nhà vườn cạnh rừng mai, sát bên đường quốc lộ tới Tân Thái, hiện giờ là nơi ở của vợ chồng Chu Cẩn Du và Tạ Hán Minh. Chu Cẩn Du 8 năm trước làm phó thị trưởng phân quản công nghiệp Huệ Sơn, tập đoàn chính Thái liền thực thi chiến lược di chuyển sản nghiệp từ Tân Thái tới Huệ Sơn, Tạ Hán Minh vì thế rời khỏi tập đoàn chính Thái, nắm giữ cái được gọi là quỹ gia tộc họ Tạ. Tạ Hán Minh trên 50 tuổi, trông mặt già hơn Chu Cẩn Du một chút, hôm nay là thời hạn giao báo cáo kiểm toán với tài vụ của Cẩm Hồ, ông ta sẽ căn cứ báo cáo kiểm toán đưa ra đánh giá cuối cùng về mô hình của Cẩm Hồ. Cẩm Hồ thành lập vào tháng 10 năm ngoái, trong tài sản đăng ký có một phần tới từ quỹ gia tộc nhà họ Tạ, mặc dù là phân ngạch của Tạ Vãn Tình trong quỹ, nhưng vì tăng cường ngưng tụ sức mạnh gia tộc, họ Tạ hạn chế nghiêm ngặt với việc sử dụng quỹ tài chính. Trong đó quan trọng nhất là chính Thái có quyền mua lại công ty sĩ nghiệp dùng quỹ gia tộc sáng lập hoặc đầu tư. Ánh ban mai xuyên qua cửa sổ pha lê trong suốt, chiếu lên bản báo cáo kiểm toán nằm lặng lẽ một góc chiếc bàn dài bằng gỗ lim. Tạ Hán Minh khoanh tay trước ngực, đi lại trong đại sảnh, Tạ Kiếm Nam ngồi ngay ngắm trầm tư nhìn bản báo cáo. Trong đám anh chị em các con, năng lực của Vãn Tình cũng rất xuất chúng, nhưng từ nhỏ ra nước ngoài học, gả tới nhà họ Từ cũng không tham gia công tác. Tuy có quản lý học từ nước ngoài, song thiếu nhận thức với tình hình phức tạp trong nước, không có kinh nghiệm làm việc, cho nên ba bước nhảy vọt từ Hải Dụ tới Hải Thái sang Cẩm Hồ, không phải là chuyện nó có thể làm được. Tạ Hán Minh đánh giá. Anh và con thực sự cho rằng thằng nhóc mới học cao trung kia làm được việc này sao? Chu Cẩn Du ngồi sau bàn ăn xem báo, tỏ vẻ không tin. Chuyện này nói không chừng là thế đấy. Nhà đầu tử gia của nhà Hán Tĩnh chẳng phải mới học năm thứ hai cao trung. Hán Tĩnh vì bồi dưỡng nó đã tốn bao nhiêu tâm huyết. Tạ Hán Tĩnh là chủ tịch hội đồng quản trị chính Thái, Tạ Hán Minh nói tiếp. Anh ấy tuy hiện cầu ổn định, nhưng bản chất thích những thứ bằng môn tà đạo, nhà đầu tử gia tí tuổi đã thích chơi tem, đồ gốm, quá nửa là do anh ấy dung túng. Mấy ngày trước tử gia còn đòi tới Thượng Hải mua mấy con tem lạ, Hán Tĩnh phái luôn hai người đi cùng. Phàn nàn một hồi chuyện ngoài lề, Tạ Hán Minh quay lại chủ đề. Hiện giờ thiếu niên thành đạt nhiều lắm, Kiếm Nam nhà mình cũng có kém ai đâu. Trương Chi Hành là người rất có học vấn, chỉ là thời cơ vào sĩ đồ chập mất một nhịp, song đào tạo ra đứa con xuất sắc không phải là khó tưởng tượng, nghe đâu từ học bình và ông già kia của nhà họ Diệp đều rất coi trọng thiếu niên này. Song thiếu niên thích phố trương, mà y lúc nào kín đáo, làm người ta nhìn không thấu. Đập xe người khác giữa bao người, vậy mà còn nói là kín đáo à? Chu Cẩn Du có vẻ rất thành kiến với Trương Khác, có lẽ tâm lý người mẹ, không muốn thấy người khác xuất sắc hơn con mình. Chúng ta đều đoán Trương Chi Hành tham dự vào việc kinh doanh của Cẩm Hồ, mà thời đầu thành lập Hải Thái, thiếu niên này hoạt động rất tích cực. Nhưng trong báo cáo này có được gì?
trừ một công ty Việt Tú đăng ký tài chính mấy chục vạn, và tên đại biểu pháp nhân tên Hứa Tư, thì thành phần đầu tư, cổ phần đều không có dấu vết gì. Còn nữa, ngay cả điện tử Ái Đạt đang gây chú ý lớn kia, đại biểu pháp nhân là Tô Tân Đông, một người ngoại tỉnh, vậy mà lại được chính phủ khu toàn lực ủng hộ. Chu Du tới Cẩm Hồ chưa được 2 tháng đã nhảy sang Ái Đạt. Quan hệ giữa Cẩm Hồ và Ái Đạt là gì? Đứng sau Ái Đạt là ai? Thiếu niên đó liên quan gì tới City Việt Tú? Chúng ta không biết gì cả, thế chưa đủ kín đáo sao? Thấy con trai mặt âm u hằn học, Tạ Hán Minh biết chạm vào mối hận trong lòng con, nhưng không an ủi. Con đáng phải nhận chuyện đó cho tỉnh ra, người như chúng ta đi tới đâu cũng có vô số con mắt theo dõi đấy. Hứa Tư Tạ Kiếm Nam lẩm bẩm, nhớ lại dung mạo hấp hồn hắn, nếu không tận mắt nhìn thấy cô, khó mà liên hệ được với Hứa Tư trong vụ án Đinh Hướng Sơn. Nhưng chẳng biết hắn có tính toán gì mà không nhắc cha mình chú ý tới điều cực kỳ quan trọng này, chỉ bực bội nói. Người thông minh đều có thể đoán ra Việt Tú là cái xác giống bị kẻ nào đó khống chế, để che giấu những giao dịch bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Nói giao dịch bí mật thì cũng không phải, tài vụ của Cẩm Hồ không giấu được chúng ta, từ trong báo cáo này con thấy được cái gì? Ba thì thấy có khả năng là một cái bẫy nhắm vào chúng ta, tài nguyên quan trọng nhất của Cẩm Hồ là quyền kinh doanh 6 nhà máy giấy ở Hải Châu. Nhưng khi ký hợp đồng bao thầu với chính phủ đương địa, quyền mua lại thuộc về City Việt Tú rất mơ hồ kia. Chúng ta mua lại cổ phần của Cẩm Hồ, một khi Việt Tú mua lại 6 công ty kia, thì chúng ta chỉ còn cái vỏ không mà thôi. Tạ Hán Minh không bị xen vào quá nhiều tình cảm, ông ta chỉ phân tích đánh giá dựa theo tư liệu có được. Chúng ta mua lại cổ phần của Cẩm Hồ, quyền kinh doanh 6 nhà máy kia là tài sản quan trọng nhất đánh giá cổ phần, chưa nói cái công ty rỗng ruột kia có thực lực mua lại 6 nhà máy giấy không. Cho dù có thì khi chúng bỏ dở quyền kinh doanh với Cẩm Hồ, là xâm phạm lợi ích của chúng ta sợ gì mà không kiện. Tạ Kiếm Nam nghiến răng nói. Nhà nước đang tăng cường lực độ bảo vệ môi trường, hạn chế nhiều nhà máy giấy gây ô nhiễm môi trường, nguồn nguyên liệu cung cấp giấy đang ngày càng khó khăn, hơn nữa với uy hiếp có khả năng là lớn nhất với chính thái sau này, giờ có cơ hội xen vào, sao phải do dự. Chương 216, dự cảm không lành. Chu Cẩn Du nghe thấy bên ngoài có tiếng còi xe, xem đồng hồ rồi đặt báo xuống. Em đi đây, hai ba con anh ở nhà bàn tính cho kỹ đi. Nhìn vợ đẩy cửa rời đi, Tạ Hán Minh thở dài. Mua cổ phần của Cẩm Hồ ở Hải Thái thì ba ủng hộ con, vì chúng ta có mục tiêu rõ ràng. Nhưng mua lại Cẩm Hồ vào lúc này thì ít nhiều giống hành động theo cảm tính, làm ăn kỵ nhất là hành động theo cảm tính. Biết rõ sau này sẽ xảy ra tranh chấp còn cứ muốn đâm đầu vào. Con để bụng chuyện xảy ra ở Hải Châu đến thế sao? Nếu ba sợ chính thái bị cuốn vào thì trong tay con còn hơn 2.000 vạn, con sẽ tự bỏ ra. Tạ Kiếm Nam hậm hực nói. Đôi lúc không phải chúng ta muốn bỏ qua cho êm chuyện là được, chiếc BMW kia vẫn để dưới bãi đỗ xe của Cẩm Hồ, đó thành ý bỏ qua của bọn chúng sao? Chị hai rõ ràng biết 6 nhà máy giấy kia là tối quan trọng với quyền mua lại của chính thái, nhưng chị ấy dễ dàng nhường cho cái công ty rộng ruột kia. Đoán chừng từ đầu tới cuối chị ấy tránh chính thái mua lại Cẩm Hồ, chị ấy còn nghĩ tới lợi ích nhà họ Tạ nữa đâu. Tạ Hán Minh cảm khái nói. Bác con mất sớm, Vãn Tình ra nước ngoài từ nhỏ, quan hệ với Vãn Sơn lại rất tệ, thêm vào chuyện không vui với Hải Dụ, nên quan hệ với bên này lãnh đạm cũng phải thôi. Còn về phần có mua lại cổ phần Cẩm Hồ hay không, ba còn thương lượng với chú hai con cứ chuyên tâm lo chuyện Hải Thái là được. Thêm vào cổ phần của Cẩm Hồ. Cổ phần cá nhân của Tạ Kiếm Nam ở Hải Thái chiếm 33%, hắn sẽ một tay nắm quyền Hải Thái. Không thuyết phục được cha, Tạ Kiếm Nam có chút bực dọc, hắn ra khỏi nhà, ngồi vào chiếc Porsche, suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Tạ Vãn Tình. Mặc dù sau khi chịu nhục ở Hải Châu, cảm tình của hắn với Tạ Vãn Tình đã nhạt tới cực điểm, nhưng muốn hiểu chuyện giữa Trương Khác và Hứa Tư, vẫn phải thông qua cô. Chị hai, em là Tiểu Lục đây. Tạ Kiếm Nam hít một hơi thu lại tâm tình. Giọng nói tự nhiên. Em vừa xem báo cáo tài vụ của Cẩm Hồ, có mấy vấn đề, không biết có thể hỏi chị được không? Có chuyện gì mà trang trọng thế? City Việt Tú là cổ đông thứ hai của Cẩm Hồ, nhưng tư liệu quá khiếm khuyết, còn nữa lần trước chị bảo với em Hứa Tư là nhân viên của Cẩm Hồ, song trong danh sách nhân viên của Cẩm Hồ lại không có tên cô ấy, mà cô ấy lại là đại biểu pháp nhân của Việt Tú, chẳng lẽ đằng sau Việt Tú có bí mật không thể cho ai biết? Mặc dù đã nhắc bản thân phải bình tĩnh, nhưng nói tới cái tên Hứa Tư, Tạ Kiếm Nam khó kiềm chế được lời nói của mình. Bí mật không thể cho ai biết gì chứ.
Giọng Tạ Vãn Tình ở phía bên kia điện thoại có hơi tức giận. Nhân vật quan trọng giúp Trương Chi Hành lập đổ Đinh Hương Sơn là đại biểu pháp nhân của công ty Việt Tú Thần Bí, khó tránh khỏi làm người ta liên tưởng tới gì đó phải không? Giọng Tạ Kiếm Nam mang chút ý dọa dẫm. Tạ Vãn Tình buông điện thoại xuống, tay chân lạnh băng, quay sang nhìn bóng Trương Khắc qua tường ngăn pha lê, đi tới khẽ gõ lên tường. Có chuyện gì thế ạ? Trương Khắc đứng dậy đi vào văn phòng Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình đem nói dung cuộc nói chuyện vừa rồi với Tạ Kiếm Nam nói cho y. Ồ, ngữ khí của Trương Khắc rất bình đạm, tựa hồ chẳng hề vì thế mà lo lắng, y biết sớm muộn gì cũng có người nhắc tới chuyện này, nhưng nếu Tạ Kiếm Nam tưởng có thể lợi dụng để uy hiếp gì đó thì hắn sai lầm lớn rồi. Tạ Vãn Tình nghĩ Trương Khắc để Hứa Tư tới Hong Kong, thậm chí thay một thân phận mới, chắc hẳn là đã nghĩ tới tình huống này. Dù nói thế nào, Tiểu Lục muốn lợi dụng chuyện này, thủ đoạn không khỏi quá đê tiện. Chuyện mua toàn bộ cổ phần của Hải Thái còn chưa được như ý đâu. Tạ Vãn Tình giọng vẫn nhỏ nhẹ như thường ngày, nhưng đôi mắt thấp thoáng lửa giận. Đừng mơ đụng tới Cẩm Hồ. Cho bọn chúng cần thì cứ cho. Em nói nhẹ nhàng thật đấy. Trương Khắc thấy Tạ Vãn Tình không cam lòng chỉ nhún vai cười, cảm thấy cổ khát, đưa tay cầm lấy cốc nước trên bàn, Tạ Vãn Tình nói vội. Đó là cốc của chị. Ồ, Trương Khắc ngó cái cốc một cái. Em không để ý đâu. Rồi uống một hơi hết sạch. Tạ Vãn Tình chịu thua. Chuyện dự liệu được từ trước rồi, có gì mà chịu phải tức giận. Nhưng chị không ngờ bọn họ ra tay nhanh như thế. Tạ Vãn Tình chẳng hiểu nổi Trương Khắc nghĩ gì trong đầu. Chỉ cần 3-4 năm, Cẩm Hồ có thể hoàn thành bố cục ở ngành giấy, cho dù bọn họ tham dự vào cũng chẳng lo bọn họ dở trò gì, nhưng giờ bọn họ tham dự vào, chỉ e không hài lòng với địa vị chiếm cổ phần. Chị Vãn Tình tự hồ không có lòng tin vào người nhà mình. Chị quá tin là khác ấy chứ. Tạ Vãn Tình cười chua chát. Nếu Cẩm Hồ không có tiền đồ gì thì đã đành, nhưng cùng với chính sách bảo vệ môi trường trong nước tiếp tục đi sâu, xí nghiệp giấy, đặc biệt xí nghiệp lớn, tiền đồ càng sáng sủa. Chị lường trước được thủ đoạn của họ rồi, bọn họ không ngại dùng thủ đoạn hành chính can dự, thu mua tài sản nhà máy phía dưới khi thời cơ chưa chín muồi, sau đó liên tục đề xuất tăng vốn đầu tư, làm giảm bớt phần trăm cổ phần của chúng ta, giống như đã làm với Hải Thái vậy. May là quyền mua tài sản nhà máy đều trong Việt Tú, có thể thiết kế cho bọn họ chút chướng ngại. Trương Khắc cố kiềm chế kích động muốn ngửa mặt cười dài. Nếu để Diệp Kiến Bân biết chuyện này, anh ta sẽ mang rượu Chivas cất kỹ ra uống một chén lớn. Vì sao? Tác chiến hai mặt, bọn họ đúng là tự tin vào bản thân quá đấy. Trương Khắc cười khinh miệt. Bọn họ thèm cái quyền mua lại chứ gì? Được chúng ta đem quyền đó chuyển vào Cẩm Hồ, đây là con dao hai lưỡi. Khi bọn họ đang đấu sống chết với Thịnh Hâm thì Cẩm Hồ khởi động quyền mua lại. Lúc đó nó sẽ là thòng lọng trên cổ họ. Trương Khắc ung dung trở về văn phòng, mặc dù y đã định để Hứa Tư đi Hong Kong, nhưng nhà họ Tạ lại muốn lợi dụng việc này dở trò, làm y hết sức khó chịu. Trước đó y chỉ đặt chướng ngại là để đề phòng chứ không có ý hại người, nhưng họ Tạ làm thế chớ trách ta hạ thủ với các ngươi. Kỳ nghỉ hè có vui thế nào cũng có đến ngày kết thúc, Đường Thanh ngày 23 đã trở về trường. Trương Khắc vờ như không hay biết, nhưng thế nào cũng không thể bỏ ngày khai giảng. Chính Thái còn chưa chính thức yêu cầu mua lại cổ phần của Cẩm Hồ, còn Cẩm Hồ bán cổ phần Hải Thái có cái lợi là Thái Phi Quyên và rất nhiều nhân viên quản lý của Hải Dụ rời khỏi Hải Thái gia nhập Cẩm Hồ. Dương Vân quay về Hải Châu, nói với Trương Khắc. Nghe Chu Nhất Bình, Lưu Minh Huy nói Ái Đạt đang làm ăn tưng bừng, lần này chưa nói trước đã đến nương nhờ, Khắc thiếu gia không để cho tôi thất nghiệp chứ. Tương Vi hoàn thành giao tiếp tài vụ với Hứa Tư, vậy là bốn người một năm trước bị Trương Khắc lừa tới văn phòng City Hải Dụ tại Hải Châu lại tụ cùng một chỗ. Ngày khai giảng, Trương Khắc nghĩ buổi sáng sẽ không có nhiều việc lắm, liền đích thân đưa Dương Vân tới Trần Ích Long giới thiệu cho đám Tô Tân Đông. Trương Khắc vốn tính ở lại ăn trưa cùng bọn họ rồi mới về trường báo danh, nhưng chừng 10 giờ nhận được điện thoại của cha. Hôm nay khai giảng, sáng sớm con nói đi học cơ mà, sao giờ lại không có mặt ở trường? Con ở Trần Ích Long, định chiều về trường, sao ba đột nhiên hỏi tới chuyện này? Trương Khắc lấy làm lạ, lâu lắm rồi còn ai ngó ngàng tới chuyện học hành của y đâu. Đến Đường Thanh và mẹ y hai người không hài lòng chuyện y trốn học nhất giờ phải chấp nhận nữa là. Trường học gọi điện tới tận văn phòng chính phủ đấy, ba đang tới trường giải thích tại sao con không đi học hè, khai giảng lại vô cớ vắng mặt. Con mau tới đi. Sao Lý Chi Phương lại đột nhiên quan tâm tới mình nhỉ? Không thể.
nhưng nói thế nào ngày đầu khai giảng đã trốn mất đúng là hơi quá, nguyên nhân chỉ thế thôi sao, Trương Khắc có một dự cảm không lành, thấy nhà máy cũng không có việc gì quan trọng cần mình ở lại, liền vội vàng quay về nội thành. Hết rồi. Chương 217, giáo viên chủ nhiệm mới. Tới trường thì đã là lúc nghỉ trưa, học sinh đang từ lớp học tràn ra, đổ về hướng nhà ăn, đường bị tắc, Đỗ Phi nhận ra xe của Trương Khắc, mở cửa chui vào. Phi Si sao, tao tưởng mày không đi học nữa chứ. Ba mày tới báo danh ày rồi đấy. Buổi sáng có cái lễ khai giảng chứ có chó gì đâu, tao định chiều tới báo danh, sao Lý Chi Phương lại nhiệt tình thế. Trương Khắc cau nhau. Đỗ Phi mặt mày rầu rĩ. Cô ấy bị điều tới sơ trung Tượng Sơn rồi, rất đột ngột, không báo gì trước. Lớp chúng ta có giáo viên chủ nhiệm mới. Trương Khắc ngây ra mất một lúc, không nói tới cuộc sống riêng tư, Lý Chi Phương tận tâm hơn tuyệt đại đa số giáo viên, đột nhiên bị điều đi, chẳng lẽ mụ vợ của Vương Viêm Bân phát hiện ra điều gì? À, mày nói cái gì? Lớp chúng ta, mày quay lại lớp tao rồi à? Ngày 23 tháng 8 về học hè, cô giáo Lý đã bị điều đi, lớp số 10 dù sao tốt hơn lớp 12, cha tao muốn tao quay lại, tao thì thế nào cũng được. Đỗ Phi cố làm ra vẻ thoải mái, nhưng không che giấu được tiếc nuối. Trương Khắc nghĩ mặc dù làm như vậy có điều không công bằng với Lý Chi Phương, song kết quả này với cô ta mà nói không phải là quá tệ, có điều nếu thực sự là mụ vợ Vương Viêm Bân phát hiện ra, chỉ e cô ta có điều tới đâu cũng không dễ sống. Còn nữa chủ nhiệm mới làm cái quái gì thế? Dù đi học muộn nửa ngày nhưng có tới mức gọi điện tới tận văn phòng chính phủ không? Đang định hỏi Đỗ Phi thì đột nhiên có tiếng còi xe inh ỏi vang lên, học sinh hoảng hốt né tránh. Đờ mờ, Triệu Ti Minh sinh nhật 18 tuổi, thằng cha nó tặng ột chiếc Mitsubishi, nên ngông hết sức. Đỗ Phi tức tối chửi. Chiếc Mitsubishi màu đỏ rực cứ đi bừa trong đám đông, học sinh la hét nhảy sang hai bên tức giận không dám nói gì, một số giáo viên trong đó cũng chỉ biết thở dài. Không ai dám ngăn cản. Trương Khắc thầm nghĩ, rác rưởi thì có đắp lên vẻ ngoài rực rỡ thế nào cũng chẳng che đi được. Vạn Thiên Tài thò đầu từ trong xe ra huýt sáo cười khoái trá, Triệu Ti Minh ngồi ở ghế phụ lái, hai tên này lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Anh Phó, xô chết hai thằng chó đẻ ấy đi. Đỗ Phi giận sôi gan nói. Trương Khắc chỉ cười, y không hiểu loại xe của Nhật nhưng chiếc Passat ghẻ này của mình không chịu nổi va chạm, xô hai thằng chó đẻ thì cũng sướng đấy. Nhưng không nên để xe của mình cũng cắt luôn vào đó. Bọn cặn bã này làm sao nhìn được không đem xe ra khoe khoang, cứ để cho bọn chúng đắc ý một hồi đi. Hai tên tiểu tử này theo chức vụ gia trưởng trong nhà tăng lên, lại ôm chân Chu Phú Minh nên ngày càng không coi ai ra gì, nhưng chúng chẳng đắc ý được bao lâu nữa. Chiếc Mitsubishi chớp mắt đã tới nơi, Trương Khắc tính toán có nên chào Vạn Thiên Tài một tiếng, để mọi người biết nhà y và Vạn Dũng đã cải thiện quan hệ hay không. Đúng lúc này một bóng người nhỏ nhắn giang tay ra chắn trước chiếc Mitsubishi, tay còn cầm một cái hộp thức ăn, bày ra cái thế xe còn đi tới là ném hộp cơm. Trong dòng người tới tấp né tránh, thân hình đó trở nên vô cùng nổi bật. Chiếc Mitsubishi điên cuồng rú còi, nhưng bóng người nhỏ nhắn kia không lùi lấy nửa bước, giữa ban ngày ban mặt Triệu Ti Minh, Vạn Thiên Tài rốt cuộc không dám lái xe đâm thẳng tới. Chiếc Mitsubishi vừa tắt máy, cô gái kia liền trước xe. Đưa tay vào rút chìa khóa, nghiêm giọng quát. Trong trường học có được lái xe không, các cậu là học sinh lớp nào? Trương Khắc nhìn thấy Vạn Thiên Tài miệng mấp máy nhưng không nghe rõ hắn nói gì, cô gái kia như mèo bị giẫm phải đuôi, túm lấy cổ áo hắn kéo ra ngoài, cửa xe chưa mở, Vạn Thiên Tài không kịp phòng bị, cổ kẹt ở cửa sổ xe, trông hết sức buồn cười. À, thôi Úc Mạn. Nhìn rõ mặt cô gái kia, Đỗ Phi thốt lên. Ai vậy? Trương Khắc hỏi. Trong khi cả đám đàn ông cao to đều rụt đầu trốn một bên, biểu hiện của cô gái này đúng là rất mạnh mẽ. Chủ nhiệm mới, ai mà ngờ cô ta cô ấy ghê đến thế, thôi thế thì chúng ta cũng toi rồi. Nhìn thảm cảnh của Vạn Thiên Tài, Đỗ Phi đột nhiên nổi cảm xúc một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Trương Khắc ngạc nhiên. Cô ta tới nhà ăn lấy cơm, vậy ba tao đâu nhỉ? Lúc này mới có hai nam giáo viên đi tới giúp thôi Úc Mạn trách mắng đám Vạn Thiên Tài. Vạn Thiên Tài. Cậu chưa tròn 18 tuổi, bằng lái chưa có, sao dám lái xe trong trường? Còn lái nhanh như thế, xô phải người khác thì làm sao? Rồi kề tai thôi Úc Mạn thì thầm vài câu, chắc là nói cho cô ta biết thân phận gia trưởng của bọn chúng. Thôi Úc Mạn buông cổ áo Vạn Thiên Tài ra, nói. Không hiểu cha mẹ các cậu dạy các cậu thế nào. Học sinh dám phóng xe trong trường, buổi chiều bảo người lớn trong nhà kéo xe về.
nói xong quay người ném chìa khóa xe vào con sông nhỏ bên đường. Tõm một cái, lớp bèo phủ đầy mặt nước tản ra rồi khép lại, chiếc chìa khóa biến mất tăm tích. Trương Khác trông cảnh đó mà hãi hùng, lấy di động gọi cho cha. Có phải ba bị bỏ lại một mình trong văn phòng không? Nghe đầu bên kia có tiếng thở dài, vội cúp điện thoại đưa cho Phó Tuấn. Có ai tìm tôi, anh bảo tôi không tiện nghe điện thoại. Trương Khác định kéo Đỗ Phi lén lút xuống xe thì thôi Úc Mạn quay đầu lại. Đỗ Phi, lại đây. Trương Khác đang muốn trốn vào trong xe thì ánh mắt sắc bén của thôi Úc Mạn quét qua. Cậu là Trương Khác phải không? Phó Tuấn cười khùng khục, Trương Khác đau khổ bảo hắn lái xe đi trước, rồi đành theo Đỗ Phi đi tới. Trước khi tôi tới trường đã được nghe danh bốn vị đại công tử rồi, hai tên rác rưởi này tôi không quản nổi. Thôi Úc Mạn khinh miệt phát ra hai chữ rác rưởi nói học sinh, không có chút phong phạm giáo viên nào, làm hai nam giáo viên bên cạnh, hơi biến sắc. Hai cậu là học sinh lớp tôi, sau này phải ra dáng học sinh, Trương Khác, vì sao cậu không tới lớp học hè? Sáng nay lại không đi khai giảng, thư ký trưởng Trương không biết dạy dỗ con cái à? Danh xưng thư ký trưởng trong miệng cô ta phát ra không có chút tôn trọng nào, nếu chẳng phải sức chịu đựng của Trương Khác rất mạnh thì đã xấu hổ mà chết rồi. Hai cậu theo tôi. Thôi Úc Mạn nói xong quay sang phía Vạn Ti Minh. Các cậu đẩy xe sang bên đường, buổi chiều gọi ra trưởng kéo xe đi. Rồi lắc vòng eo nhỏ đi về phía văn phòng. Thôi Úc Mạn vóc người nhỏ nhắn, không thể tính là cô gái quá xinh đẹp, nhưng nếu tính cách cô ta mà nhu mì một chút, cũng có thể trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều thiếu niên. Lịch sử của Nhất Trung chưa bao giờ xuất hiện giáo viên thế này, nhưng từ khi Mã Tử Thiện lên làm hiệu trưởng, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Trương Khác chẳng còn cách nào khác, không thể để cha một mình ở trong văn phòng chịu sự hành hạ của nữ ma đầu này, vỗ vai Triệu Ti Minh có chút đồng bệnh tương lân. Mất mặt lớn rồi. Triệu Ti Minh luôn sợ Trương Khác, bị y vỗ vai một cái giật nảy mình, Trương Khác cười, kéo Đỗ Phi theo Thôi Úc Mạn. Vào văn phòng của Thôi Úc Mạn, Trương Khác thấy người cha tội nghiệp đang ngồi trên ghế, thấy cô ta vào còn hơi nhổm người dậy chào lấy lòng. Ông cứ ngồi đi. Thôi Úc Mạn nhướng mày lên. Quay về chỗ mở hộp cơm ra, trải báo lên bàn thong thả bầy cơm trưa của cô ta, tới khi cho thìa cơm vào mồm tựa hồ mới nhớ trong văn phòng còn có ba người nữa, dừng lại nói. Hiện giờ đã giải thích được vì sao không đi học hè, lại vắng mặt lễ khai giảng rồi chứ. Hết việc của em rồi phải không ạ? Đỗ Phi dè dặt hỏi. 7 ngày học hè cậu đi được mấy ngày? Thôi Úc Mạn trừng mắt lên. Còn không biết xấu hổ nói là hết việc của mình hả? Hay là gọi luôn cả bí thư Đỗ tới giáo huấn? Trương Khác hỏi. Hôm nay chủ yếu nói chuyện của cậu, chuyện của Đỗ Phi sau này tôi tìm phụ huynh cậu ta nói chuyện. Trương Chi Hành nháy mắt với con, bảo y qua được cửa ải này rồi tính, Trương Khác liền ngậm miệng lại không nói nữa. Chương 218, chủ nhiệm mới rất hung. Đợi Thôi Úc Mạn dùng cơm chưa xong, Trương Chi Hành luôn mồm đảm bảo nhất định sẽ chịu trách nhiệm của phụ huynh học sinh mới thoát thân được. Ra khỏi văn phòng tổ ngữ văn, Trương Khác cũng phải lau mồ hôi lạnh. Hiệu trưởng Mã Tử Thiện rón rén đuổi theo, gọi khẽ. Thư ký trưởng Trương, thật xin lỗi quá, cô giáo Lý vừa mới điều đi, không có giáo viên thay thế, mới để nha đầu mới tốt nghiệp này thử. Thư ký trưởng Trương yên tâm, tôi lập tức an bài giáo viên chủ nhiệm khác. Ông ta vừa rồi ghé tai vào cửa nghe, thấy Thôi Úc Mạn nói không nể nang gì, không dám vào khuyên, sợ chọc giận nha đầu điên này. Khiến Trương Chi Hành càng mất mặt. Ông ta đang kêu trời kêu đất sao lại gặp phải hạng chuyện gây thị phi này, phía thị trưởng Vạn còn chưa biết phải ăn nói ra sao đây. Không có giáo viên thay cô Lý, hay là không có giáo viên này muốn thay? Trương Khác nhướng mày lên hỏi, với tính cách đanh đá, chua ngoa của Thôi Úc Mạn, nếu không có ai che chở, trong cái xã hội này, chỉ e ngay cả mẩu xương cũng chẳng còn. Cô giáo thôi không tệ, chỉ cần đừng tùy tiện gọi ba tôi từ chính phủ tới mắng mỏ là được. Mã Tử Thiện cười ngượng ngập, làm chủ nhiệm lớp có 2 trong 4 đại công tử chẳng phải dễ, phải ngó lơ sự tồn tại của những học sinh đặc biệt này, lại không được để đám học sinh đặc biệt này ảnh hưởng tới học sinh khác, cái chuyện vừa tốn công lại mất lòng này, ai dại gì mà nhận. Trương Chi Hành đương nhiên chẳng chấp một cô nhóc, từ góc độ giáo viên mà nói, hành vi của Thôi Úc Mạn rất đáng khen, quan hệ giữa học sinh và giáo viên, không thể để thói xấu ngoài xã hội làm ô nhiễm, hỏi. Cô Lý đang làm rất tốt. Vì sao đột nhiên chuyển sang trường khác? Mã Tử Thiện ấp úng. Do Cục Giáo dục quyết định, tôi cũng thấy đột ngột. 2. Trương Chi Hành cũng chỉ hỏi thế thôi,
dù sao chuyện trong nội bộ cục giáo dục, ông ta không tiện xen vào, chỉ nói thêm một câu. Cô giáo Lý và cô giáo Thôi đều là giáo viên rất có trách nhiệm. Trương Chi Hành nói thế cũng chẳng giúp được Thôi Úc Mạn là bao, ai biết Vạn Dũng, Triệu Cẩm Vinh có nổi cơn lôi đình vì con trai bị gọi là cặn bã trước mặt bao người hay không. Mã Tử Thiện muốn mới Trương Chi Hành tới phòng ăn nhỏ ở trường ăn cơm, nhưng vừa bị người ta giáo huấn một chấp, còn tâm tư nào ở lại đây thêm một phút nào nữa, nên không nhận lời. Nhìn Mã Tử Thiện ủ rũ rời đi, Trương Khắc cười, thầm nghĩ trong lòng ông ta cũng chẳng dễ chịu gì. Đứng trên hành lang tầng 3, nhìn chiếc Mitsubishi đỏ đỗ giữa đường, đám Vạn Thiên Tài tất nhiên sẽ không đẩy xe sang bên đường rồi mới đi. Trương Khắc thấy thế cũng tốt, cần phải có người trấn áp bọn chúng, bên y đang diễn kịch trước mặt Chu Phú Minh, nên Trương Khắc không tiện xung đột trực tiếp với đám Vạn Thiên Tài. Nhưng chúng ngang ngược quen rồi, ít bị nhục nhã như thế, chắc chắn rất uất ức. Cô ả vừa tốt nghiệp ngày, đúng là rất cá tính. Trương Khắc tới lớp học tìm Đường Thanh, vừa vặn Đường Thanh đi ăn cơm về lớp nghỉ ngơi, thấy Trương Khắc trong lớp, cô nàng cười khúc khích. Bị mắng rồi chứ gì? Không phải bạn nói cho cô ta số điện thoại của ba mình chứ? Trương Khắc làm bộ hung dữ. Cô ấy không biết hỏi người khác à? Đường Thanh cười duyên dáng. Cô giáo hỏi mình còn cách nào chứ? Thấy Đường Thanh cười trên nỗi đau của mình. Nhưng Trương Khắc chẳng làm gì nổi cô nàng, kéo cô đi ăn tiếp. Buổi chiều ở trường chẳng có việc gì, lớp tổ chức tổng vệ sinh, Đường Thanh là lớp trưởng không trốn được, cùng đám Trương Khắc ăn trưa bên ngoài xong, rồi cưỡng ép Trương Khắc và Đỗ Phi về lớp học.